Chương 3241, tâm động không bằng hành động. Tôi hiểu, trợ lý cái anh cho tôi xin một đề cử thì sao? Tằng Vân Nhàn tỉnh táo tinh thần. Diệp Phàm nói là nể mặt tôi cho thành phố hạng Nam 3 chỉ tiêu, chủ tịch thành phố Lam chắc chắn lấy 1 chỉ tiêu. Còn lại 2 cái, 1 cái liền cho ông, còn chỉ tiêu cuối cùng, Diệp Phàm cũng nhắc với tôi. Nói là người phụ trách công tác tư tưởng của ủy ban, người này làm công tác đảng, quen thuộc nghiệp vụ khối doanh nghiệp. Ví dụ như đồng chí Thái Trung Thiên phân công quản lý công tác đảng đoàn của thành phố hạng Nam cũng thích hợp. Trừ anh ta ra những đồng chí khác của thành phố hạng Nam đều không thích hợp. Cái Thiệu Trung nói, Tằng Vân Nhàn lập tức hiểu được. Cái Thiệu Trung mục đích chính là tạo ảnh hưởng cho Thái Trung Thiên. Mà cái Thiệu Trung biết mình và Thái Trung Thiên quan hệ cũng không tồi, có lẽ đây mới là nguyên nhân cái Thiệu Trung tìm mình tâm sự. Tằng Vân Nhàn cảm thấy hết sức thất vọng, nhưng lập tức che giấu. Hơn nữa, có thể có một đồng lõa bên trong tốt hơn so với một mình nhiều lắm. Đương nhiên, Tằng Vân Nhàn cũng cảm giác được một cái gì đó khác. Có lẽ là Diệp Phàm muốn đem Dương Chí Thăng nhập vào đội ngũ của mình. Tằng Vân Nhàn không khỏi có chút buồn cho Dương Chí Thăng. Cái Thiệu Trung mạnh mẽ như thế còn không vượt qua Diệp Phàm thì Dương Chí Thăng có lẽ cũng sẽ dập khuôn như vậy. Việc này Tằng Vân Nhàn tìm cơ hội thích hợp cùng Thái Trung Thiên hàn huyên một chút, người này quả nhiên có chút động tâm. Tuy nói không trực tiếp nói ra nhưng thái độ của Thái Trung Thiên cũng có thể thấy được chút gì đó. Thái Trung Thiên là một cậu em tốt. Cái Thiệu Trung cười nói. Động tâm không bằng hành động thôi. Diệp Phàm cười nói. Còn phải thêm lửa có lẽ mới có thể thúc đẩy anh ta quyết định cuối cùng. Cái Thiệu Trung cười nói. Việc này dễ, tạo ra chút tin đồn đi. Lão Thái trong mấy ngày này sẽ lập tức thành lập ban đảng. Diệp Phàm cười nói. Ôi, cái chuôi lửa này của cậu đúng là tốt. Cái Thiệu Trung cười nói. Có lẽ, Thái Trung Thiên muốn nhập bọn còn phải thể hiện một chút mới được. 2 ngày sau, trong hội nghị thường vụ Lam Tồn Quân đề xuất vấn đề trợ cấp cho dự án khai thác du lịch. Kết quả khiến Dương Chí Thăng thiếu chút nữa ném bàn hội nghị đi. Bởi vì, 13 ủy viên thường vụ thành ủy đã chiếm 7 phiếu tán thành. Thái Trung Thiên không ngờ vô thanh vô tức phản chiến, hơn nữa, ngay cả người có quan hệ tốt với y là Mâu Ứng Khải trước đây đều kiên quyết đứng về phía Thái Trung Thiên, Thái Trung Thiên ủng hộ Dương Chí Thăng, Mâu Ứng Khải cũng ủng hộ. Nhưng Mâu Ứng Khải hôm nay không ngờ lại bỏ phiếu trắng, còn Tằng Vân Nhàn trước giờ đều bỏ phiếu trắng thì tỏ rõ đứng về phía Lam Tồn Quân. Khiến cho phương án trợ cấp 2 triệu được hội nghị thường vụ thành ủy thông qua một cách thuận lợi. Tập kích rất bất ngờ làm Dương Chí Thăng trở tay không kịp, muốn dùng quyền bí thư để phủ quyết cũng không có cách nào. Bởi vì Dương Chí Thăng rất tin vào năng lực nắm hội nghị thường vụ trong tay của mình, không có chút phòng bị nào. Thấy ánh mắt Dương Chí Thăng lạnh như băng, Thái Trung cũng giả ngu, coi như không nhìn thấy vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Dương Chí Thăng vừa về đến văn phòng đã giống lên một tiếng. Lúc này Phó Bí Thư phân công quản lý kinh tế xây dựng gõ cửa. Ngưu Đắc Toàn và Dương Chí Thăng là đồng minh, Dương Chí Thăng vẫn luôn ủng hộ của anh ta. Lão Dương, hôm nay hội nghị thường vụ thật là lạ. Ngưu Đắc Toàn thở dài. Chúng ta ngồi đây vừa uống trà vừa tâm sự. Dương Chí Thăng rất nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, chỉ vào ghế nói. Lão Ngưu, ông nói xem, Dương Chí Thăng tôi có bạc đãi Thái Trung Thiên bao giờ không? Quả thực rất không phải. Không ngờ không nói một câu nào đã đánh gục. Có yêu cầu có thể nói, anh có quan điểm gì có thể trao đổi trước với tôi? Làm như vậy làm gì? Tôi thấy vị đồng chí này, đã khinh thường người khác rồi. Dương Chí Thăng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cơn tức của mình. Ôi, người như thế chỉ là cây cỏ đầu tường. Có lẽ là họ Lam kia đã cho anh ta ưu đãi gì đó để giao dịch rồi. Ngưu Đắc Toàn thở dài. Còn cả Mâu Ứng Khải cùng với Tằng Vân Nhàn nữa. Bỏ phiếu đồng ý. Thật ra càng ngày càng kỳ lạ, hội nghị thường vụ giống như là gió bão nổi lên bốn phía. Không phải vài ngày thôi sao? Hình như là không có động tĩnh gì lớn ảnh hưởng. Dương Chí Thăng khá nghi ngờ khó hiểu. Tôi cũng thấy kỳ lạ, chuyện này hôm nay bất ngờ một chút. Ngưu Đắc Toàn nói. Ha ha, làm rất hay. Diệp Phàm vỗ nhẹ bàn nói. Đúng vậy rất tốt, tôi có thể tưởng tượng được bí thư Dương buồn bực cỡ nào. Xem ra, anh Diệp, anh đúng thật là khắc tinh của ông ta. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã làm cho ông ta buồn bực 2 lần. Loại này buồn bực càng nhiều càng tốt. Lam Tồn Quân cười ha hả. Trên đời này nói trắng ra điểm gì cũng không có, còn phải là vì lợi không thôi sao, ai cho lợi ích lớn,
tự nhiên người ta sẽ lựa chọn anh. Mà Thái Trung Thiên cùng Dương Chí Thăng nhiều nhất cũng chỉ là liên kết đồng minh tạm thời. Còn không chưa đến quan hệ bạn bè. Đối với chúng ta mà nói thì cũng giống nhau có phải không? Không giống như quan hệ của hai chúng ta. Diệp Phàm nói. Đó là đương nhiên, chúng ta là bạn bè, bọn họ không thể so sánh được. Lam Tồn Quân nói. Có thể vượt qua thử thách mới là bạn bè chân chính, bạn bè cũng phân ra trình tự. Diệp Phàm nói. Nếu Thái Trung Thiên có biểu hiện như thế, đây là phát tín hiệu, bảng này có phải là cũng nên bảo Tằng Vân Nhàn chuyển cho anh ta? Lam Tồn Quân nói. Việc này, do quan hệ của cậu và Tằng Vân Nhàn cũng không tệ lắm. Cứ bảo anh ta cùng nhau ngồi một chút chẳng phải là tốt sao? Diệp Phàm nói. Ừ, quyết định như vậy đi. Lam Tồn Quân nói. Hai ngày sau, ban đảng phụ trách quy hoạch Hoành Không được thành lập. Người phụ trách ban tổ chức tỉnh ủy Điền Nam và Thiên Vân đều đến. Mà Lão Thái cũng từ Bắc Kinh đến Cát Băng Khánh Thành. Thì ra là thế Lão Dương ạ. Ngưu Đắc Toàn nói xong hình như còn có chút che giấu một chút gì đó. Không phải là một ủy ban thành lập tạm thời thôi sao? Nói khó nghe chỉ là một lớp học thôi, có gì lạ? Dương Chí Thăng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, đương nhiên Ngưu Đắc Toàn cảm giác được trong lòng ông ta không bình tĩnh. Thái Trung Thiên thay đổi rất nhanh, thành giảng viên, còn nói đây là liên quan đến xây dựng thực tế ở Hoành Không, ở công trường thành lập ủy ban đảng. Chính là muốn phụ trách xây dựng thực tế, nhóm học viên đầu tiên đều là nòng cốt. Mà một khi những học viên này học xong, phải là các đảng viên tham gia quy hoạch xây dựng lần này. Cứ như vậy thì to lắm, lần này tham gia quy hoạch đều là cán bộ đảng viên lãnh đạo của thành phố Hạng Nam, tập đoàn Hoành Không cùng với địa khu Giang Hoa. Tiếp theo chính là các cơ quan, các đội công trình, toàn bộ phải 10.000 người. Thanh thế mở đầu Diệp Phàm đã tạo ra, Thái Trung Thiên là tổng hướng dẫn viên rất thoải mái. Đài truyền hình cũng xuất hiện, Diệp Phàm hình như cho anh ta vinh quang rất cao. Trong đại hội còn phát biểu, rất hăng hái. Ngưu Đắc Toàn hừ lạnh nói. Kỳ thật, Diệp Phàm có mời thành ủy tham dự lễ thành lập. Nhưng Dương Chí Thăng đương nhiên là tìm cớ không đi. Ngưu Đắc Toàn đương nhiên là muốn đi, bởi vì trương ban tổ chức hai tỉnh đều đến. Bình thường cơ hội gặp họ là không nhiều. Nhưng, ông ta cùng Dương Chí Thăng thân thiết, mấy ủy viên thường vụ thành ủy cũng không đi. Sợ Dương Chí Thăng tức giận. Còn không chỉ mình anh ta, anh xem, Mâu Ứng Khải cũng muốn tham gia. Nhưng, lại còn dẫn đem một số nhân viên tham gia lễ cắt băng. Trên danh nghĩa là tương trợ cục công an Hoành Không duy trì trật tự, trên thực tế là không phải thế. Dương Chí Thăng nhịn không được nói lời thô tục. Đúng lúc này, Ngưu Đắc Toàn nhận điện thoại xong vẻ mặt khá mất tự nhiên. Sao thế, có phải xảy ra cái gì ngoài ý muốn không? Dương Chí Thăng hừ lạnh nói, dầm một tiếng, chén trà đổ ngổn ngang trên bàn trà. Ôi, trưởng ban Kim Thụ Dương đến rồi. Ngưu Đắc nói, ông ta cũng đến, bình thường thôi, nếu không có tình cảm với nhà họ Kiều kia, có lẽ cũng không xuống đây để làm chỗ dựa cho con rể. Kim Thụ Dương chỉ là đại diện cho Kiều Viễn Sơn thôi. Ông ta ngượng ngùng gọi ông ta đến đây. Dương Chí Thăng tức giận đến mức sắp phun trào rồi. Diệp Phàm là con rể của Kiều Viễn Sơn. Ngưu Đắc Toàn nhíu mắt, trước kia thật không biết tình huống này, Ngưu Đắc Toàn có chút hối hận. Con rể của Kiều Viễn Sơn thì sao? Dương Chí Thăng nhìn Ngưu Đắc một cái. Đúng thế, nhà họ Kiều nổi tiếng, con rể cũng chưa chắc vinh quang. Nghe nói Kiều Viễn Sơn đã hao tâm tổn trí vì con, còn có thời gian lo cho con rể sao? Nhưng, hình như chưa nghe nói kết hôn. Ngưu Đắc Toàn hỏi. Còn chưa kết hôn? Dương Chí Thăng hừ nói, từ lần xấu mặt ở nhà họ chữ. Dương Chí Thăng đương nhiên cũng đã hỏi thăm chi tiết về Diệp Phàm. Sau mới biết không ngờ người này là con rể của Kiều Viễn Sơn. Lúc ấy thật đúng là có chút hối hận, nhưng sau này hối hận bị tức giận đè mất. Địa điểm Cát Băng Khánh Thành thật sự náo nhiệt. Thái Trung Thiên làm tổng phụ trách phát biểu, đại diện đảng viên cơ sở phát biểu. Kim Thụ Dương phát biểu, thành lập ủy ban đảng là tốt, có thể tạo lực để thuận lợi tiến hành xây dựng Hoành Không. Đối với việc tăng cường xây dựng đội ngũ đảng viên phải phát huy. Mà Lão Thái cũng náo nhiệt nói, hai trưởng ban tổ chức tỉnh ủy hai tính cũng đáp lời. Đương nhiên tất cả đều khen ngợi, không có phê bình. Nghi thức cắt băng náo nhiệt, rất thành công, ảnh hưởng cũng rất lớn. Ngày 22 tháng Giêng, năm mới càng đến gần. Chương 3242, dừng lại. Ngày này, ở thị trấn Hoành Không và huyện Hoành Cương đã xảy ra một việc lớn.
trên công trường đang đào bới không ngờ đào ra một ngôi mộ, còn giống như là cổ mộ. Vừa nhận được tin tức này xong, tập đoàn Hoành Không và thành phố Hạng Nam đều có phản ứng. Lam Tồn Quân chỉ thị Cục Văn hóa Di sản cử chuyên gia đến hiện trường, còn tập đoàn Hoành Không cũng sắp xếp chuyên gia liên quan đến đó. Kéo dài mấy ngày, ngôi mộ bị đào bới nên bị hủy hoại không ít. Cho nên, đã có thể khai quật đầy đủ ra. Đào bới này đương nhiên cũng là cố ý phá hư đi một ít, nếu không, làm giả liền khó hoàn thành. Anh Diệp, Trương Ẩn Hào thật đúng là thiên tài, đến hiện giờ chuyên gia cũng chưa nghi ngờ gì. Lam Tồn Quân ngồi trong văn phòng của Diệp Phàm bắt chéo chân nói. Đó là đương nhiên, đồng chí Tiểu Trương sinh ra trong gia đình truyền thống, nhà người ta làm ra cái gì, trên cơ bản là không nhìn ra thật giả. Trước kia Trương gia cũng kinh doanh hàng giả, nghe nói đều lừa gạt dân nước ngoài. Đương nhiên, quan trọng là vì chúng ta dùng một số thủ đoạn đặc biệt. Hơn nữa, dùng nội khí tạo ra, nói là người hiện đại làm giả cơ bản không tìm ra chứng cứ. Bởi vì, người thường không thể lý giải cách làm của cao thủ. Nhưng, đồ vật này nếu gặp phải cao thủ như tôi thì có lẽ sẽ phát hiện ra một chút manh mối. Diệp Phàm nói, muốn gặp một người có thân thủ hơn anh là khó khăn. Anh đã là cao thủ tiên thiên, nếu cao hơn không phải là cao thủ niệm khí sao? Mặc dù là nói có người có hứng thú với mộ này, hơn nữa còn là mộ tàn, không nhiều giá trị võ công. Lam Tồn Quân cười nói, sau đó nói. Hiện giờ các chuyên gia đang tranh luận tiêu điểm không phải ở ngôi mộ. Mà là ngôi mộ này được chôn theo hình thức của nước Tinh Tuyệt ở thành Lâu Lan. Mà chủ nhân thực sự của ngôi mộ có thể chính là người nước Tinh Tuyệt. Chắc là người có tiếng tăm, mà Tinh Tuyệt thời cổ đại cũng là nước lớn bên cạnh nước Lâu Lan, cách xa chỗ chúng ta hàng nghìn cây số. Người nước Tinh Tuyệt thời cổ đại sao có thể chạy đến đây an táng? Đúng vậy, tôi muốn chính là hiệu quả này. Các chuyên gia muốn giải thích ý nghĩa của nó cũng khó. Có chuyên gia đoán có phải là nước Tinh Tuyệt đã xảy ra loạn, mấy anh em tranh nhau ngôi vị hoàng đế. Chủ nhân của ngôi mộ này chạy đến tỉnh Thiên Vân chúng ta. Dù sao cũng chỉ là các dự đoán của các chuyên gia. Tranh luận này ngày càng kịch liệt, đang chẳng phải là tuyên truyền miễn phí cho chúng ta sao? Anh xem. Ngôi mộ cổ Tinh Tuyệt này không phải là tạo thành một điểm du lịch của chúng ta sao? Bây giờ còn chưa khai phá. Không chỉ ở thị trấn Hoành Không chúng ta, mà ngay cả khách sạn Hoành Không cũng mỗi ngày kín phòng. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy, tôi còn dặn đài truyền hình làm một chuyên đề về cổ mộ nước Tinh Tuyệt, thu hút càng nhiều người càng tốt. Chúng ta phải làm cho rầm rộ, mà điểm du lịch này phải nhanh chóng xây dựng nên. Để có thể nhanh chóng phát huy công năng. Lam Tồn Quân cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như là kẻ trộm. Nhưng, ngàn vạn lần đừng lòi ra là được. Ha ha, sợ gì, thủ đoạn của tôi cậu còn không rõ ràng sao. Dù là lòi ra cũng không liên quan đến chúng ta. Và lại không thể chứng minh là chúng ta dở trò quỷ, có lẽ là các vị nào đó ăn cơm no không có chuyện gì muốn làm ra trò đùa dai. Hơn nữa, những đồ vật trong ngôi mộ kia đều là đồ thật. Chẳng qua là giá trị không cao. Nhưng cũng là đồ cổ có phải không? Diệp Phàm cười nói. Đáng tiếc, nếu đem bình ngọc nạm vào vùi vào đó thì hiệu quả cao hơn. Đây là đại diện cho thân phận, chứng tỏ chủ nhân của ngôi mộ có vị thế rất cao. Ít nhất là thuộc hoàng gia của nước Tinh Tuyệt. Hơn nữa, có nó ở đó người đến tham quan ngày càng nhiều. Lam Tồn Quân vẻ mặt tham vô cùng. Cậu thật đúng là dám nghĩ, vật đó giá trị trên 1 triệu. Đây là quốc bảo thật sự, đã được chúng ta đưa vào cố cung. Cậu còn có suy nghĩ này, thật sự là lòng tham vô đáy. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Có một vấn đề, nếu chuyên gia viện bảo tàng cố cung xuống đây xem mộ này, có thể liên tưởng đến mình trong bảo tàng kia không? Hơn nữa, còn có mấy bức tượng kia. Lam Tồn Quân lại có chút lo lắng. Ha ha, bí mật về ngôi mộ này chỉ có mấy người biết. Chúng ta không nói không ai có cách nào chứng minh bình ngọc và ngôi mộ này xuất phát từ một chỗ. Nước Tinh Tuyệt cổ đại tồn tại không ít năm, mai táng các thành viên của hoàng tộc cũng không ít có phải không? Dựa vào cái gì nói là xuất phát từ ngôi mộ? Các chuyên gia mặc dù là thấy, chỉ có thể phỏng đoán có phải không? Hơn nữa, cứ như vậy chẳng phải là tạo thêm sức hút sao? Diệp Phàm cười không thôi. Tìm long điểm huyệt mộ thôi, chúng ta có gà đẻ trứng vàng. Lam Tồn Quân cười ha hả. Nhưng, anh Diệp, tàn phá xương cốt là không nên. Dù sao cũng không được làm giả, nếu anh dùng xương cốt của người hiện đại các chuyên gia sẽ biết. Đầu óc của cậu chưa được khai hóa,
xương cốt của người xưa còn sợ không có sao? Ở Lâu Lan tùy ý lấy, chuẩn bị đầy đủ không phải xong việc sao? Chỉ cần là thời kỳ đó, ai có thể chứng minh bộ xương khô này không phải là thân phận hoàng gia mà là một người dân bình thường đâu? Diệp Phàm cười nói. Việc này, tôi thật ra cùng. Lam Tồn Quân xoa xoa đầu, cười nói. Lúc này điện thoại của Diệp Phàm vang lên, nhìn dãy số cảm thấy lạ, thầm nói Vương Nhân Bàng lại gọi điện, vì thế nghe máy, tiếng Vương Nhân Bàng cười. Anh Diệp, cuộc sống dễ chịu chứ? Nói chi vậy, bận chết, nào như cậu cả ngày vui vẻ. Đi theo lãnh đạo ăn chơi, hơn nữa, nơi nơi diễu võ dương oai thích hơn nhiều. Diệp Phàm cười nói, Lam Tồn Quân bên cạnh cũng đang lắng nghe. Thích cái khỉ, một chút tự do đều không có, muốn mời một người cũng khó, không có ai thay ca. Vương Nhân Bàng tức giận hừ nói, sau đó cười gượng. Anh Diệp, lần trước tổ thưởng cho tôi 30.000 nghe nói anh lĩnh. Đúng vậy. Mấy hôm trước tôi đến tổng bộ tổ trưởng cung bảo tôi tiện lĩnh giúp cậu có cơ hội gặp mặt thì giao tiền. Không đúng, cậu, chỉ 30.000 chẳng lẽ còn muốn đòi sao? Thật sự là không phóng khoáng. Diệp Phàm cười nói. Đó cũng không phải, tôi muốn nói là 30.000 này là tôi từ bỏ. Vương Nhân Bàng nói, Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Hôm nay mặt trời mọc đằng tay phải không, cậu không có tiền thì ngay cả tôi cũng bị cậu bán kiếm tiền, hiện giờ nói từ bỏ, lạ nhỉ? Nói chi vậy, anh Diệp, anh coi Vương Nhân Bàng tôi nhân phẩm kém vậy sao? Lúc ấy cũng không thế nói là bán đứng anh có phải không? Chỉ là cho anh mượn dùng trước một chút, đều là anh em, càng cần phải giúp nhau có phải không? Cậu em tôi lúc ấy cũng nhanh, anh giúp tôi ít tiền hẳn là đúng có phải không? Vương Nhân Bàng cười gượng. Cậu có nhân phẩm sao? Không nhìn ra, huống chi cậu cho tôi mượn tên tuổi kiếm tiền cũng là làm giàu thêm cho tài khoản của cậu. Nói thật, tài khoản của cậu rất không sáng rọi. Cậu làm gì, là vì sự phong lưu của cậu, bảo tôi hỗ trợ, vị 16 tuổi nhà cậu sống chung sao? Có cơ hội cô còn không đập chết tôi sao? Diệp Phàm nói, thiếu chút nữa làm tên kia nghẹn. Tôi nói nhé anh Diệp, không mang theo người anh em bẩn thỉu của tôi có phải không? Không phải là 30.000 sao? Anh em tôi hiện giờ đã tỉnh ngộ hoàn toàn, cho nên, quyết đem 30.000 này trả cho cậu. Anh em chúng ta tôi, không thể vì mấy chục nghìn tiền trinh bị tổn thương tình cảm có phải không? Hơn nữa, anh nói đúng, hiện giờ tôi xem như đã hiểu. Gia đình quan trọng, nhà vạn sự vui thôi. Vương Nhân Bàng nói. Ừ, tôi cảm thấy đây không phải phong cách của đồng chí Vương Nhân Bàng. Có phải cậu uống nhầm thuốc không? Đồng chí Vương Nhân Bàng của chúng tôi. Diệp Phàm châm chọc nói. Sao có thể chứ? Vương Nhân Bàng nói. Người ta có tấm lòng tốt như vậy. 30.000 này tôi sẽ nhận. Tôi còn có việc phải bàn với Chủ tịch Lam. Diệp Phàm nói. Ôi, từ đã anh Diệp. Vương Nhân Bàng kêu lên. Còn có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi, biết gã ta nhất định có chuyện. Ha ha, 30.000 kia là tiền ở nhờ mấy tối thì sao? Vương Nhân Bàng cười nói. Ở nhờ, có ý gì đồng chí Tiểu Bàng? Diệp Phàm thầm nói đến đây, nhưng, trong lòng cũng thấy lạ, hiếu kỳ. Ôi! Tôi hiện giờ thảm rồi. Vương Nhân Bàng thở dài. Ha ha, cậu còn thảm, đường đường cục trưởng cục cảnh vệ, uy phong bát diện, đi ra ngoài ai không nể mặt. Cậu còn thảm thì trên đời này không có ai thoải mái. Diệp Phàm cười nói. Phiền toái rồi. Vương Nhân Bàng có lẽ nhíu mày. Có chuyện gì bất bình, không thể nào. Vương Nhân Bàng cậu là ai? Diệp Phàm hỏi. Ôi, còn không phải là phụ nữ dọa sao? Vương Nhân Bàng cuối cùng nói ra. Ha ha, cuối cùng tôi hiểu rồi. Hóa ra là rắn đến nhà gà chúc Tết, 30 vạn này không dễ lấy. Diệp Phàm cười nói. Không thể nói như vậy, trước kia anh cùng người khác thân mật tôi không phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cho anh sao? Chúng ta là anh em, phải giúp nhau mới đúng, có phúc cùng hưởng có phải không? Chúng ta là anh em sinh tử. Vương Nhân Bàng nói. Cậu nói rất hợp lý, nhưng... Cậu nói những lời này tôi không hiểu, cái gì tôi cùng người khác thân mật, tôi thân mật với ai? Diệp Phàm tức giận. Còn không có, anh phải biết rằng, Lạc Tuyết Phiêu Mai chính là em gái nuôi của tôi. Anh xem xe, Kiều Viên Viên là vợ chính thức của anh, đương nhiên không tốt nói. Nhưng, xa không nói, nói gần đi, Đồng Oanh Oanh, đang lắc lư trước mặt Lạc Tuyết. Anh em tôi không phải nói nhiều ít cho cậu sao, còn có Nam Vân Thiên Mi, còn có. Vương Nhân Bàng vừa nói đến đây, Diệp Phàm nhanh chóng kêu lên.
dừng lại, cậu nói bậy bạ cái gì vậy, nhanh nói chuyện này. Chương 3243, ba người phụ nữ, một vở kịch. Cũng không có việc gì lớn, chỉ là tôi muốn mượn Chu Tước Sơn Trang để ở vài ngày. Chỉ vài này, thế nào anh Diệp? Vương Nhân Bàng hỏi. Ai? Diệp Phàm hỏi. Ai, chính là chuyện lần đó đến Tam Độc Giáo. Vương Nhân Bàng thở dài. Lần đó, cậu hình như không dính vào cô gái nào. Thật ra Chủ tịch Lam không cẩn thận đã làm cho Chu Na của nhà họ Chu kia trúng độc. Chuyện này cậu quản cái rắm, cậu không phải là quan tâm đến Chu Na chứ. Việc này không thể được, đó là hàng của đồng chí Lam Tồn Quân, vợ của bạn thì không thể. Diệp Phàm hừ nói. Tại sao lại đổ lên đầu tôi? Lam Tồn Quân bên cạnh sững sờ nhìn Diệp Phàm. Anh nghĩ đi đâu vậy, tôi đang nói đến Chu Hương Diệp em gái của Chu Na kia. Chính là cô nàng mũi cao kia. Vương Nhân Bàng nói. Đúng vậy, có người như vậy, là em gái của Chu Na. Dáng vẻ rất được, hoạt bát, lúc ấy không phải nghe nói đang học đại học sao? Cậu chẳng lẽ cùng cô có chân, không thể nào, lúc ấy không thấy cậu thể hiện gì. Diệp Phàm hỏi nhưng thật ra cảm thấy lạ. Hai, việc này, lúc ấy không nhiều cảm giác lắm. Sau đó không biết tại sao lại thế này, cô không ngờ biết số điện thoại của tôi, nhất định là Chu Na nói, mà Chu Na nhất định là lấy từ chỗ của Lam Tồn Quân. Cho nên, đầu sỏ chuyện này là Lam Tồn Quân. Tôi hiện giờ bị y hại cho thảm. Vương Nhân Bàng nói. Tồn Quân, cậu có nói số điện thoại của Vương Nhân Bàng cho Chu Na không? Diệp Phàm hỏi. Có, sao thế, không phải là số điện thoại thôi sao, cũng không phải bảo bối gì. Lam Tồn Quân hỏi. Hiện giờ có phiền toái rồi, Vương Nhân Bàng có lẽ làm việc kia với em gái của Chu Na Chu Hương Diệp. Bây giờ người ta đã tìm đến cửa, người này không chỗ giấu người, không ngờ muốn tôi sắp xếp ở Chu Tước Sơn Trang. Diệp Phàm cười nói. Anh Diệp, đừng nói xấu sau lưng tôi. Vương Nhân Bàng kêu lên trong điện thoại. Diệp Phàm miễn nói. Ha ha, không phải như vậy sao? Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy, sự thật đúng là vậy. Hơn nữa lúc đó Chu Hương Diệp cứ quấn quýt lấy, tôi nhất thời không đủ liền làm chuyện xấu. Việc này có mấy người đàn ông có thể cưỡng lại mỹ nhân, chính anh và Tiểu Lam cũng vậy. Vương Nhân Bàng nói. Ha ha ha. Hai người cười thiếu chút nữa vỡ bụng. Đừng cười, hiện giờ tôi đang trên đường. Vương Nhân Bàng nói. Trên đường, có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Đưa các cô đến đấy, phụ nữ thật là phiền toái. Ở Bắc Kinh vẫn muốn tôi đi cùng cô, nhưng anh xem, Bắc Kinh lớn như vậy, tôi có thể đi theo cô sao? Nếu để Thập Lục biết, không phải chết tôi sao? Vương Nhân Bàng nói. Cậu sợ Thập Lục như vậy sao? Thật không ngờ đấy. Lam Tồn Quân châm chọc. Cũng không phải là vấn đề sợ, đây là yêu biết không? Nói đến cậu cũng không hiểu, nhưng thôi, cậu chớ đắc ý là được. Vương Nhân Bàng cười gượng một tiếng. Ý gì đồng chí Vương Nhân Bàng? Lam Tồn Quân hừ nói. Ha ha, Chu Hương Diệp còn có một người phụ nữ bên cạnh. Vương Nhân Bàng cười gượng một tiếng, Lam Tồn Quân lỡ lời hỏi. Anh đưa Chu Na đến rồi sao? Ha ha, có phúc cùng hưởng thôi. Vương Nhân Bàng cười. Anh, Vương Nhân Bàng anh đừng hại chết tôi. Lam Tồn Quân kêu lên, đứng cả lên. Tại sao lại có thể nói là hại cậu? Người ta là phụ nữ từ xa đến thăm cậu thật là vô tâm. Vương Nhân Bàng nói. Anh Bàng, thành phố Hạng Nam là nơi tôi làm việc. Nếu truyền ra ngoài thì là vấn đề tác phong. Hơn nữa, hiện giờ là thời điểm mấu chốt, rất nhiều người theo dõi, một khi có chút gió thổi lay ngọn cỏ thì phiền toái. Không ổn, không ổn, anh nhanh đưa cô đi. Lam Tồn Quân nóng nảy. Muộn rồi, chúng ta đã đến dưới chân núi Thiên Thông rồi. Cậu bảo anh Diệp sắp xếp một chút, nếu không chúng tôi trực tiếp đến Chu Tước Sơn Trang. Vương Nhân Bàng cứng rắn. Tôi bị anh hại chết rồi, Vương Nhân Bàng, anh là đồ tồi. Nhanh đến đi, nếu không sắp xếp tốt thì rước lấy phiền toái đó. Diệp Phàm nói, nhanh chóng lái xe cùng Lam Tồn Quân đến Chu Tước Sơn Trang. Vừa đến chân núi đã phát hiện Vương Nhân Bàng đang dựa vào xe Jeep, trông rất phất phơ. Đứng bên cạnh là hai cô gái, không phải Chu Na và Chu Hương Diệp còn là ai. May mắn hiện giờ đang giờ ăn cơm tối, cũng không có nhiều người chú ý. Chu Na, em đã đến rồi. Sao không gọi điện thoại cho anh một chút? Lam Tồn Quân nói dối cười nói. Tôi dám sao, còn không phải bị ai đó đuổi đi sao? Chu Na tức giận hừ nói. Anh Diệp.
Mộc Nguyệt Nhi thân mật của anh ở Sơn Trang này, vừa lúc, chúng ta mỗi người một người, ai cũng đừng nói ai có phải không. Mọi người giữ bí mật mới là đúng đạo. Vương Nhân Bàng kéo Diệp Phàm ra một bên cười nói. Thân mật, cậu nói cái gì thế? Mộc Nguyệt Nhi không có quan hệ gì với tôi, cô là em gái nuôi, cho nên, cậu đừng nói bừa. Diệp Phàm nói nhanh, tức giận. Hiểu rồi, em gái nuôi. Thời đại này loại này rất nhiều, làm đến làm đi liền làm trên giường. Vương Nhân Bàng châm chọc. Cậu đó, nói gì cũng không tin, được rồi, đến Chu Tước Sơn Trang, đứng ở đây dễ bị người khác chú ý. Diệp Phàm nói. Mộc Nguyệt Nhi thật không nói cái gì, cho người đi sắp xếp phòng. Phụ nữ nhiều cũng là phiền toái có phải không? Thấy không có ai, Mộc Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phàm cười ý là nói hắn. Cô nói gì, không phải hàng của tôi. Diệp Phàm hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái. Ha ha, tôi biết, anh chắc chắn sẽ nói hai cô nước ngoài kia là hàng của anh em anh. Đàn ông mà, đều như vậy cả. Mộc Nguyệt Nhi nói xong câu này Diệp Phàm thiếu chút nữa té xỉu. Thực sự là hàng của hai cậu kia, không liên quan đến tôi. Cô phải tin tưởng tôi. Diệp Phàm nhanh chóng giải thích. Biết rồi, hàng của anh và hàng của họ không giống nhau sao? Thật là, còn tìm hai người đến ngụy trang. Thời đại này, ai cũng không phải người ngốc, nhưng tôi vẫn bội phục anh, ít nhất anh còn có hai người anh em gánh trách nhiệm giúp anh. Mộc Nguyệt Nhi hừ nói. Ha ha, hai vị thân thiết nhỉ. Vương Nhân Bàng cười cười đã đi tới. Thân thiết cái gì, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Mộc Nguyệt Nhi nói cậu này có chút giận dỗi. Không đúng, anh Diệp nói cô là em gái nuôi của anh ấy, cô nói là bạn bè bình thường, rốt cuộc ai nói là thật. Vương Nhân Bàng hỏi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Mộc Nguyệt Nhi tức giận hừ một tiếng quay mông đi rồi. Phụ nữ, không thể nào hài lòng được. Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Tôi phải đi nhanh, Bắc Kinh còn có việc, anh nói với hai người họ một tiếng, tôi đi rồi. Vương Nhân Bàng nói xong vội vàng rời đi. Diệp Phàm ngăn cũng không ngăn được, không thể tưởng tượng được Lam Tồn Quân cũng không khác gì, đi ra chào một tiếng rồi cũng đi luôn. Hai người các cậu thật là, chạy hết như vậy. Diệp Phàm thiếu chút nữa chán nản, trừng mắt nhìn hai chiếc xe rời đi. Đi thì đi, hai chị em chúng ta đến đây chính là để giải sầu. Môi trường ở đây không tồi, đàn ông, chúng ta không phải đồ vật. Chu Na dùng tiếng phổ thông hơi cứng nói. Đàn ông là đồ vật này nọ mới là lạ. Mộc Nguyệt Nhi đứng sau bổ sung thêm một câu. Ha ha, ba vị, tôi có việc đi trước, tối nay còn có cuộc họp. Việc này là tôi triệu tập, không đi không được có phải không? Diệp Phàm cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Ôi, thần tài đến cửa không ngờ không ai để ý. Đáng tiếc. Chu Na thở dài, chân Diệp Phàm cuối cùng phanh lại, quay đầu nhìn nhìn cười hỏi. Thần tài gì, các cô lần này đến. Chẳng lẽ là muốn đầu tư? Em gái tôi lần này đến chính là muốn làm điền chủ, nghe nói núi Thiên Thông cũng không tồi, nên đến đây xem một cái. Hơn nữa, công ty chú tôi đang muốn đầu tư xây dựng một trạm phát điện, cũng đang lựa chọn thiết bị điện lực. Lần trước nghe Tồn Quân nói tổng công ty của anh Diệp sản xuất cái này, cho nên, đến đây xem. Hơn nữa, chú nói tổng giám đốc Diệp trước kia đã hợp tác với tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân. Cho nên, tổng giám đốc Diệp vẫn là người đáng tin cậy. Chu Na cười nói. Ha ha, đây là tổng giám đốc Chu nâng đỡ tôi. Tôi không có ưu điểm gì khác, nhưng làm một người bạn thì vẫn là đáng tin. Diệp Phàm khiêm tốn cười nói. Nếu nhà họ Chu muốn mua thiết bị điện lực, tập đoàn chúng tôi có, ví dụ như trạm phát điện. Thấy không em gái, vừa nói muốn mua đồ hắn đã vui mừng. Nếu như không có lẽ đã đuổi hai chúng ta ra khỏi nhà. Chu Na châm chọc. Hắn thật sự đặc biệt, cặp mắt kia nhìn chằm chằm chính là lợi ích. Trước kia tôi cũng mắc mưu hắn như vậy, hai cô phải cẩn thận. Nếu không, để người ta bán còn phải giúp hắn kiếm tiền. Hiện giờ nghĩ lại hối hận, mấy chục triệu toàn bộ giao cho hắn rồi, muốn lấy ra cũng không thể nào. Không thể tưởng tượng được Mộc Nguyệt Nhi thêm phiền toái, Diệp Phàm tức giận đến hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái. Chị Nguyệt Nhi, thật sự là có chuyện như vậy sao? Nhưng sao chị còn coi hắn là bạn? Chu Hương Diệp cười nói. Đừng nghe cô nói bậy. Diệp Phàm hừ nhanh. Ha ha, anh dám nói là tôi nói bậy sao? Toàn bộ gia sản của tôi đều bị anh lừa vào tập đoàn Hoành Không. Còn thiếu. Mộc Nguyệt Nhi nói đến đây hình như đột nhiên hơi thẹn thùng. Cô gái này không ngờ không nói nữa.
làm cho Hương Diệp hứng thú hỏi. Còn thiếu cái gì, Nguyệt Nhi, mau nói đi. Em gái, em cùng không cần phải hỏi, việc này còn không rõ sao. Phụ nữ tối sẽ là cái gì? Chu Na đứng bên cạnh cười nói. Tôi đi đây, các cô cứ tán gẫu, cơm tối Mộc Nguyệt Nhi sắp xếp. Diệp Phàm cuối cùng không nghe nổi nữa, nhanh chóng muốn chuồn, đằng sau vang lên tiếng cười của ba cô gái. Tổng giám đốc Diệp, bọn họ là bạn của anh, cơm cũng không tiếp, đây là bạn sao? Mộc Nguyệt Nhi hỏi, Diệp Phàm không có cách nào, thầm mắng Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân. Ba cô gái xinh đẹp ngồi quanh, Diệp Phàm kiên trì ăn cơm hắn không cảm giác chút hạnh phúc nào. Chu Na, Hồng Phách Thiên Chân của các cô có ý định đến đầu tư vào tập đoàn Hoành Không chúng tôi không? Diệp Phàm hỏi. Chương 3244, Võ Trang Duy Cơ Tư. Tổng giám đốc Diệp, anh đi đến đâu cũng muốn chúng tôi đầu tư. Cổ phần khống chế của nhà họ Chu chúng tôi ở tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân chẳng phải là bị các anh nắm hết rồi sao? Đó là việc không thể nào. Hiện giờ tập đoàn các anh sản xuất cái gì tôi đều đã nghe nói qua. Không liên quan gì đến ngành sản xuất của chúng tôi. Chu Na nói. Nhà họ Chu các cô nhiều bạn bè, có thể giới thiệu đến đây vài người bạn. Tập đoàn Hoành Không chúng tôi đang trong quá trình phát triển, có thể có nhiều ý tưởng thì cùng nhau phát tài. Diệp Phàm sau đó nói. Tổng giám đốc Diệp, nói thật với anh, lần này tôi đến Hoành Không là có chuyện khác muốn bàn với anh. Nếu không, anh thực cho rằng tôi ăn no không có việc gì làm chạy đến đây sao? Còn làm chủ tịch thành phố Lam Tồn Quân sợ hãi. Tôi biết, đây là cán bộ các anh sợ nhất dính vào tin tức với các cô gái. Yên tâm, chúng tôi đều là những người phụ nữ đứng đắn. Chu Na nghiêm túc. Rất xin lỗi, chúng tôi cũng không coi thường các cô đúng không nào? Các cô đến đây đều là bạn bè. Diệp Phàm nói. Đang nói chuyện không thể ngờ Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân cũng đã trở lại. Xem ra, hai vị vẫn là không yên lòng. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, phong cảnh núi Thiên Thông không tồi, ở một đêm cũng không sao. Vương Nhân Bàng cười khan nói, mấy người lại ngồi xuống Mộc Nguyệt Nhi lại gọi người làm đồ ăn. Quần đảo Duy Cơ Tư không xa lạ. Chu Na nói. Đương nhiên. Diệp Phàm nói, có thể thừa nhận là tốt rồi. Chu Na cười nói, thừa nhận, tôi thừa nhận cái gì? Diệp Phàm thật sự bị cô nàng biến thành hòa thượng. Ha ha, đừng gạt chúng tôi, hiện giờ quần đảo Duy Cơ Tư thật ra đã sớm của họ Diệp rồi. Chu Na cười nói, cũng đúng, nhưng đừng nói lao nhi, quần đảo Duy Cơ Tư là nơi sinh sống của tộc người Tây Mễ, bọn họ có cuộc sống của mình. Nếu nói gì khác, chỉ có thể là Diệp Phàm tôi là bạn của họ. Mà chúng ta có lấy ra một số tiền để đầu tư hợp tác với họ thôi. Diệp Phàm nói. Một số tiền, hiện giờ trên đảo đều là người của anh. Đúng rồi, chính là đảo chủ Đường Châu Ái, đúng vậy, tên là Đường Châu Ái. Hình như sinh con trai, anh có biết tên nó là gì không? Chu Na nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tên là gì? Vương Nhân Bàng cùng Lam Tồn Quân thốt lên, hai người cũng hứng thú chưa từng có. Diệp Đường Thiên Thu. Chu Na cười nói. Diệp Đường Thiên Thu, tên thật kêu, anh Diệp, đúng là không tồi, khí phách Thiên Thu. Vương Nhân Bàng cười nói. Ha ha, người này thật sự không tồi khí phách. Diệp Phàm gật đầu nói. Anh còn giả vờ. Chu Na hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Thằng nhóc này rất kỳ lạ, đến giờ vừa đúng một tuổi không ngờ nghe nói có thể nhảy lên cao một mét. Hơn nữa lực vô cùng lớn, không ngờ có thể giơ một vật nặng 20 cân lên. Nghe nói ở trên đảo có một người áo đen cả ngày luyện cùng nó, cũng có người nói là sư phụ của nó. Thật đúng là lực sĩ tái sinh, nhỏ như vậy không ngờ có thể có năng lực này. Đó nhất định là trời sinh, người như thế sau này bồi dưỡng một chút thì sẽ là thiên tài võ lâm. Mộc Nguyệt Nhi nghe thấy líu lưỡi, bởi vì cô không biết quan hệ giữa thằng nhóc này và Diệp Phàm. Con của Diệp Phàm không phải là thiên tài mới là lạ. Trong nhà còn có hai cái quái thai, mấy năm mới sinh ra. Lam Tồn Quân trong lòng hừ một tiếng. Nhưng, gần đây nghe nói quần đảo Duy Cơ Tư gặp nguy hiểm. Hôm nay mà thằng nhóc bị người ta bắt làm thánh đồ thì phiền toái. Chu Na có điều ám chỉ. Có ý gì Chu Na? Ai bắt nó làm thánh đồ? Vương Nhân Bàng hỏi. Cùng âm giáo, quần đảo Duy Cơ Tư cùng Cùng âm giáo có thù hận mấy trăm năm mà con của giáo chủ của Cùng âm giáo chết ở quần đảo Duy Cơ. Thời gian trước, nghe nói Ma Khả Đông luôn bế quan luyện một loại phép thuật bí mật. Hiện giờ nghe nói xuất quan, vừa nghe nói con mình không ngờ chết ở quần đảo Duy Cơ Tư.
Việc này, có lẽ không lâu, Duy Cơ Tư sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, hiện giờ dấu hiệu đã xuất hiện, bởi vì tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân chúng tôi cũng làm ăn với tộc người Tây Mễ. Bọn họ sản xuất da lông tốt lắm. Thời gian trước một tàu chở da lông từ quân đảo Duy Cơ Tư về chỗ chúng tôi bị một người không rõ lại lịch cướp đi. Hơn nữa, hải tặc còn tuyên bố không đồng ý cho tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân chúng tôi làm ăn với quần đảo Duy Cơ Tư. Nếu dám trái lời thì tiếp theo không riêng gì cướp hàng, cả người cũng bị giết. Chu Na nói, những người này chính là người của Cùng Âm Giáo. Diệp Phàm mặt trầm ngâm. Đúng vậy. Tuy nói bọn họ giả dạng thành cướp biển nhưng tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân của chúng tôi cũng không phải ngồi không, sau khi nghe ngóng liền điều tra ra. Chính là người của Cùng Âm Giáo, nghe nói bọn họ muốn bao vây quần đảo Duy Cơ Tư. Trước tiên chặt đứt sẽ giao dịch giữa họ và người khác, hơn nữa phong tỏa đường đi trên biển, cứ là tàu của quần đảo Duy Cơ Tư đều phải cướp. Cứ như vậy, sẽ chặt đứt đường lui của quần đảo Duy Cơ Tư. Một khi quần đảo Duy Cơ Tư rơi vào khốn cảnh, có lẽ là hành động sẽ bắt đầu. Cùng Âm Giáo mấy năm nay tuy nói lui vào bóng tối phát triển, nhưng bọn họ có súng có pháo. Hơn nữa, rất nhiều cao thủ, người cũng phải mấy nghìn. Duy Cơ tuy nói trên đảo có mấy chục nghìn người, nhưng bọn họ rất lạc hậu, không giống với quân đội có vũ khí hiện đại. Một khi đánh nhau thì phải là ra trận. Chu Na đều là nói cho Diệp Phàm nghe. Tôi tin tưởng quần đảo Duy Cơ tự nghĩ ra cách, nếu không mấy nghìn năm nay người ta không thể tồn tại không ngã. Dân tộc họ sẽ có cách bảo vệ mình. Diệp Phàm nói. Chỉ mong là vậy nhưng, tôi hy vọng anh Diệp có thể hỗ trợ. Nếu không tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân thật không dám làm ăn với họ. Chu Na nói. 10 giờ hơn 3 người Diệp Phàm mới đi ra khỏi Chu Tước Sơn Trang. Vương Nhân Bàng cùng Lam Tồn Quân quyết định quay về khách sạn Hoành không nghỉ ngơi. Nếu ở Sơn Trang, tình ngay Lý Gian không nói rõ được. Đương nhiên thật sự muốn ôn lại chuyện cũ. Anh Diệp. Việc này thật đúng là phải nhanh nghĩ cách. Vương Nhân Bàng nói. Ôi, phải nhanh cử thêm người sang bên đấy giúp, bên kia chỉ có Lạc Phi là cao thủ, mà người Duy Cơ Tư tuy nói trải qua huấn luyện đã biết rất nhiều nhưng thời gian quá ngắn, chưa thể hình thành sức chiến đấu. Tuy nói chúng ta có nhiều bí mật Chu Na không biết, nhưng, bên kia vẫn thiếu cao thủ. Lam Tồn Quân nói. Phải mua một ít vũ khí trên thị trường đen đưa qua đấy, đem mấy triệu lấy được ở sa mạc đổi thành vũ khí hết. Tôi muốn trang bị một quân đội chính quy trên quần đảo Duy Cơ Tư. Là bộ đội chính quy của dân tộc Tây Mễ. Bọn họ không chỉ là người địa phương ăn lông ở lỗ, bọn họ phải có năng lực bảo vệ gia đình mình. Bọn họ phải sống trong cuộc sống hiện đại, không thể làm dân bản xứ lạc hậu nữa. Diệp Phàm hạ nhẫn tâm. Vừa về đến khách sạn, Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại cho Cung Khai Hà, nói chuyện với ông ấy về quần đảo Duy Cơ Tư. Lôi thạch là tài nguyên chiến lược mới nhất chúng ta có được. Các chuyên gia của tổ sau khi nghiên cứu hiện giờ đã ứng dụng được trong vũ khí hiện đại. Cho nên, đồng chí Diệp Phàm, cậu nhất định phải bảo vệ tốt, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người ngoài. Cung Khai Hà nói, Cùng Âm Giáo thế lực quá lớn, mà vũ khí của bộ tộc Tây Mễ rất lạc hậu, chỉ dựa vào đao làm sao có thể đấu lại súng ống và đạn pháo. Diệp Phàm nói, ý của cậu là yêu cầu tổ trợ giúp có phải không? Cung Khai Hà hỏi, ôi! Đó cũng là bảo vệ tài nguyên chiến lược của chúng ta. Việc như vậy không phải không có tiền lệ, như rất nhiều nước ở châu Phi chúng ta đều cử binh lính sang đó. Đó là cử binh lính ra nước ngoài, mà cử người đến quần đảo Duy Cơ Tư cũng là bảo vệ tài nguyên chiến lược của chúng ta. Đương nhiên, tình hình ở đó không giống nhau, cho nên, phải bí mật cử người đến đó. Tôi cần một số huấn luyện viên, để họ sang đó trợ giúp quần đảo Duy Cơ Tư thành lập quân đội của chính mình. Ít nhất nếu có thể đủ để bảo vệ lôi thạch có phải không? Diệp Phàm nói. Việc này tôi lo lắng một chút, nếu chỉ là bí mật cử một tiểu đội qua đấy thì dễ. Trong đội ngũ của báo săn có rất nhiều đội viên tam đẳng đỉnh giai có thể đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên. Bọn họ tuy nói công lực không cao, nhưng trong tác chiến và huấn luyện rất có kinh nghiệm. Để bọn họ đền huấn luyện ở quần đảo Duy Cơ Tư hoàn toàn làm được. Đương nhiên, tổ cũng sẽ cử ra hai đồng chí có kinh nghiệm phong phú. Công lực tương đối qua làm tổng huấn luyện viên. Cung Khai Hà nói. Võ công tôi sẽ phụ trách, tôi chỉ cần huấn luyện viên. Nếu tổ có thể cung cấp một số vũ khí thì càng tốt hơn. Dù sao, chúng ta mua ở chợ đen cũng được, nhưng đồ quý thì khó. Diệp Phàm nói. Hơn nữa, tổ cấp vũ khí có thể quy ra tiền, sau đó dùng lôi thạch để triệt tiêu là được.
cùng âm giáo có tàu chiến nhỏ, như vậy đi, cho cậu mấy bộ có thể đánh chìm họ. Tàu chiến lớn hẳn là bọn họ không có, việc bảo vệ ở trên đảo thì có thể cung cấp cho cậu một ít súng máy. Có thể lấy súng từ các đơn vị bộ đội bỏ ra. Đương nhiên, cũng cho họ một ít súng ống mới. Đương nhiên, số lượng không thể nhiều, còn phải để họ nghĩ cách. Cung Khai Hà nói, như vậy đi, cậu trực tiếp liên hệ với Trần Quân, tổ này sẽ do đồng chí Trần Quân lựa chọn. Người khống chế ở con số 50, hơn nữa còn phải chú ý ảnh hưởng. Những vũ khí này không thể để lộ ra là của Trung Quốc chúng ta. Đề phòng xảy ra một số mâu thuẫn không cần thiết. Diệp Phàm cúp điện thoại sau đó gọi điện cho Trần Quân. Người này vừa nghe nhất thời hứng chí nói là muốn dẫn quân đi. Diệp Phàm nghĩ cũng có lý, để Trần Quân tự mình dẫn người đi cũng tốt. Diệp Phàm cho Sa Thiên lập tức sắp xếp dẫn người đến quần đảo Duy Cơ. Anh Diệp, tôi cho rằng chúng ta có thể chủ động phóng ra trước. Chỉ cần cùng âm giáo không có cao thủ, chúng ta có thể lấy ổ của bọn họ. Đến lúc đó, bị đánh một lần, bọn họ sẽ yên lặng một thời gian ngắn. Cứ như vậy sẽ cho chúng ta thời gian huấn luyện ở quần đảo Duy Cơ Tư. Sa Thiên nói, việc này không vội, tình hình cùng âm giáo cậu đến quần đảo Duy Cơ thăm dò trước. Nếu người ta có cao thủ tiên thiên, chúng ta ra tay chẳng phải đưa đồ ăn cho người khác sao? Thăm dò tình hình sau đó chờ chúng tôi đến để bàn bạc nên làm thế nào. Lần này nếu chủ động ra tay, vậy phải hung hăng đánh cho bọn chúng một hồi, phải đánh đau bọn họ mới được. Hơn nữa, tôi còn nghĩ, trước khi ra tay phải cho Lạc Phi đột phát đến bán tiên thiên như vậy mới có cao thủ trấn ở Duy Cơ Tư tôi cũng yên tâm nhiều. Diệp Phàm nói, chương 3245, đập hỏng hết. Nội khí tích trữ của Lạc Phi cũng đã đạt đến thập nhị đẳng đại viên mãn, chỉ kém độ nóng. Quan trọng là chúng ta hiện giờ không có dược liệu. Sa Thiên nói, mấy hôm nữa đến Hàn Quốc trước một chuyến, xem có thể có được hàng tốt đem về không. Diệp Phàm nói, tôi đưa mọi người đến đây, một khi đến Hàn Quốc xong sẽ đến Duy Cơ Tư. Sa Thiên nói, rạng sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Ngũ Vân Lượng phụ trách xây dựng du lịch gõ vừa văn phòng Diệp Phàm. Sớm như vậy đã đến đây, xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm ngáp, phát hiện Khương Quân cũng đi sau Ngũ Vân Lượng, hai người đầy mồ hôi và vẻ mặt lo lắng. Xảy ra việc lớn rồi, đêm qua, toàn bộ máy móc thiết bị để xây dựng khu du lịch núi Thiên Thông đã bị người ta đập hỏng hết rồi. Ngũ Vân Lượng nói, Cục trưởng Bao đã dẫn người qua đó điều tra. Có nghiêm trọng không? Diệp Phàm hỏi, trên cơ bản là không thể dùng được nữa, phải tu sửa thì 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Ngũ Vân Lượng vẻ mặt lo lắng. Tôi đã kiểm tra sơ sơ, tất cả đều dùng lực mạnh mẽ để phá hỏng. Ví dụ như máy xúc giày như vậy đều thay đổi hình dạng. Tất cả máy móc đều bị phá hủy. Một đêm tổn thấy lớn, dù chuyên gia của tập đoàn chúng ta đến đó sửa thời gian bao lâu cũng không biết được. Hơn nữa, còn có một việc, đêm qua Mộc Nguyệt Nhi, Chu Na và Chu Hương Diệp ở Chu Tước Sơn Trang đều bị đánh bị thương. Khương Quân vẻ mặt tức giận nói. Tối hôm qua vợ tôi đến chơi với Mộc Nguyệt Nhi cũng bị đả thương. Nói là buổi tối có nhiều người bịt mặt xông vào đánh. Nguyệt Nhi tuy nói có chút thân thủ nhưng đối phương 3-4 người nàng một mình không đánh lại được. Hơn nữa, phải bảo vệ Chu Na nên bị thương hết. Chuyện này xảy ra khi nào? Diệp Phàm dựng cả lông mi. Mới vừa đánh bị thương, Cục trưởng Bao cũng cử người qua đó. Khương Quân nói. Đưa đi bệnh viện chưa? Diệp Phàm hỏi. Mục Nguyệt Nhi tức giận, không đi bệnh viện, còn Chu Na và Chu Hương Diệp cũng căm giận. Ba cô gái bị đánh. Hình như đều bị thương ngoài ra. Nói việc này nếu Tổng Giám Đốc Diệp không thể giải quyết thì ba cô sẽ không đi. Khương Quân nói. Diệp Phàm nhanh chóng đánh thức Phương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân. Vừa nghe ba cô gái bị đánh hai tên thiếu chút nữa vẹo mũi. Mấy người vội vàng đi thẳng đến núi Thiên Thông. Xe mới vừa dừng ở cửa lớn, Bao Nghị đã tới. Có phát hiện gì không? Diệp Phàm nhăn mặt hỏi nhanh. Dấu vết đánh nhau rất rõ ràng. Chẳng qua, đối phương là ai khó làm rõ. Bọn người này cũng rất chuyên nghiệp, trước khi tiến vào đã phá hủy hết thiết bị theo dõi của Chu Tước Sơn Trang. Hơn nữa, mấy người này nhất định là luyện tập, nhất thời đến nhiều người như vậy, Mộc Nguyệt Nhi lúc đó ra sức chống cự. Đối phương có lẽ cũng sợ gây ra động tĩnh quá lớn gây sự chú ý của công an, cho nên, đạp phá lung tung rồi bỏ chạy ngay. Trong Sơn Trang rất nhiều đồ bị hư hại, ngay cả phòng ở đều bị hư hỏng rất nhiều chỗ.
bên trong gỗ lim mà Vân lão mua thêm đều thành rác rưởi hết. Bước đầu tổn thất có lẽ đạt đến 200 triệu, mà Mộc Nguyệt Nhi thân thủ cao như thế vẫn không thể phòng ngự, chứng tỏ đối phương có cao thủ. Những người này đến đây hình như là cố ý đến phá hư cho hết giận. Anh xem, dụng cụ gỗ lim kia họ không lấy, đồ trang sức cũng không lấy, chỉ là đập hỏng. Bao Nghị nói, không rượt tiền cũng không cướp sắc, xem ra, chắc là ra tay nhằm vào ai đó. Vương Nhân Bàng hừ lạnh một tiếng. Bọn họ phá hỏng thiết bị và phá hư nhà có phải cùng một nhóm người không? Diệp Phàm hỏi. Rất có thể, nếu không, việc sẽ không trùng hợp như thế. Hơn nữa vài người còn làm không được, có lẽ phải 10 người đến đây. Hơn nữa, thân thủ cũng không yếu. Từ việc phá hỏng thiết bị cho thấy bọn họ đang nhằm vào tập đoàn Hoành không? Chẳng lẽ Dương Chí Thăng cho người làm? Ngũ Vân Lượng nói. Không giống. Dương Chí Thăng khốn nạn như vậy hẳn sẽ không dùng thủ đoạn hạ cấp như thế này. Hơn nữa, quy hoạch lớn như vậy muốn phá hỏng, nhân viên lại nhiều như vậy, Dương Chí Thăng cũng không có khả năng tìm nhiều người như vậy, lại có cả cao thủ. Việc này một khi điều tra ra hậu quả rất nghiêm trọng, không phải là Dương Chí Thăng làm. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Anh Diệp, tôi thấy hành động lần này hình như là nhằm vào anh. Mọi người đều biết quan hệ của Mộc Nguyệt Nhi với anh không tệ lắm. Không ngờ lại ra tay với ba cô gái, chính là để hả giận, có lẽ là có mối thù với anh. Vương Nhân Bàng nói, từ trước đến nay cũng chưa xảy ra việc này, có thể là Chu Na và Chu Hương Diệp đưa đến không? Khương Quân xen vào, điều này cũng có thể, nhưng bọn họ làm vậy là vì sao? Tôi cảm thấy cũng không giống như vậy. Nếu như là kẻ thù của hai cô, đây chẳng qua là nhằm vào hai người họ, hẳn là không thể đập hỏng thiết bị công trình. Đập hỏng thiết bị công trình có mấy khả năng, thứ nhất là ngăn cản tập đoàn Hoành không tiến hành công việc thuận lợi. Thứ hai là nhằm vào anh. Bao Nghị lắc đầu. Hừ, anh còn không biết xấu hổ. Mộc Nguyệt Nhi vừa thấy Diệp Phàm thở hổn hển. Đưa tay đây, tôi kiểm tra thương tích của các cô một chút. Diệp Phàm nói. Giả vờ, chúng tôi không cần kiểm tra, chúng tôi yêu cầu anh lập tức bắt người đánh chúng tôi để tìm công lý cho chúng tôi. Nếu không... Ông chủ của tập đoàn Hoành không như anh không xứng, ngay cả khách cũng không bảo vệ được, anh làm ông chủ làm gì? Mộc Nguyệt Nhi tất nhiên là ném châm về phía Diệp Phàm. Nguyệt Nhi, trước tiên kiểm tra một chút, nếu để lại vết sẹo trên mặt thì phiền toái. Diệp Phàm nói, những lời này thật sự có chút uy lực, phụ nữ sợ nhất điều này. Mộc Nguyệt Nhi còn chưa nói gì, Chu Na đã đưa tay ra trước mặt Diệp Phàm. Mộc Nguyệt Nhi biết năng lực của Diệp Phàm. Cũng liền để Diệp Phàm kiểm tra. Nội thương không có, chỉ là chút ngoài da, nhưng xử lý một chút là được. Diệp Phàm nói sau đó nhìn Bao Nghị. Có phát hiện người khả nghi không? Không, chúng tôi lập tức triển khai tìm kiếm xung quanh, nhưng không phát hiện cái gì. Hơn nữa, phạm vi lớn như vậy, hiện giờ đang xây dựng, người ra vào cũng khá hỗn độn. Muốn giấu mười mấy người hẳn là không khó. Hơn nữa, tôi nghi ngờ, bọn người này đều là cao thủ. Ngay cả dùng chân chạy thì thời gian dài như vậy cũng đã chạy được mấy chục cây số, chúng ta căn bản khó có thể điều tra. Bao Nghị vẻ mặt đau khổ. Diệp Phàm đi lại trong sơn trang. Lam Tồn Quân cùng Vương Nhân Bàng cũng kiểm tra ua. Anh Diệp ở đây có dấu chân. Lúc này Vương Nhân Bàng kêu lên, mấy người cùng vây quanh. Phát hiện một pho tượng mà Vân Lão mua đã bị người ta dẫm lên, bên trên có một dấu chân rõ ràng. Bức tượng này Vân Lão mua cao nửa người. Không ngờ một bước có thể dẫm lên. Người có dấu chân này bản lĩnh cũng phải đạt đến bát đẳng. Cao thủ này đến đây muốn phá hư, vậy là chúng ta đã đoán đúng. Diệp Phàm đưa tay sờ sờ tượng đồng, tìm kiếm. Từ dấu chân có thể tìm ra cái gì sao? Ví dụ như con đường võ công. Vương Nhân Bàng cũng ngồi xổm xuống nhìn bức tượng đồng kia. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm lập tức quan sát. Việc này khó khăn rất lớn, nếu một cước ấn là một môn phái đặc biệt dùng chân. Có lẽ còn có chút dấu vết để lại. Nếu người ta dùng kình khí để lại một cước này chân pháp rất là bình thường. Vậy khó có thể tìm ra được. Diệp Phàm nói. Cẩn thận kiểm tra xong, đúng là thật đáng tiếc, cũng không điều tra ra ít nhiều manh mối hữu dụng. Sau đó, Diệp Phàm cùng mọi người đến chỗ máy công trình bị phá hỏng. Anh Diệp, anh xem, một cước này có phải giống trên bức tượng đồng kia không? Lam Tồn Quân chỉ vào một dấu chân trên một thiết bị. Diệp Phàm nhìn gật đầu nói. Đúng là có chút tương tự, có thể khẳng định đây là cùng một nhóm người. Xem ra mục đích của những người này rõ ràng nhằm vào tôi.
nhưng, hiện giờ anh có không ít thủ oán, có lẽ đối thủ kinh doanh cũng có. Bọn họ dùng tiền thuê một ít cao thủ cũng có thể được. Thời đại này, có tiền có thể làm thành quỷ ma có phải không? Cho nên, phạm vi rất lớn, không có cách nào điều tra. Nếu bọn họ có lần thứ hai ra tay, vậy thì tốt hơn. Vương Nhân Bàng nói, có thể là Đàm Tiếu Tiếu của Ngũ Độc Giáo làm, cũng là một người có thể. Hơn nữa, bọn họ cũng đã đến tổng bộ của tập đoàn Hoành Không, chỉ là không thể quấy rồi thành công vì bị anh phá giải. Lam Tồn Quân nói, không phải là Đàm Tiếu Tiếu, cậu nghĩ lại xem, Ngũ Độc Giáo giỏi nhất về cái gì? Diệp Phàm lắc đầu, các cô giỏi nhất về dùng độc, nhưng lần này các cô cũng không cần dùng độc, cứ như vậy không phải chúng ta sẽ nghĩ ngay là các cô sao? Thủ đoạn của Đàm Tiếu Tiếu giỏi thật. Lam Tồn Quân nói, buổi trưa, Sa Thiên dẫn mấy cấp dưới của Diệp Phàm đến tập đoàn Hoành Không. Sau đó chia nhau tìm kiếm trong phạm vi trên 100 cây em. Cậu nói xem bọn họ có thể đến nữa không? Xế chiều Diệp Phàm đột nhiên hỏi Vương Nhân Bàng. Sẽ không đến, người ngốc cũng biết lại xuất hiện trong tình hình như vậy đây chẳng phải là tự xưng sao? Vương Nhân Bàng lắc đầu. Tôi thấy không hẳn thế, chúng ta có lẽ cho rằng bọn họ chắc chắn không đến, còn bọn họ lại đến rồi. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến điều gì? Sau đó bí mật dặn Sa Thiên đem người đến bố trí xung quanh tập đoàn Hoành Không. Chu Tước Sơn Trang cũng bố trí một ít nhân viên công an đi bảo vệ. 2 giờ sáng, Sa Thiên gọi điện thoại tới nói là phát hiện một người khả nghi đang từ Lăng Hà đến. Diệp Phàm cùng Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân bàn bạc, phát hiện đối phương có lẽ là sang bên Hoành Không. Không đến 5 phút đồng hồ, Diệp Phàm đã chuẩn bị hết thảy. Người cũng vây kín khu vực đó, nhưng đều đứng cách xa, tạm thời không để họ phát hiện. Bờ bên kia xuất hiện 3 con thuyền gỗ, hình như là từ Thượng Du tới. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, những người này cũng không có ý che giấu, làm cho người ta cảm giác rất kiêu ngạo. Bọn họ hình như không quan tâm đến chúng ta. Vương Nhân Bàng nói, người ta có thực lực, đương nhiên không sợ chúng ta. Hơn nữa, họ cũng không biết rõ về tôi. Nghĩ đến nhóm người của Cục Công an Hoành Không cũng không thể nề hà. Dù trong nháy mắt bỏ chạy còn kịp, có lẽ những người này đều có thân thủ, tất nhiên là kiêu ngạo. Diệp Phàm nói, chương 3246, người rất sung sướng. Kẻ tài cao thì gan cũng lớn thôi, nếu không khinh thường Cục Công an Hoành Không có lẽ đêm nay cũng không đến đây lần nữa. Ít nhất phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới lại làm một lần nữa. Như vậy mới thật sự là phòng không được. Việc này đương nhiên là cơ hội của chúng ta. Lam Tồn Quân nhỏ giọng cười nói. Nhưng, lần này bọn họ phải lật thuyền trong mương. Cứ để bọn họ tiến vào, tôi chụp lại mọi chứng cứ sau này chúng ta bắt là được. Diệp Phàm hừ nói. Nếu đối phương trong tay có cao thủ thì kế hoạch của anh sẽ hỏng. Vương Nhân Bàng cười nói. Hẳn là không có, 2 phương án, một khi phát giác liền ra tay, dù trong tay họ có cao thủ, nhưng bên này chúng ta cũng có nhiều cao thủ bát đẳng. Bọn họ có thể tìm ra nhiều như vậy sao? Lực lượng của chúng ta so với bọn họ mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Mấy cái thuyền nhỏ thuận lợi lên bờ. Diệp Phàm đếm một hút, có hơn 20 người mặc đồ đen. Tất cả đều trùm kín từ đầu đến chân, toàn một màu đen. Mà sau khi lên bờ không ngờ còn chia ra làm 3 nhóm hành động, có lẽ lúc trước đều đã bàn bạc tốt rồi. Mỗi nhóm 5-6 người đi về hướng của mình. Diệp Phàm phát hiện. Từ hành động của những người này có thể nhìn ra một chút manh mối. Hình như không có cao thủ siêu cường, chỉ có cao thủ 11 đẳng. Như thế này rất thuận tiện cho nhân viên của Diệp Phàm, đẳng cấp này hoàn toàn có thể hàng phục. Vì thế Sa Thiên dẫn theo một tổ, Vương Nhân Bàng vừa bước vào thập nhị đẳng Khai Nguyên dẫn theo một tổ, Diệp Phàm dẫn theo một tổ, những đồng chí khác đều đợi mệnh lệnh. Bởi vì người nhiều sẽ bị người ta phát hiện khi theo sau. 3 người phân công dẫn đầu 3 tổ dùng thiết bị quay chụp ban đêm. Phát hiện bọn người kia thật đúng là ngoan cố, vừa đến đã tiến hành. Mục tiêu phá hư chính là máy móc công trình. Hơn nữa, mỗi người thân thủ không kém. Một cước đi xuống hoặc có thể dùng gậy sắt, bởi vì những người này mỗi người đều là cao thủ, lực lớn. Máy công trình tuy chắc chắn nhưng không chịu nổi sức ép của bọn họ. Tất cả, đương nhiên đều được 3 người chụp lại. Lúc này bọn người kia không đến Chu Tước Sơn Trang làm phiền mấy cô gái, làm xong vội vàng tập trung lại bờ sông. Trong đó một người áo đen có lẽ là người dẫn đầu vung tay ra hiệu cho mọi người lên thuyền. Nhưng, Diệp Phàm đứng phía trước mấy con thuyền,
hắn vẻ mặt tự nhiên đứng ở mũi thuyền như đang ngắm trăng. Hơn nữa tay còn chắp sau lưng, điệu bộ giống như Lý Bạch. Các vị, đã phá hư hết chưa? Diệp Phàm đứng cạnh bờ sông thản nhiên nhìn những người này. Lúc này Sa Thiên dẫn người xông tới, vây quanh lấy đám người này. Người áo đen rõ ràng không nói gì vung tay lên, 20 người gào thét xông về phía Diệp Phàm. Tới đây! Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tay đập xuống sông, mấy cục đá ở bờ sông bị nội khí cuồn cuộn của Diệp Phàm bắn lên như phi tiêu. Nhất thời, bầu trời đầy pháo hoa vì đám đá này nổ tung như lựu đạn. Những người này làm sao có thể là đối thủ của Diệp Phàm? Đá vụn đập chúng xong đã ngã xuống 7-8 người. Mà Sa Thiên và Vương Nhân Bàng cũng đã vây lại, quyền cước không ngừng nhất thời bãi sông biến thành một cuộc hỗn chiến. Bao Nghị dẫn theo các nhân viên công anh đều đứng ngoài canh chừng chuẩn bị vây bắt người, nhưng khoảng cách xa không thấy rõ lắm. Đây là Diệp Phàm cố ý sắp xếp như vậy, chủ yếu là sợ mấy người kia dọa phá hỏng uy danh của anh em cảnh sát. Ba ba, hễ là công lực cao đều bị Diệp Phàm giải quyết hết. Một lúc sau chiến đấu chấm dứt, 20 người đến đều bị Diệp Phàm đánh ngã. Ôm chân ôm đầu, cơ thể mạnh mẽ của bọn họ không ngờ còn kêu đau. Một tên thấy tình thế không ổn đạp chân lên sống muốn trốn. Người này công lực không tồi, có lẽ là có thực lực 12 đẳng. Nhưng, hôm nay y gặp Diệp Phàm, hắn kéo sau lưng người này, y giống như bị gió thổi mạnh kéo về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nâng chân lên một cước đi xuống, răng rắc một tiếng giòn tan vang lên, xương sườn của người này chắc chắn bị chặt đứt mấy cái. Bởi vì, y là người đầu tiên lên tiếng kêu đau. Nhìn mặt người này Diệp Phàm nhất thời sửng sốt. Hừ nói. Không ngờ là cậu nói cho tôi biết là tại sao. Ngài, hôm nay tôi có việc, có điều kiện gì anh nói là được. Nhưng, anh lập tức thả bọn họ, nếu không, các trưởng bối của phái tìm đến đây thì anh sẽ nhận hậu quả. Hồng đạo tử không ngờ còn khá kiên cường. Hồng đạo tử chính là người của phái Côn Lôn hôm trước ngồi uống trà cùng Điền Ly Thu, hôm đó bị Diệp Phàm hạ nhục, không ngờ lúc này đến báo thù rồi. Mẹ kiếp, đây là cái gì vậy? Còn phái Côn Lôn, cứt chó. Tôi thấy căn bản là giả mạo. Phái Côn Lôn đường đường là đại phái, cùng Thiếu Lâm Võ đang có thể ngồi cùng nhau, làm sao có thể để loại người như y trộm đạo, phá phách cướp bóc đùa gỡn con gái hỗn đản. Vương Nhân Bàng tức khí, bước lên cho Hồng Đạo Tử vài cái bạt tai, nhất thời đánh cho người này đều là máu tươi. Cuối cùng Lam Tồn Quân còn tiến lên bổ một cước, đương nhiên hả giận cho Chu Na. Đừng đánh, y đích thực là người phái Côn Lôn chúng tôi. Có chuyện gì từ từ nói. Có người chạy nhanh đến kêu lên, nhưng lập tức liền lọt vào thiết quyền của Ngưu Bá. Ai lên tiếng liền đánh, Ngưu Bá là muốn uy phong một chút. Gặp đánh cho cũng không sao, toàn bộ người của phái Côn Lôn đều bị đánh cho mất sức chiến đấu. Diệp Phàm mới phất tay cho mọi người dừng tay. Họ Diệp, chúng ta có thể giải quyết riêng. Hồng Đạo Tử nói. Đây là hành vi cường đạo, chẳng những phá hư, còn đùa giỡn con gái, gặp giải quyết riêng. Pháp luật quốc gia ở đâu? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Mà người của Bao Nghị lúc này mới vọt lên, bởi vì mấy người đó đã bị Diệp Phàm đánh cho mất sức chiến đấu, chốc lát đều bị bắt hết. Không lâu, toàn bộ đều bị áp tải đến cục công an Hoành Không. Bởi vì bằng chứng như núi, Hồng Đường chỉ có thể cúi đầu. Vì sao lại làm như vậy? Diệp Phàm ngồi trên ghế, lạnh lùng hừ nói. Việc này là trước đây anh làm nhục Hồng Đạo Tử tôi nói rồi. Người của phái Côn Lôn chúng tôi cũng không dễ bị bắt nạt. Hồng Đạo Tử thật đúng là chết không sợ. Không dễ bắt nạt, cậu phạm cái gì, cùng Điền Ly Thu một chỗ. Thời xưa, bọn họ chính là đạo tặc, lúc ấy không bắt cậu ngồi tù đã xem như chiếu cố cậu rồi. Không thể tưởng được cậu không thay đổi, không ngờ còn đưa người đến quấy rồi. Cậu thật sự nghĩ cậu có thể không có pháp luật đúng không? Diệp Phàm tôi muốn nói cho cậu biết, trên đời này còn có pháp luật. Diệp Phàm tôi cũng không phải là cậu tùy tiện muốn làm gì cũng được. Mặc dù cậu là người của phái Côn Lôn, vậy thì thế nào? Diệp Phàm nói dõng dạc. Đừng tưởng rằng các anh đã thắng, không phải đập hư chút máy móc thiết bị thôi sao, chúng tôi có tiền, bồi thường cho các anh là được. Tôi thấy anh vẫn nên nhanh chóng thả chúng ta ra, nếu không, hừ. Hồng Đạo Tử còn muốn uy hiếp người, kết quả tất nhiên là nhận một cước của Sa Thiên. Đau đến nỗi nhe răng. Đi ra khỏi cục công an Hoành Không, Ngô Tuấn vẻ mặt tươi cười, nói. Tiên sinh, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Tuấn ngoan hia. Lý Cường cười nói. Như thế nào là ngoan? Diệp Phàm cười hỏi.
trên cơ bản có thể phá hỏng thì phá hỏng toàn bộ, giống như máy móc công trình của các anh, trên 100.000 hiện giờ chỉ còn là đống sắt vụn. Lý Cường nói, như vậy tổn thất có lẽ thảm hơn. Diệp Phàm nói, ôi, theo công tác thống kê tổn thất của chúng tôi thì thiệt hại chắc chắn kinh người. Ngô Tuấn gật đầu, núi Côn Lôn cao lồng lộng. Theo truyền thuyết thì phái Côn Lôn ở thời kỳ võ vương nhà Chu. Hồng Quân nhất đạo truyền Tam Hữu, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Lão Tử, Lão Nhĩ có một đệ tử, Nguyên Thủy có 12 đệ tử. Lão Tử, Nguyên Thủy là thủy tổ của Côn Lôn phái. 12 đệ tử của Nguyên Thủy là 12 tổ của Côn Lôn phái. Về sau, Côn Lôn phái lại chia thành hai nhà Đông Tây, đều thuộc đạo gia. Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng hiện thực phái Côn Lôn thật sự cũng tồn tại. Hơn nữa, cùng Võ Đang, Thiếu Lâm giống nhau có mấy nghìn năm lịch sử. Nhìn ngoài thì phái Côn Lôn và phái Võ Đang giống nhau xuất hiện cùng một thời điểm nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bởi vì, còn chưa có môn phái nào đã tồn tại phái Côn Lôn, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Núi Côn Lôn rộng mấy trăm dặm, dãy núi nối tiếp, các đạo sĩ cùng nhau tu luyện. Kỳ thật, các môn phái Võ Lâm Trung Quốc đều đóng quân ở những ngọn núi lớn, điều kiện rất cao. Phạm vi cũng là nhiều ngọn núi, thích hợp để luyện võ công. Lão Tử Điện chính là chủ điện của Côn Lôn phái. Đều bị bắt giữ. Sang ngày thứ hai, người phụ trách ngoại giao của phái Côn Lôn vội vàng chạy vào trong đại sảnh. Cái gì đều bị bắt giữ, nói không đầu không đuôi. Các trưởng lão đang ngồi trong đại sảnh nói chuyện phiếm, trưởng môn phái Côn Lôn Dương Chấn Tử nhìn Mễ Nhất một cái bất mãn hỏi. Dương Chấn Tử làm trưởng môn phái Côn Lôn, tuy mới hơn 50 nhưng công lực cũng khá cao. Bởi vì Dương Chấn Tử cũng là người luyện kỳ tài. Thực xin lỗi sư huynh, tôi nói không rõ, vừa mới gặp đệ tử Khâu Anh Hoa cả tam sư huynh, y vẻ mặt chật vật ti. Lúc ấy, tôi có chút kỳ quái, hỏi một câu, y sợ đến mức lập tức quỳ xuống, miệng ấp a ấp úng giải thích. Nói là Hồng Đạo Tử dẫn theo một đám sư huynh sư đệ đến tập đoàn Hoành Không tỉnh Thiên Vân tìm việc. Kết quả hiện giờ đều bị cảnh sát cục công an Hoành Không bắt lại. Mễ Nhất vẻ mặt có chút khó coi, nói. Chương 3247, khẩn trương cứu người. Bắt lại, bắt người đó rồi, vì sao chứ, lập tức gọi Khâu Anh Hoa đến đây cho tôi. Dương Chấn Tử vừa nghe lập tức cúi đầu xuống. Anh ta đang đứng ở ngoài cửa sau, tôi tới trước để báo cáo mà. Mễ Nhất Quần nói xong, gọi Khâu Anh Hoa vào, người này nhìn thấy nhiều trưởng lão như vậy, sợ tới mức mặt trắng ra, liền quỳ xuống. Sao lại thế này anh Hoa? Sư phụ La Hồ Sơn hỏi thẳng luôn. Không được rồi trưởng môn, việc lớn không được rồi. Sư phụ, trước kia Hồng Đường Tử đã từng bị Tổng Giám Đốc Diệp Phàm của Tập đoàn Hoành Không tỉnh Thiên Vân ăn hiếp. Cho nên, anh ta vẫn canh cánh trong lòng, anh em Hồng Đường Tử đều nói là muốn trả thù Tổng Giám Đốc Diệp. Mà mấy ngày hôm nay anh ta xuống dưới này cũng đã chuẩn bị. Lần này đúng lúc có cơ hội, lấy hơn 20 các anh em cùng đi. Bọn họ đem người đến đánh phá máy móc, còn đả thương người, kết quả là bị bắt giữ. Hiện đang bị Cục Công an Hoành Không thẩm tra xử lý. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đưa bọn họ ra ngoài, tôi nghe ngóng, việc này rất nhiệt náo. Sau khi Cục Công an Hoành Không điều tra xong lập tức sẽ báo cáo với Công an tỉnh Thiên Vân. Nếu như báo cáo lên trên thì gặp nhiều phiền toái. Lúc ấy tôi đang canh gác, vừa thấy có chuyện không hay liền chui vào một cái ống dưới sông. Bằng không, ngay cả người báo tin cũng không có. Khẩu khí Khâu Anh Hoa không hạ xuống. Diệp Phàm là ai? Mặt Dương Chấn Tử trầm xuống hỏi. Ngay sau đó Khâu Anh Hoa liền đem chuyện kể ra. Việc này thật là có chút kỳ quái, Hồng Đường Tử mang theo toàn cao thủ. Đều là người tinh anh trong môn phái chúng ta. Trong đó có 10 đệ tử thân thủ đều đã đạt trên ngũ đẳng, mà làm sao không thể đánh được, còn bị người ta bắt giữ toàn bộ. La Hồ Sơn có chút nghi hoặc. Người ta có súng, nếu bị bao vây xung quanh anh dám động sao? Tuy nói thân pháp của người luyện võ như chúng ta linh hoạt, nhưng đối mặt với súng ống không thể dùng lực được. Chỉ có thể nói là ở đâu ra tay trước là hữu dụng thôi. Bằng không, nói cứng rắn là không sáng suốt. Mễ Nhất Quần nói. Không phải như thế. Khâu Anh Hoa lắc đầu nói. Không phải như vậy là như thế nào? Dương Chấn Tử hừ nói. Không dùng súng, thân thủ của nhân viên công an rất cao. Các anh em Hồng Đường mang theo không phải là đối thủ. 2-3 người bọn họ có thể đánh ngục toàn bộ người của chúng ta. Hơn nữa, ngay cả chú Chín Chu Phi cũng bị người ta bắt lại. Khâu Anh Hoa nói.
Chu Phi cũng bị bắt giữ, chứng tỏ nhân viên công an lợi hại như thế nào. Làm sao có thể, Chu Phi vừa mới đột phá đến 12 đẳng, anh ta là thiên tài luyện võ của phái Côn Lôn chúng ta. Năm nay mới 40 tuổi, rất có thể sẽ đạt được đến bán thần tiên. La Hồ Sơn nghi hoặc, nếu như nói nhân viên công an cục công an Hoành không có thể chế ngự được 20 đệ tử của phái Côn Lôn chúng ta, chỉ dựa vào nắm đấm là không có khả năng. Có phải còn có cao thủ ở địa phương khác gia nhập? Ví dụ như, là công an bộ bí mật đến đây. Tuy nhiên, bọn họ đều phải làm việc ở bộ, nào có nhàn rỗi đến lo chuyện tập đoàn Hoành không? Nếu như quả thật là như vậy, lần này bọn Hồng Đường Tử đã mắc phải bẫy rồi. Mễ Nhất Quần nói. Lúc đó sư thúc Chu nói là thay đổi một lần là được. Cũng đừng biến thành chuyện quá lớn. Nghe nói tập đoàn Hoành không xây dựng các hạng mục quan trọng của tỉnh. Nếu gây sức ép quá lớn sẽ khiến cho tỉnh chú ý đến. Chúng ta làm thiệt hại một chút coi như để giáo huấn Diệp Phàm, cho hết giận là được. Thế nhưng sư huynh Hồng Đường Tử không chịu, còn nói tập đoàn Hoành không có cái gì. Chỉ là một đống đổ nát tính cái gì, sẽ phải khiến cho tập đoàn Hoành không thể phát triển bình thường trong nửa năm mới được. Cứ như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chiến tích theo thời gian của Diệp Phàm. Kết quả, ngày hôm sau lại đi, hơn nữa, còn cùng ngồi trên một con thuyền lớn. Lúc ấy ngay cả việc che giấu đều không được, bởi vì, Hồng Đường Tử nói là một vài nhân viên công an vẫn giễu võ dương oai một chút, việc di chuyển không có tác dụng. Cho nên, lần thứ hai bị thay đổi chỗ, bọn họ vừa phá vỡ, phòng trưng tập đoàn Hoành không bị tổn thất cũng khá nhiều. Hiện tại bị bắt giữ, khẳng định Diệp Phàm sẽ không nương tay. Xin các vị trưởng lão nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu người ra. Bằng không, một khi đưa lên bộ thì gặp phiền toái. Hơn nữa, còn có một điều nữa, chỉ sợ bọn Hồng Đường Tử ở trong cục công an sẽ phải chịu khổ. Nhân viên công an như chó sói như hổ, có thể dùng chân tay hành hung ngay tại chỗ, có thể chết lúc nào không biết. Lạc vào trong tay bọn họ có thể bị đánh cho tàn phế thì phiền toái. Hơn nữa, nhất định Diệp Phàm sẽ chút giận. Bởi vì, nhân tình của anh ta là Mộc Nguyệt Nhi cũng bị đả thương. Lúc ấy Hồng Đường Tử còn nói phải lột sạch quần áo của cô ấy ở trên đường. Cuối cùng được sư thức Chu khuyên không nên làm. Những việc như này nếu như bị bại lộ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của phái Côn Lôn chúng ta. Một cô gái chết người có lỗi là anh hùng gây nên. May mà không như vậy, bằng không, việc gây sức ép ngày càng lớn. Vẻ mặt Khâu Anh Hoa lo lắng. Muốn tìm người quen có liên quan, đúng rồi. Viện trưởng Mễ, anh có thấy trong hệ thống công an cấp bậc là quan trọng không? Dương Chấn Tử hỏi. Ý của trưởng môn là dùng cấp trên để áp chế bọn họ. Mễ Nhất Quần hỏi. Như vậy càng có hiệu quả, bằng không anh đi tìm Diệp Phàm đàm phán khẳng định hắn sẽ nhăn mặt, sẽ làm mất thể diện của phái Côn Lôn chúng ta. Dương Chấn Tử hừ nói. Nói cũng đúng. Mễ Nhất Quần gật gật đầu đang nghĩ ngợi. Thử tìm xem trong phái chúng ta có cao thủ nào được giữ chức vụ trong bộ. Lúc này, vẫn không ai mở miệng trưởng lão Ngọc Hồng Đông nói. Ai? Dương Chấn Tử liếc mắt nhìn Ngọc Hồng Đông một cái, hỏi. Trước đây tôi có nhận một người con nuôi, gọi là Ngọc Trấn. Sau này thì đỗ Đại học Anh Ninh, bởi vì rất có năng lực phá án. Mười mấy năm trôi qua, hiện giờ đã đang giữ chức phó cục trưởng của 8 cục công an. Ngọc Hồng Đông có vẻ đắc ý, nói. Đúng đúng rồi, tôi cũng nhận thấy. Ngọc Trấn là người có tiền đồ, không thể tưởng tượng được trong nháy mắt đã được làm quan lớn. Thật đúng là không uổng công chúng ta huấn luyện. La Hồ Sơn gật đầu nói. 8 cục bộ công an là đơn vị gì? Anh ta xuất hiện có tác dụng sao? Dương Chấn Tử lần đầu nghe nói đến người này. Trước đây là cục cảnh vệ bộ công an, cục cảnh vệ này thuộc thẩm quyền của lực lượng an ninh vũ trang công an nhân dân Trung Quốc. Bọn họ thuộc hàng ngũ võ trang. 8 cục công an chính là cục cảnh vệ bộ công an nhân dân nước Cộng hòa Trung Quốc. Người bên trong nội bộ cũng không biết, cục này rất đặc biệt, bình thường cũng chỉ giao tiếp với lãnh đạo thôi. Nhân viên bình thường trong mắt họ không là gì cả. Ngọc Hồng Đông nói, phó cục trưởng, chẳng phải Ngọc Trấn là cấp bậc phó tướng quân, phỏng chừng cũng là sĩ quan cao cấp. La Hồ Sơn cười nói, ừ, thiếu tướng, vừa mới nói. Nghe nói để bảo vệ được các lãnh đạo quốc gia, tứ phó lưỡng cao, cục cảnh sát quốc gia phải bình tĩnh mới được. Ví dụ như phó chủ tịch nước, phó chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng, chánh án tòa án nhân dân tối cao. Gọi là tứ phó lưỡng cao. Ngọc Hồng Đông cười nói, có vẻ đắc ý. Có một đứa con nuôi như vậy, phải tự hào đến chết. Không thể tin được,
chẳng phải Ngọc Trấn là cấp bậc phó trong quốc gia. Thật đúng là đem vinh quang cho phái Côn Lôn chúng ta. La Hồ Sơn cười nói. Vậy là tốt rồi, có cậu ta ra mặt cục công an Hoành không còn có thể nể mặt một chút. Việc này giao cho mọi người lo liệu. Được rồi, mang tiền đi, nhất định tiền này phải bồi dưỡng. Chúng ta, có thể làm cho Ngọc Trấn rất khó xử có phải không? Dương Thôn Trấn nói. Nếu không thì để trưởng lão Ngọc gọi điện thoại cho Ngọc Trấn, sau đó nói chuyện một chút. Tốt nhất là không cần giấu giếm tình hình thực tế, như vậy có thể khiến cho Vu Ngọc Trấn hiểu được tình huống có phải tốt hơn không? Mễ Nhất Quần thật sự lo lắng. Một lúc sau trưởng lão Ngọc cúp điện thoại, vẻ mặt vui mừng, cười nói. Hẳn là không có vấn đề gì lớn, Ngọc Trấn nói là lập tức đến tập đoàn Hoành không một chuyến. Tuy nhiên, anh ta gọi viện trưởng Mễ đi cùng là được. Mà, Ngọc Trấn cũng nói, tốt nhất là nên chuyện lớn hóa chuyện nhỏ. Hơn nữa cũng phải cảnh cáo, nói là Hồng Đường Tử Tính còn trẻ con, tại sao có thể liều lĩnh như vậy? Anh có thủ oán gì với Diệp Phàm thì tìm anh ta mà đánh, không thể xuống tay với công ty của người ta như vậy được. Như vậy sẽ khiến chuyện càng lớn hơn, xảy ra nhiều chuyện xấu. Hơn nữa, bữa tiệc này phải chuẩn bị lại, phỏng chừng trong phái cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền. Không ngờ Ngọc Trấn cũng được, tuy đã đi ra ngoài rất nhiều năm, nhưng vẫn không quên giúp đỡ chúng ta. La Hồ Sơn cười nói. 10 giờ sáng ngày hôm sau, có vài người đến tập đoàn Hoành không? Trong đó có một người mặc đồ Âu, người trung niên này rất khí thế. Chúng ta có nên đến thẳng cục công an không? Mễ Nhất Quần hỏi. Đi cục công an cũng vô dụng. Ngọc Trấn lắc lắc đầu. Thấy Mễ Nhất Quần có chút không rõ, Ngọc Trấn nói. Chú Mễ, Giải Linh vẫn cần người hệ linh. Hồng Đường đánh nhân tình Diệp Phàm, cục công an Hoành không dám thả người sao? Việc này, khẳng định còn phải báo cáo Diệp Phàm, cho nên, chỉ cần Diệp Phàm đồng ý, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Đừng tưởng rằng công an có thể độc lập phá án, đó là pháp luật lừa dối người. Anh xem cơ quan công an đều có hai tầng lãnh đạo. Chẳng những lãnh đạo cấp trên của cơ quan công an còn phải chịu sự chỉ huy của đảng ủy địa phương. Mà việc bổ nhiệm nằm trong tay của đảng ủy địa phương. Điều này chứng tỏ quyền lực của lãnh đạo địa phương lớn hơn một chút. Đương nhiên. Xã hội tiến bộ, dân chủ đi lên. Cơ quan công an độc lập phá án chịu sự ảnh hưởng của đảng ủy địa phương cũng ít hơn. Có lẽ Ngọc Trấn cậu nghĩ chu đáo, Mễ thúc tôi thật sự đã già rồi. Tuy nói vẫn còn lo việc đối ngoại, cũng thường xuyên tiếp xúc với xã hội, nhưng cuối cùng có điều không nghĩ tới. Mễ Nhất Quần sờ cằm, ngượng ngùng, nói. Việc này cũng bình thường, bởi vì anh vẫn chưa gặp phải chuyện như thế này. Hơn nữa, anh cũng có thời điểm đón đưa lãnh đạo. Đương nhiên, phải đón đưa trước, cũng là chuyện không dễ dàng với lãnh đạo mà. Cần phải có thời gian và cơ hội, hơn nữa, lãnh đạo không giống như nhân viên, thủ đoạn phải không rõ ràng mới được. Ngọc Trấn không khách khí thành thật nói. Ngọc Trấn cùng với Mễ Nhất Quần và ba người trung tuổi tiến vào văn phòng của Diệp Phàm. Chương 3248, kẻ khó ưa. Đường xá xa xôi mà cục trưởng Ngọc đến đây, chúng tôi biết ăn nói thế nào đây? Diệp Phàm cười nói, vừa nghe nói có một tên khác và đám trưởng lão phái Côn Lôn đến đây, trong lòng Diệp Phàm mừng thầm. Tổng Giám Đốc Diệp, chúng ta cứ giải quyết việc trước có được không? Vẻ mặt Ngọc Trấn nghiêm túc, nói. Ha ha, việc này là chuyện của Cục Công an, tôi và anh làm sao nói được bây giờ? Diệp Phàm cố tình giả ngu. Tổng Giám Đốc Diệp, chúng tôi cũng không vòng vo nữa. Các anh có thể nói các anh bị tổn thất bao nhiêu, chúng tôi sẽ bồi thường. Cũng chỉ là đánh phá một vài máy móc thôi. Xử phạt theo điều lệ xử phạt là được. Hơn nữa, nhân viên của các anh cũng không bị thương nhiều có phải không? Mễ Nhất Quần nhìn Ngọc Trấn, cảm thấy đã tức giận. Đó là các anh nói thôi, tuy nói người của chúng tôi không bị thương, nhưng anh phải biết rằng, đêm hôm đó các anh đã ăn hiếp ba cô gái là chuyện không đơn giản. Một người là Mộc Nguyệt Nhi, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoa Tinh nước Mỹ, xuất thân trong gia đình tiền tỷ. Hai người khác đến từ tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân của nước Pháp, là trưởng nữ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Các cô ấy là khách tập đoàn Hoành không chúng tôi mời đến, tới đây để chuẩn bị đầu tư. Hơn nữa đã ký kết hợp đồng, 1,5 tỷ. Bây giờ bị các anh đánh, người ta còn dám ở lại đầu tư sao? Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Mộc cũng làm ầm ĩ muốn rút lui. Việc này ảnh hưởng quá lớn, các anh đã làm hỏng chuyện, việc xây dựng toàn bộ tập đoàn Hoành không đều bị ngừng lại. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hỏi qua về việc này. Hơn nữa,
Ba cô gái này đều bị nội thương rất nặng, tuy bây giờ không ở bệnh viện, nhưng đều nằm ở giường không đứng dậy nổi. Hơn nữa, bị hoảng sợ, áp lực tâm lý rất lớn. Với lại, đối phương rút lui tập đoàn Hoành không còn phải bồi thường cho bọn họ ước tính đến 300 triệu. Bởi vì, chúng ta không làm đúng thời gian đã định. Lúc đó tập đoàn sẽ đối lý, tất cả những chuyện này. Đều là do phái Côn Lôn các anh dẫn người đến cướp bóc phá phách làm thiệt hại. Đương nhiên là Diệp Phàm công phu sư tử ngoạn, tạm thời còn muốn tìm vốn đầu tư cho tập đoàn. Đối với việc này, hai chị em Chu Na cũng không có ý kiến gì. Hai nàng cũng muốn nói ra thôi. Mễ Nhất Quần vừa nghe, thiếu chút nữa mặt tái lại, hừ nói. Ý của Tổng Giám Đốc Diệp muốn phái Côn Lôn chúng ta bồi thường 300 triệu kia. Đều là do các anh gây ra, hơn nữa, còn một loạt chuyện nữa chúng ta còn muốn cho các anh chùi đít nữa. Việc này, liên quan đến những nhân vật quan trọng của nước Mỹ, Pháp, nếu việc này tạo thành mối bất hòa quốc tế thì thật phiền toái. Cái gì gọi là mối bất hòa quốc tế? Việc này liền quá sức tưởng tượng, nếu như báo chí đưa tin, phỏng chừng còn khiến cho lãnh đạo cấp trên chú trọng đến. Đến lúc đó, nhất định phải nghiêm trị. Hơn nữa, các ngươi làm kinh sợ, về sau còn ai dám đến đây đầu tư nữa đây? Hơn nữa, ban đầu tập đoàn công ty chúng tôi ước chừng, tổn thất ngày hôm đó lên tới hơn 2 tỷ. Hơn nữa, do không có máy móc nên phải ngừng sản xuất, chi phí tổn thấy lên tới gần 400 triệu. Chúng tôi đúng là không thể dậy nổi. Diệp Phàm hừ thành tiếng nói. Ngọc Trấn đứng bên cạnh nhíu mày lại nghe. Tổng Giám Đốc Diệp, như vậy không thể phát triển được rồi. Thực ra việc này cũng chỉ là một trường hợp vi phạm an ninh trật tự thôi. Các anh có thể xử phạt theo điều lệ xử phạt là được. Về phần giao kèo hợp đồng có thể trợ cấp một ít, nhưng không có khả năng bỏ ra nhiều tiền như vậy. Nếu không thì, phái Côn Lôn bồi thường tổn thất 500 vạn cho các anh. Còn về máy móc công trình anh cũng không thể tính như vậy được. Tổng thể 1.000 vạn là có thể đủ. Tất cả là 1.500 vạn để chấm dứt việc này thì thế nào? Ngọc Trấn ra vẻ bình tĩnh. Cục trưởng Ngọc, không phải Diệp Phàm tôi không nể mặt mọi người. Đây là điều không thể. Việc bồi thường còn phải ngồi xuống để bàn bạc. Còn việc thả người, càng không thể. Đã làm chuyện xấu phải bị pháp luật nghiêm trị. Bằng không, pháp lý ở đâu chứ? Khẩu khí của Diệp Phàm rất nặng. Tổng Giám Đốc Diệp, chẳng lẽ thật sự muốn làm như vậy sao? Ngọc Trấn có chút giận, quay ra nhìn Diệp Phàm. Đây không phải là vấn đề tích cực, đây là chuyện của Cục Công an, anh hỏi tôi cũng không giải thích được nguyên do. Chúng tôi làm kinh doanh làm sao có thể can thiệp vào việc điều tra của cơ quan công an có phải hay không? Chúng tôi không thể làm trái pháp luật được. Chuyện vi phạm pháp luật Diệp Phàm tôi mặc kệ. Hơn nữa, tuy nói Cục Công an Hoành không do tập đoàn Hoành không quản lý. Trên thực tế làm sao chúng tôi có thể quản được bọn họ chứ? Tất cả các đồng chí đó đều là trên tỉnh phái xuống. Mà người phụ trách chính là đồng chí Bao Nghị được Bộ Công an cử đến tạm thời giữ chức lãnh đạo. Diệp Phàm nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Vậy được, nếu như trường hợp này làm ảnh hưởng lớn như vậy, Cục Công an Hoành không các anh xử lý cũng không thích hợp. Bởi vì, việc này xảy ra ở tập đoàn Hoành không, các anh cũng là nội bộ bên trong Cục Công an muốn tránh né có phải không? Ngọc Trấn hừ nói. Ý của Cục trưởng Ngọc là gì? Diệp Phàm hừ lạnh nói, mặt cũng dựng thẳng lên. Việc này chúng tôi cũng hiểu qua, Cục Trị An Bộ Công an bên kia cho rằng trong việc tiếp nhận có điều, tương đối tốt. Lần này xuống dưới bọn họ cũng phái người theo tôi tới, cho nên, xin mời Tổng Giám Đốc Diệp gọi nhân viên điều tra của Cục Công an giao toàn bộ tài liệu cho bọn họ mang đi. Ngọc Trấn nói, Tổng Giám Đốc Diệp, tôi là Lý Đính của Cục An ninh Trật tự Bộ Công an. Bởi vì xét thấy tập đoàn Hoành không là xí nghiệp cấp dưới, tham chiếu chính là tiêu chuẩn đơn vị cấp thứ trưởng. Cho nên, vụ án của đơn vị các anh sẽ do bộ tiếp nhận. Bây giờ bàn giao thủ tục giấy tờ. Trưởng phòng Lý nói xong rút công văn trong cặp ra. Khẩu khí thật lớn, tuy nhiên, tôi chưa nghe thấy trên bộ có chỉ thị việc này. Lúc này, có người đẩy cửa vào, đó là Vương Nhân Bàng. Tuy nói Ngọc Trấn công tác ở Cục Cảnh vệ, nhưng, do trước kia không có đảm nhiệm chức vị lãnh đạo chính, chức vụ phó cục trưởng cũng là mới vừa được đề bạt. Còn Vương Nhân Bàng nhậm chức cũng không lâu, cho nên, cơ hội nhìn thấy Vương Nhân Bàng cũng cực nhỏ. Cho dù trước kia có nhìn thấy cũng chỉ là liếc nhìn từ rất xa, cơ bản là không nhớ rõ. Anh là... Ngọc Trấn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nhân Bàng, thấy người này đúng là to cây, nhưng lại chỉ ngồi trên ghế. Vương Nhân Bàng, cậu em này và anh cùng công tác với nhau đấy.
Vương Nhân Bàng ngồi bắt chéo chân, thảnh thơi hút thuốc. Thật đúng là không phải, một hơi của người này có thể phun ra mười mấy vòng khói. Nhìn sang bên cạnh thấy Khổng Ý Hùng thiếu chút nữa là động đầu lưỡi. Cùng công tác với tôi chưa nghe nói qua về vị đồng chí này. Ngọc Trấn nghiêm mặt, xốc lại giọng nói. Ha ha, cục trưởng Ngọc là quý nhân. Vương Nhân Bàng tôi chỉ là người đứng đầu đội bảo vệ, đương nhiên cục trưởng Ngọc không thể nhìn thấy. Vương Nhân Bàng cười nói, những lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho Ngọc Trấn ngây người mất vài giây, quay lại nhìn Vương Nhân Bàng, hỏi. Vương Tiền Sinh làm ở bộ phận nào, chẳng lẽ là đội trưởng? Tôi chỉ là tiểu đội trưởng, làm sao đại tướng quân Ngọc có thể nhớ được có phải không? Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Đúng vậy, cục trưởng Vương, thực sự xin lỗi, Ngọc Trấn vụng về thiếu lễ phép. Ngọc Trấn vừa nghe, nhanh chóng đứng lên, tự nhiên phản xạ có điều kiện chào theo nghi thức quân đội. Tuy nói Ngọc Trấn là thiếu tướng, Vương Nhân Bàng chỉ là một đại tá, nhưng Vương Nhân Bàng là cục trưởng, cũng chính là người lãnh đạo chính. Ngọc Trấn chỉ là phó cục trưởng, mà ngành của Vương Nhân Bàng so với Ngọc Trấn là quá nặng. Thường thường có hoạt động quan trọng, Ngọc Trấn bộ phận của Ngọc Trấn có thể phối hợp lơ liệu triển khai công tác của cục cảnh vệ. Một người là vị trí chủ đạo, một người là vị trí phụ, tuy nói khác nhau nhưng hai bộ phận là một, bên loại nặng bên nào nhẹ đương nhiên Ngọc Trấn phân biệt được rõ ràng. Viện trưởng Mễ Nhất Quần cùng trưởng phòng Lý đứng bên cạnh đã sớm trợn mắt há hốc mồm, nhất thời ngây người ra không nói lên lời. Đương nhiên, đám người Mễ Nhất Quần trong lòng đều chìm ghìm. Ngay cả Ngọc Trấn lúc mới nhìn có vẻ cà lơ phất phơ còn phải tiến lại hành lễ, việc này xử lý như thế nào, đúng là khó khăn. Cục trưởng Ngọc, việc này xử lý như thế nào? Trưởng phòng Lý sững sờ ngay tại chỗ, trong tay đang cầm tài liệu tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, thật sự xấu hổ. Được rồi, sau sẽ nói. Ngọc Trấn khoát tay áo, biết hôm nay có Vương Nhân Bàng ở đây phỏng chừng sẽ rất khó khăn. Có chuyện không thể không nhắc nhở cục trưởng Ngọc một chút, việc này cũng không phải là chúng tôi muốn bắt các anh làm gì. Mà việc này liên lụy rất lớn, có thể anh còn không biết, thời gian trước các vị ngư quốc trương, lão ngư cùng lão tống cũng đến Chu Tước Sơn Trang nghỉ ngơi, bọn họ cũng vừa mới đi. Mắt cũng nhìn thấy sự phát triển của Hoành Không. Sau khi trở về không lâu vừa đúng lúc gặp gỡ người của Hồng Phách Thiên Chân, ý của lão ngư muốn trợ giúp tập đoàn Hoành Không chúng ta. Cho nên, muốn tiến hành thúc đẩy đầu tư thuận lợi. Bởi vậy, hai cô gái là do lão ngư nói mới cử nhân viên đến công tác. Cuối cùng việc ký kết hợp đồng cũng thuận lợi. Hiện tại hai cô gái bị thương, việc này chúng ta vẫn đè nặng. Nếu như lão ngư biết, việc này, thật đúng là càng ngày càng khó giải quyết. Diệp Phàm nói. Lại bỏ thêm một con ngựa. Ngọc Trấn vừa nghe, lại càng không cảm nhận được mùi vị. Giờ phút này, thật sự anh ta thấy có chút hối hận đến đây xin cho một kẻ xấu. Diệp Phàm kiên quyết thái độ trong việc này, khẳng định là có Vương Nhân Bàng làm chỗ dựa. Mà hiện tại lại còn có cả cái lão ngư gì đó, tình huống càng ngày càng phức tạp. Hễ thể xưng là, lão, nhất định là cán bộ kỳ cựu ở trong thủ đô, hơn nữa, Diệp Phàm thận trọng như thế. Lão ngư nhất định là nhân vật rất có tiếng nói, Ngọc Trấn nhạy bén cảm nhận được một chút. Cho nên, lại nói vài câu sau đó cáo từ ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Việc này không có biện pháp nào sao? Đặt vào món thức ăn lên trên bàn, Mễ Nhất Quần lo lắng, hỏi. Chú Mễ, lần này thật đúng là chúng ta đã phải một tảng đá rồi. Vương Nhân Bàng là một cục trưởng chúng ta sẽ không thể đắc tội được. Hiện tại lại còn xuất hiện một cái lão ngư đến đây nữa. Diệp Phàm sẽ dựa vào bọn họ. Bằng không, một cái xí nghiệp làm sao phải tức giận. Trong lòng Ngọc Trấn vẫn khá là bất mãn, nhưng tình thế trước tiên đành phải lui đi ra đã. Đó là cục trưởng gì? Mễ Nhất Quần hỏi. Đó là người đứng đầu trong đội bảo vệ Viên Hải, trực thuộc Văn phòng Trung ương Cục Cảnh vệ. Bọn họ bảo vệ những người lãnh đạo cao nhất của nước Cộng Hòa. Là một số đồng chí, có vai trò trọng yếu trong Cục Cảnh vệ chúng ta. Hơn nữa, người ta là cục trưởng đội bảo vệ. So với chức vị cũng cao hơn tôi nhiều lắm. Việc này, phỏng chừng tôi khó có thể xử lý công bằng được. Vẻ mặt Ngọc Trấn âm trầm. Chương 3249, cứng rắn. Chẳng lẽ để cho bọn họ công phu sư tử ngoạm hay sao? Mễ Nhất Quần có chút tức giận. Anh còn có cách nào chứ, không đáp ứng bọn họ thì người ta không thả người. Đám người Hồng Đường Tử bị nhốt bên trong nhà lao như vậy. Có khi còn bị bệnh ra ấy chứ. 20 người bị bắt trong phái của chúng ta, đều là thế hệ của Hồng Đường Tử. Hơn nữa,
cũng là lực lượng trung kiên trong môn phái. Nếu như bọn họ không được ra ngoài thì phái chúng ta sao mà chống đỡ được nữa. Việc thì nhất định phải giải quyết, tuy nhiên, trong môn phái cần phải làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Phỏng chừng phải phóng đại huyết rồi. Ngọc Trấn thở dài. Đêm khuya, trong lão tử điện của phái Côn Lôn, đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Ngọc Trấn và Mễ Nhất Quần cùng trở về, đến nơi thì trời cũng đã khuya. Tuy nhiên, trưởng môn Dương Trấn Tử vẫn còn thức chờ. Nghe xong Mễ Nhất Quần nói xong, ai nấy đều chau mày, đại điện rơi vào trạng thái trầm tĩnh. Mẹ kiếp, tôi dẫn theo mấy người làm thằng Diệp Phàm đó nhé, tên khốn khiếp đó, tưởng phái Côn Lôn chúng ta dễ bắt nạt lắm đúng không? Lưu Sinh Hoa là đệ tử của Chu Phi, hiện tại sư phụ vẫn bị nhốt ở cục công an, đương nhiên y nóng nảy rồi. Làm đi, cậu thì có thể làm cái gì chứ? Hiện tại ngay cả Vương Nhân Bàng cũng đang chú ý, các người tốt nhất đừng có dính vào. Các người có rằng đám người nhà nước đều là kẻ vô dụng có đúng không? Hay tưởng như thời cổ đại, mỗi khi hiệp khí nổi lên là muốn giết người. Bây giờ là xã hội pháp chế rồi, có quân đội có công an. Hơn nữa, trưởng môn phỏng chừng cũng biết, quốc gia còn có một tổ chức thần bí chuyên quản những môn phái võ lâm như chúng ta. Những người này ai cũng là cao thủ, không kém hơn các đệ tử trong môn phái chúng ta. Nếu như các người gây sức ép quá, người ta cũng sẽ ra mặt, đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng hơn. Nói theo pháp luật thì 20 mấy đệ tử của chúng ta đúng là phá hoại, hơn nữa tính phá hoại của lần này là rất lớn. Nghe nói máy móc bị đập hư đến hơn 100 cái, mà các loại máy này cũng không rẻ, một cái cũng đến cả triệu bạc. Tổn thất này ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Đây là hành vi phá hoại nghiêm trọng, đã cấu thành tội phạm. Nếu như bọn họ cứng rắn làm theo pháp luật, phái chúng ta không những phải đền tiền mà đám người Hồng Đường Tử không chừng còn phải ngồi tù. Huống chi, còn đánh người ngoại quốc nữa, hành vi cũng rất nghiêm trọng, vì còn phải xoa dịu nước ngoài nữa. Hơn nữa, người bị đánh lần này là trưởng nữ của tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân lừng lẫy thế giới, nếu như người ta tiết lộ với báo chí, thì phái Côn Lôn chúng ta không phải sẽ tiếng xấu truyền xa hay sao? Ngọc Trấn nghiêm mặt giáo huấn. Đây đúng là vấn đề lớn, Hồng Đường Tử cũng đúng là xúc động quá. Việc này ít nhất cũng phải bàn bạc trước với chúng ta có đúng không? Hành động lớn như vậy mà lại không nói với chúng ta, hiện tại Chu sư đệ cũng bị nhốt lại rồi. La Hồ Sơn lạnh giọng nói, vốn mấy vị trưởng lão cũng rất không hài lòng đối với việc làm của Hồng Đường Tử. Bàn bạc với mấy người thì liệu mấy người có đồng ý không? Đây chắc là muốn làm vụng trộm đây mà. Chúng ta có thể chơi lại, phái cao thủ âm thầm hạ thủ với Diệp Phàm là được. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, ai biết chuyện gì đã xảy ra. Ngọc Đông Hồng nói, Diệp Phàm bắt nạt Hồng Đường Tử, thì phải chịu trừng phạt, phái Côn Lôn chất dê ta không thể để người khác bắt nạt như vậy được. Chỉ là phương pháp mà Hồng Đường Tử dùng đơn giản quá mà thôi. Hơn nữa, bởi vì quá kiêu ngạo mà gây nên. Hiện tại tôi cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, đám người Hồng Đường Tử vì sao mà chúng bẫy. Phỏng chừng chính là Vương Nhân Bàng dẫn người của trung đoàn cảnh vệ đến. Nếu không, cục công an Hoành không thì làm được chuyện gì chứ? Việc này, phỏng chừng đã sớm nằm trong suy tính của Diệp Phàm. Lần đầu tiên xuất thủ, lần thứ hai không nên xuất thủ nữa. Như vậy Diệp Phàm cũng chẳng có cách nào có đúng không? Mễ Nhất Quần nói, chắc chắn là người của đoàn nội vệ làm rồi. Việc này Vương Nhân Bàng nói một câu là xong mà. Hai. Ngọc Trấn cũng gật đầu. Chẳng lẽ không có cách nào hay sao? La Hồ Sơn hừ nói. Việc này dù thế nào cũng phải giải quyết có đúng không? Không thể để mặc kệ được, chẳng lẽ để cho bọn họ ngồi tù thật? Như vậy mặt mũi của phái Côn Lôn chúng ta biết để đâu chứ? Biện pháp thì đang suy nghĩ, Diệp Phàm đơn giản là muốn mượn chuyện này để moi của chúng ta thôi. Mễ Nhất Quần nói. Diệp Phàm muốn bao nhiêu? Chúng ta căn bản là không thể trả nổi. Những mấy trăm triệu cơ. Vi phạm hợp đồng gì gì đó là 300 triệu, bồi thường 400 triệu, đều là công phu sư tử ngoạm cả. Điều này sao có thể chứ? Mễ Nhất Quần nói. Cộng lại lên đến 700 triệu, Diệp Phàm coi lão tổng của chúng ta quá hồ đồ rồi, dạ dày của hắn cũng thật lớn. 700 triệu cũng ta cũng dồn được, nhưng, đây là chuyện không thể. Dương Chấn Tử tôi dù có phải quỳ xin một người nào đó thì cũng không thể để Diệp Phàm khinh suất như vậy. Dương Chấn Tử hừ lạnh một tiếng. Trưởng môn nghĩ ra biện pháp rồi. Biện pháp đương nhiên là có, tuy nhiên, biện pháp này đối với mộ phái chúng ta mà nói là một sự sỉ nhục.
nếu như không quá bất đắc dĩ thì chúng ta sẽ không dùng. Dương Chấn Tử nói, có phải chuyện năm trước bọn họ đến nhận người không? La Hồ Sơn hỏi, ừ, năm trước tổ chức thần bí gì đó đến phái chúng ta thương lượng. Muốn kêu mấy đệ tử của chúng ta nhập ngũ. Tuy nhiên, việc này tôi không đồng ý, đâu thể để họ đưa người đi được. Dương Chấn Tử nói, đúng vậy, muốn bồi dưỡng được một đệ tử ngũ lục đẳng không có vài chục triệu thì sao làm được. Tôi quản lý hậu cần nên tôi rõ nhất mà. La Hồ Sơn nói, tổ chức thần bí, trưởng môn, đó là bộ đội quốc gia đúng không? Ngọc Trấn hỏi, có lẽ chính là tổ đặc nhiệm A, quản lý các môn phái võ lâm trong truyền thuyết, bọn họ lúc đó đến với danh nghĩa bộ đội mà. Tuy không nói là tổ chức gì, nhưng tôi cũng có thể đoán được, bộ đội bình thường thì cần cao thủ của chúng ta để làm gì. Hai, có lẽ việc này nếu đã đến lúc không còn cách nào khác thì đành phải dùng đệ tử đi đổi lấy mấy người hồng đạo tử thôi. Dương Chấn Tử nói, ha ha, tôi có nói qua với bọn họ rồi, có những lúc hoạt động lớn bên ngoài, cục cảnh vệ chúng ta cũng phải phái người phối hợp với bọn họ. Cho tới nay đều lấy bọn họ làm chính, chúng ta phối hợp. Thật ra, Tay Vương Nhân Bàng kia có lẽ là người của bộ đội này. Nếu phái chúng ta chịu cho người nhập ngũ, tin rằng lãnh đạo tổ A sẽ thuyết phục Vương Nhân Bàng. Đừng nhìn Vương Nhân Bàng vênh váo trước mặt người ngoài, có khi địa vị trong tổ cũng không cao lắm đâu. Cao thủ như y trong tổ không ít. Ngọc Trấn cười nói. Thật ra, người này cũng không hiểu được tình hình thực tế của tổ A, mà chỉ nhìn vào bề ngoài mà đoán thôi. Xem ra, năng lượng của tổ A đúng không không nhỏ. Ngay cả Vương Nhân Bàng cũng chỉ là một tên sai vặt ở trong tổ mà thôi. Hay là thế này, nếu cậu đã từng tiếp xúc với bọn họ thì, cậu hãy ra mặt đàm phán với bọn họ đi. Phải nhanh chóng đưa đám người hồng đạo tử ra. Dương Chấn Tử nói. Vậy tôi nói như thế nào, trong phái chuẩn bị cho mấy người nhập ngũ, còn nữa, mấy đẳng vậy? Ngọc Trấn hỏi, người này thật ra cũng rất mừng rỡ. Bởi vì, việc này thành công thì công lao sẽ rất lớn, đến lúc đó, lãnh đạo tổ A cao hứng nói với lãnh đạo mình vài câu thì cũng là rất tốt rồi. Ngũ đẳng đến lục đẳng, chỉ hai người, nhiều hơn không được. Phái chúng ta cũng chỉ còn vài người ngũ đẳng lục đẳng là thanh niên mà thôi. Dương Chấn Tử rất đau lòng. Chẳng lẽ cứ để Diệp Phàm kiêu ngạo như vậy à? Chúng ta bị bắt nạt như vậy à? Ngọc Hồng Đông hừ nói. Chuyện của hắn thì nói sau, trước tiên thả được người ra mới là quan trọng. Khi việc này giải quyết xong thì chúng ta sẽ cho hắn biết thế nào là Côn Lôn phái. Dương Chấn Tử hiện ra vẻ mặt dữ tợn. Hay là chúng ta đưa ra điều kiện với lãnh đạo tổ A, cứ để bọn họ giáng cho Diệp Phàm vài cái tát đã. Tin rằng nếu như bọn họ cần đệ tử của chúng ta thì việc này họ sẽ đồng ý thôi. Đây không phải nhất cử lưỡng tiện hay sao? Việc này có thể đưa ra điều kiện. Tôi nghĩ, nếu tổ A năng lượng lớn như vậy, cho Diệp Phàm một bài học cũng không phải là khó. Tổ A tuy rằng không chính thức lộ ra, nhưng quyền lực chi phối của bọn họ lại vô cùng lớn. Có thể thông qua thủ đoạn khác để trừng trị tên kiêu ngạo đó. Côn Lôn phái nói là làm, Ngọc Trấn chạy về thủ đô ngay trong đêm. Tuy nhiên, Côn Lôn phái vẫn đang quan sát, 3-4 ngày nữa, phát hiện Diệp Phàm căn bản không hạ giọng. Về mặt bồi thường, Côn Lôn phái cũng đã xuất ra 30 triệu rồi, nhưng Diệp Phàm chê ít. Cuối cùng Dương Chấn Tử tức giận gọi điện cho Ngọc Trấn. Buổi sáng ngày thứ 5, Diệp Phàm nhận được điện thoại của Cung Khai Hà. Ha ha! Đồng chí Diệp Phàm, cậu lại làm được một việc lớn cho tổ rồi. Cung Khai Hà tâm trạng rất tốt. Chuyện gì vậy, sao tôi không biết nhỉ? Diệp Phàm hỏi, thật sự không rõ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3250, Phi Cương. Phái Côn Lôn nhả ra, muốn dùng đệ tử để đổi lại công bằng cho mọi người mà. Trong bọn họ có con nuôi của một trưởng lão gọi là Ngọc Trấn, thông qua anh ta để nói. Cung Khai Hà nói, vài người bọn họ ra, trình độ như thế nào? Diệp Phàm hừ nói, tình hình là hai người, một người là ngũ đẳng một người là lục đẳng. Cung Khai Hà nói, cho nên, chuyện này là anh lập công lớn, trước kia chúng ta đi nhận người bọn họ cũng không để ý người, nhưng thật ra bây giờ tự mình đã tìm tới cửa. Anh đồng ý? Diệp Phàm hỏi, sao có thể đồng ý dễ dàng như vậy, tôi có tìm hiểu qua. Bọn họ có 20 đệ tử bị anh thủ sẵn rồi. Hơn nữa, trong đó có một trưởng lão tên Chu Phi nghe nói là cao thủ 12 đẳng. Nghe nói người này mới chừng 40 tuổi. Còn có rất nhiều thời gian dốc sức cho tổ.
tự nhiên Cung Khai Hà cười khan hai tiếng như kẻ phản bội. Lão Cung, dạ dày của anh còn không nhỏ, phỏng chừng là chướng mắt với ngũ đẳng lục đẳng, bây giờ lại muốn cao thủ trên 12 đẳng. Lần này phái Côn Lôn đúng là tiền mất tật mang. Chẳng qua, người ta là trưởng lão, muốn tiến vào phỏng chừng là khó khăn không nhỏ. Mặc dù ở trong phái Côn Lôn cao thủ 12 đẳng là bảo bối. Điều kiện của anh tương đối là chênh lệch. Tuy nhiên, trong chuyện này tập đoàn Hoành Không chúng ta có thể có lợi ích. Diệp Phàm hỏi. Các anh còn muốn ưu đãi gì, cần bồi thường đã bồi thường cho các anh. Phỏng chừng việc này được 5.000 vạn cũng có thể xử lý êm đẹp toàn bộ rồi. Hơn nữa, tổn thất của các anh cơ bản là không có khả năng đến 5.000 vạn. Đừng nghĩ tôi không hiểu, anh bí mật cho người động thủ có phải hay không. Các anh bị phá nhưng thật ra rất thoải mái, lần này thật ra là phái Côn Lôn coi tiền như rác. Người ta phải bỏ tiền, sẽ đau hơn. Còn việc các anh ký hợp đồng với Hồng Phách Thiên Chân, rõ ràng là giả. Cung Khai Hà hừ nói. Tại sao có thể nói là giả chứ, tất cả mọi thủ tục đã đóng dấu đỏ hoàn thành. Anh có thể cho người cầm đi giám định, để xem có phải là giả hay không. Còn về việc nói bọn họ đập vỡ, là có chứng cứ đầy đủ. Không có biện pháp nào để chối cãi. 5.000 vạn để xử lý công bằng việc này, đó là không có khả năng. Diệp Phàm nói. Vậy anh muốn bao nhiêu? Cung Khai Hà hỏi. Nể mặt anh, trên đánh 6 chiết, không có 300 triệu đừng mơ tưởng đến xử lý việc này. Diệp Phàm tôi không vội, cứ để người của bọn họ ở trong lao ngồi chờ là được. Diệp Phàm hừ nói. Anh ý, đúng thật là tiền vào ngay trước mắt, tôi không nói quá chứ, vì ế này mà trong tổ ra mặt không phải nhiều như vậy. Tôi sẽ tăng thêm sự khó khăn, tuy nhiên, không phải vì để anh kiếm tiền, mà là vì muốn kéo Chu Phi vào trong tổ. Cung Khai Hà nói. Đó là chuyện của các anh, chúng tôi có nguyên tắc của chúng tôi. Lần này các anh cũng đừng trách chúng tôi, hiện tại Diệp Phàm tôi là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoành Không. Phải làm vì quyền lợi của công ty. Hơn nữa, việc này là do bọn họ sai toàn bộ. Làm chuyện xấu thì phải trả giá thôi. 300 triệu là quan trọng đối với chúng tôi. Nếu như tổ đặc nhiệm A can thiệp vào trong việc này. Diệp Phàm tôi không đáp ứng. Thái độ Diệp Phàm cương quyết. Anh đúng thật là không ra gì. Anh thật sự muốn kết hạ với phái Côn Lôn có phải hay không? Anh đang nghĩ đến mấy ngàn năm đại phái của người ta có phải hay không? Đại sư tam hóa của phái võ đang thế nào? Phái Côn Lôn là theo lâm tề của phái võ đang. Là phái lớn ngàn năm, nội tình rất sâu. Đừng có cứng rắn, Diệp Phàm anh còn muốn can thiệp vào. Hơn nữa, trong tổ cũng không hy vọng anh bị tổn thương cái gì. Việc xây dựng Hoành Không các anh thiếu tiền tôi biết, anh là người có tâm tốt. Nhưng, cũng phải chú ý đến việc bảo vệ chính mình có phải không? Cung Khai Hà nói. Việc này không phải thương lượng. Nếu phái Côn Lôn nhất định không chịu buông tay, Diệp Phàm tôi liền chờ đợi là được. Tôi không ngại che cho bọn họ, đến lúc đó, trong tổ không phát hiện là được. Hơn nữa, một khi có đệ tử của bọn họ vào đội sau này sẽ không có quan hệ với môn phái ban đầu. Trong tổ cũng không cần phải can thiệp. Diệp Phàm hừ nói, khiến cho Cung Khai Hà tức giận thiếu chút nữa phải vung tay. Được rồi, anh đã quyết định như vậy tôi cũng không có biện pháp nào ngăn cản anh. Yêu cầu của anh tôi có thể nói một chút với bọn họ. Đương nhiên, có thể quyết định việc dùng người. Có điều muốn nói, tôi hy vọng là anh đừng quá ương ngạnh. Việc di chuyển người anh em phải rõ ràng. Tuy nói cá nhân anh có năng lực, nhưng mà, anh còn có bằng hữu, có người nhà phải không? Bất luận việc gì bọn họ cũng có thể bị thương tổn. Cung Khai Hà tôi cũng sẽ đau lòng lắm. Cung Khai Hà nói. Việc này tôi đã sớm nghĩ tới. Anh chỉ cần 5.000 vạn để làm. Phái Côn Lôn là đại phái mấy ngàn năm, bọn họ sẽ không để người khác bắt nạt. Khẳng định sẽ trả thù, lấy ít đi một chút không bằng lấy nhiều hơn một chút. Dù sao đều phải cân đối, cho nên, tôi tiếp nhận là được. Diệp Phàm nói, ừ, tốt nhất đừng như vậy, việc này, tôi sẽ giữ một chút, đừng quá mức, tuy nhiên, dù như thế nào, trong tổ cũng kiên quyết đứng về phía anh. Cung Khai Hà thở dài cúp điện thoại. Lần này đúng là phái Côn Lôn đưa đồ ăn cho Diệp Phàm. Sau khi nghe nói kế vĩnh viễn cũng thở dài. Để người của họ chắc chắn được thả, họ sẽ đáp ứng điều kiện của Diệp Phàm. Cung Khai Hà nói. Điều kiện của chúng ta bọn họ có thể đồng ý không? Kế vĩnh viễn hỏi. Nếu bọn họ không đồng ý chúng ta sẽ không hòa giải, không có chúng ta hòa giải cho dù bọn họ có bỏ ra 300 triệu, tin chắc rằng Diệp Phàm sẽ không đồng ý.
Đồng chí Diệp Phàm là một người có tâm trong tổ mà cung khai hà tôi biết đến. Tên nhóc này có kiếm tiền, cũng sẽ làm việc vì tổ đặc nhiệm A. Anh cứ xem gì. Cung khai hà cười nói. Vào buổi tối, Diệp Phàm cảm giác bên hông giường như có cái gì đó chấn động. Cúi đầu xuống nhìn thất huyết cương đang làm chấn động. Chẳng lẽ là thằng này thức dậy, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ không có một bóng người trên núi Thiên Thông thi triển huyết cương, không lâu sau huyết cương liền lớn lên. Trong nháy mắt, khiến Diệp Phàm mừng rỡ không ngớt chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy đột nhiên huyết cương mở ra song trưởng, xích một tiếng, một đôi cánh màu đen ở dưới nách của nàng tự nhiên duỗi ra, nàng cất cánh, cả người bay lên không trung biểu diễn quay cuồng. Không lâu sau, thanh âm ba ba vang lên. Thấy huyết cương há miệng ra hút nước trong đầm, một ngấn nước bị nàng hút một hàng dài lên trên bầu trời giống như một gốc cây đại thụ ba người ôm. Không lâu sau, vài tiếng giòn vang, vỏ gốc cây cổ thụ giống như bị lột xác chỉ còn trơ trụi mỗi thân cây, chiêu thức ấy khiến cho Diệp Phàm khâm phục. Không lâu sau, huyết cương bay múa trên không trung, khiến cho Diệp Phàm giật mình không thôi bởi vì ban đầu trên người huyết cương có màu đen lúc này tự nhiên ra lại chóc hết ra giống như cởi áo ra không trung bị nàng hóa tất cả thành bột phấn. Huyết cương không ngừng nhảy múa, trên người như được cởi bỏ một lớp da. Sau đó, nàng lặng lặng đứng trước mặt Diệp Phàm. Dưới ánh trăng, một thân thể trần truồng sống động trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm phát hiện, làn da huyết cương sau khi bị chóc có vẻ giống màu cây ma hoàng, đã gần giống với màu da của người sống. Mắt huyết cương màu xanh lam giật giật, lại hơi có chút đỏ. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, không tự nhiên nói. Tiên sinh, anh xem đủ chưa? Ha ha, ngại quá, cô khoác áo lại đi. Diệp Phàm nói xong, nhưng hai mắt cũng không rời thân thể trần trụi của huyết cương. Khanh khách, huyết cương cười, thân thể bắt đầu xoay tròn, càng di chuyển càng không thấy lông ở trên người, một bộ quần áo được hình thành ngưng tụ trên làn da. Diệp Phàm có chút mơ màng, bởi vì, huyết cương dùng phương pháp đặc biệt để ngưng tụ thành quần áo giống như của công chúa cổ đại. Chiếc váy màu lục nhạt, bởi vì váy này không phải mình làm, mà là huyết cương dùng phương pháp đặc biệt ngưng tụ mà thành, quần áo này có vẻ rất tao nhã, rất mộc mạc, nó cũng không lộng lẫy. Dưới ánh trăng, huyết cương giống như một cô công chúa kiêu ngạo, hơn nữa còn có vẻ giống như công chúa đất nước Ba Tư. Cô làm thế nào có bộ quần áo đẹp vậy? Diệp Phàm hỏi. Nhưng thật ra là khá tốt. Chính là chúng hóa thành. Huyết cương khẽ động, hơn chục con giun đang hiện ra. Những con rết nơi âm phủ này còn có tác dụng như vậy, thật là không nghĩ tới. Diệp Phàm kêu lên. Anh chắc chắn nhìn thấy tôi hấp thu rất nhiều những con rết âm phủ có phải không? Huyết cương hỏi. Ừ, trong sa mạc có người tặng cô một con gian. Rất nhiều con, có thấy người đó sao? Diệp Phàm gật đầu nói. Tôi không rõ lắm. Tuy nhiên, thật sự tôi chỉ có một con rết nơi âm phủ đang ở trong cơ thể của tôi, nó là loại vương trùng. Trong cơ thể tôi luyện ra một loại khí này không giống như nội khí người sống các anh luyện. Sau khi người nọ cho tôi thấy có thể tùy ý khống chế chúng nó. Huyết cương nói, cô có nhớ rõ người cho cô con rết âm phủ không? Diệp Phàm hỏi, không nhớ rõ. Huyết cương nói, bây giờ không phải cô thăng cấp lên phi cương sao? Diệp Phàm hỏi, cần phải tính chứ, đột nhiên tôi có thêm một đôi cánh. Đôi cánh này cũng là thịt. Huyết cương vừa nói vừa đi đến trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa tay sờ sờ cảm thấy đúng là thịt, có điểm giống với cánh của con rơi. Hơn nữa, huyết cương vừa thu lại, tự nhiên đông đông lại tự động chui vào trong nách huyết cương. Kế sát trên thân thể, nếu huyết cương không nói, căn bản hắn không thể tin được đây là một đôi cánh. Tiên sinh. Thực lực của tôi có thể đạt được đến giai đoạn đầu của tiên thiên. Còn phi cương mà nói, chắc chắn thực lực của tôi có thể đạt tới bán niệm khí. Cũng không hiểu được nguyên nhân là gì, tôi cũng không thể đạt tới. Huyết cương nói. Diệp Phàm kiểm tra một chút, cũng không phát hiện ra cái gì tinh xảo. Thân thể của huyết cương không giống với người sống. Nàng cũng không có kinh lạc, trong cơ thể chỉ có khí, loại khí này cũng không phải là nội khí. Diệp Phàm thấy cơ thể nàng có chút không linh hoạt. Mà kinh lạc cũng không giống với, tạm thời Diệp Phàm cũng không rõ nguyên nhân là sao. Huyết cương giống như tràn ngập huyền cơ. Sau khi thu huyết cương lại, không thể ngờ được mỹ nhân cá các cũng để lộ ra thân thể. Nàng là nước, cho nên đi theo Diệp Phàm đến bờ đàm thì đột nhiên đâm vào trong, lộ ra một mỹ nhân cá. Con búp bê này được làm từ xương sơm, Diệp Phàm thật sự bối rối.
Chương 3251, đại sư huynh muốn xuất quan rồi. Bộ dạng cô gái đó xấu như vậy, anh còn mang bên người làm gì? Mỹ nhân cá hỏi. Cô ấy là một cương thi, không giống như người sống, cho nên, bộ dạng cũng không giống. Tuy nhiên, tôi nghĩ cô ấy sẽ từ từ phát triển giống như người sống. Diệp Phàm nói. Cương thi là cái gì? Mỹ nhân ngư hỏi, Diệp Phàm đành phải nói đơn giản một chút, thật ra Diệp Phàm cũng không rõ lắm cương thi là cái gì. Cả hai chúng ta đều là những con rối của anh. Đột nhiên Mỹ nhân cá giống như đang rất vui vẻ. Tôi coi hai cô như bằng hữu. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Bằng hữu tốt ư. Mỹ nhân ngư đưa bàn tay ra. Đúng rồi, hình như cô không có binh khí nào. Cô thích dùng loại binh khí như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tôi không biết, trước mắt tôi chỉ có thể sử dụng cái đuôi của mình để tiễn người. Nếu muốn dùng binh khí tôi không thể ẩn núp được, bởi vì binh khí sẽ bị lộ ra, nếu cơ thể tôi ẩn núp, nhưng binh khí bị lộ ra ngoài, chẳng phải là sẽ hù dọa người sao? Mỹ nhân ngư lắc lắc đầu, bộ dạng giống như buồn rầu. Ừ, có bảo kiếm hoặc cái gì bay trên không trung, đúng thật là dọa người rồi. Diệp Phàm gật gật đầu. Tôi nghĩ, cô là do đại sư dùng phương pháp nguyệt âm chi lộ ngàn năm mà ngưng tụ thành. Bởi vì do nguyệt âm chi lộ, cho nên, cô có thể ẩn núp trong không khí mà không bị lộ ra ngoài. Chẳng qua là lúc trước đại sư không có luyện binh khí cho cô bằng nguyệt âm chi lộ. Tôi nghĩ, nếu binh khí cũng luyện từ nguyệt âm chi lộ ngàn năm, binh khí cũng có thể tàng hình được. Tuy nhiên, việc cô ẩn núp cũng là tương đối khó. Đối với cao thủ mà nói, việc che giấu thân mình cũng không có nhiều hiệu quả. Vậy anh cho tôi tìm được là được, không có binh khí, sức chiến đấu của tôi quá yếu. Thực lực của tôi là tiên thiên, nhưng tôi chiến đấu với một bán tiên thiên cũng khó khăn. Mà trên cơ thể tôi chỉ có thể dùng cái đuôi làm binh khí, khả năng bị thương sẽ cao hơn. Nếu như cái đuôi của tôi bị người đánh gãy, vậy phải làm sao bây giờ? Mỹ nhân cá giống như một cô gái tinh khiết nắm tay Diệp Phàm. Ừ, điều quan trọng là nguyệt âm chi lộ ngàn năm chỉ có ở đảo Thủy Tinh, mà hiện tại cái đảo này đã sớm chìm dưới đáy biển. Hơn nữa, cho dù là có đến trên đảo, tôi cũng không biết nguyệt âm chi lộ ngàn năm là cái gì. Hơn nữa, tôi cũng không có khả năng dùng đến. Diệp Phàm buồn rầu nói. Không sao, trước khi cha nuôi tam hóa mất có nói cho tôi biết. Nói là tất cả bí mật đều ở trên người của tôi. Đến một ngày nó sẽ hiện ra hết. Chẳng qua bây giờ tôi cũng không hiểu được bí mật này giấu ở chỗ nào trên cơ thể của tôi. Mỹ nhân ngư lắc đầu. Cứ từ từ sẽ biết. Diệp Phàm an ủi, trong lòng thằng này lại vừa động. Xem ra, muốn biết được bí mật phải khiến cho Mỹ nhân cá hàng phục mọi mặt. Cái gì, muốn trưởng lão Chu nhập ngũ, đúng là quá đáng, quá đáng quá. Dương Chấn Tử vừa nghe điện thoại của Mễ Nhất Quần liền tức giận đập thẳng xuống bàn. Việc này chắc chắn là không được. Trưởng lão Chu chính là cao thủ trẻ tuổi nhất trong phái chúng ta đạt trình độ 12 đẳng. Rất có khả năng sẽ đột phá bán thần tiên. Trưởng lão Chu là trụ cột trong phái của chúng ta. Đúng là bọn họ quá đáng, lại muốn lấy người có vai trò quan trọng của chúng ta. La Hồ Sơn hừ lạnh nói. Bọn họ đưa ra điều kiện là như thế, nếu không cho trưởng lão Chu nhập ngũ việc này người ta sẽ mặc kệ. Hiện tại người của chúng ta đang ở trong cục công an Hoành Không? Chẳng lẽ thật sự muốn đoạt sao? Vẻ mặt Mễ Nhất Quần đau khổ. Ôi, bây giờ việc này Ngọc Trấn cũng để tâm. Thực sự anh ta cũng không giúp được gì, chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Hơn nữa, nếu liên quan đến tổ đặc nhiệm A, hiện tại người ta cũng theo dõi. Nếu như chúng ta không chịu đến lúc đó người ta sẽ giải quyết việc chung. Ngọc Trấn nói qua, đúng theo pháp luật, toàn bộ bọn Hồng Đường Tử sẽ phải ngồi tù. Chẳng lẽ thật sự cho 20 mấy đệ tử của chúng ta ngồi tù? Phái Côn Lôn chúng ta. Còn muốn đứng trong thế giới võ thuật nữa hay không? Bây giờ còn có thể giữ bí mật được việc này, một khi truyền ra, chúng ta còn mặt mũi nào chứ? Ngọc Hồng Đông thở dài. Còn có một vấn đề, tổ đặc nhiệm A muốn trưởng lão Chu nhập ngũ, còn về phía Diệp Phàm cũng rất kiên quyết, nói là chúng ta phải đưa 300 triệu mới có thể xử lý xong việc này. Mễ Nhất Quần nói, 300 triệu, Diệp Phàm hắn cũng dám nói ra, tôi thấy hắn không sợ gió lớn. Trên mặt La Hồ Sơn lộ vẻ phẫn nộ. Một chút biện pháp tổ đặc nhiệm A cũng không có sao. Không phải nói quyền lực của bọn họ rất lớn sao. Làm sao ngay cả Diệp Phàm cũng không làm gì được. Chẳng qua chỉ là tổng giám đốc một xí nghiệp. Chẳng lẽ ngay cả lời nói của quan lớn trong chính phủ cũng không nghe sao.
Dương Chấn Tử hừ lạnh nói. Bây giờ là xã hội pháp chế, Diệp Phàm cứng rắn tổ đặc nhiệm A cũng không có biện pháp nào. Hơn nữa, lãnh đạo bên kia nói, đầu tiên Diệp Phàm nói là phải 700 triệu, bây giờ chỉ còn lại có 300 triệu, đây là điều quan trọng. Mễ Nhất Quần nói, tôi thấy hắn là người xảo trá rất đắc ý có phải hay không? La Hồ Sơn hừ nói. Đúng lúc này, một lão gia vội vã tiến vào. Người này là Khổng Trường Sinh, trưởng lão ngũ. Chúng ta không cần phải lo lắng gì cả, đại sư huynh phải xuất quan. Vẻ mặt Khổng Trường Sinh vui mừng nói. Bây giờ sao? Dương Chấn Tử chấn động, hỏi. Ha ha, Dương Chấn Tử, lão tứ, lão ngũ, mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện gì? Lúc này, có một tiếng cười từ bên ngoài đi vào. Trời ơi, đại sư huynh, chúng tôi đang chuẩn bị đi nghênh đón anh xuất quan đây. Dương Chấn Tử nhanh chóng đứng lên. Nghênh gì mà nghênh, đều là người trong nhà cả. Các cậu đang nói chuyện gì, làm sao vẻ mặt mọi người đều đau khổ vậy? Đại sư huynh Võ Đăng Vệ Sơn ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo hỏi. Ôi, đại sư huynh, lần này chúng ta gặp chuyện phiền toái rồi. Vẻ mặt Dương Chấn Tử nhăn lại. Chuyện phiền toái, là chuyện gì? Võ Vệ Sơn hỏi luôn, vì thế, Mễ Nhất Quần đem chuyện nói ra. Tổ đặc nhiệm A muốn lão cửu Chu Phi nhập ngũ, chúng ta không cần phải đi cầu xin bọn họ, tự mình giải quyết việc này là được. Võ Vệ Sơn hừ nói. Căn bản là chúng ta không có biện pháp nào để giải quyết việc này, cái tên Diệp Phàm của tập đoàn Hoành Không chính là một tảng đá thối. Người này quá kiêu ngạo, căn bản là trong mắt không coi phái Côn Lôn chúng ta ra gì. Phỏng chừng còn tưởng rằng chúng ta là giang hồ. Mễ Nhất Quần nói, muốn kết thúc, Diệp Phàm phải bóp cổ chúng ta sẽ bóp cổ người để xử lý là được. Trên mặt Võ Vệ Sơn lạnh tanh như dọa người. Việc này chỉ sợ không được, hiện tại bây giờ mọi người đều nhìn chằm chằm. Chúng ta vừa ra tay, Diệp Phàm có bị làm sao, người đầu tiên bọn họ nghi ngờ chính là chúng ta. Chuyện này, tôi nghĩ cần phải thận trọng một chút, đặc biệt là tìm ra mấu chốt quan trọng. Mễ Nhất Quần lắc lắc đầu. Nghi ngờ cái dám ý. Vũ Vệ Sơn đập bàn, hừ nói. Hắn thành người thực vật rồi làm sao trông coi được chuyện của chúng ta. Chúng ta có thể giữ lại cái mạng nhỏ cho hắn, nhưng mà, sẽ khiến hắn vĩnh viễn không nói được. Chỉ cần Diệp Phàm bị ngã, tập đoàn Hoành Không sẽ rất dễ xử lý. Các cậu càng sống càng nhát gan. Sợ gì bọn chúng, các cậu như thế nên mới để cho bọn họ ăn hiếp. Về việc động thủ tay chân, đây không phải là một bữa ăn sáng. Diệp Phàm một cán bộ, hẳn là sẽ có khả năng chống cự lại chúng ta. Dường như Diệp Phàm cũng có mấy tay. Mễ Nhất Quần nói. Có mấy tay hữu dụng. Võ Vệ Sơn cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, lần này đại sư huynh bế quan sau nửa năm đi ra. Có phải là rất viên mãn không? Mễ Nhất Quần cười nói. Ôi, thiếu chút nữa đột phá đến giai đoạn niệm khí. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ đạt tới đại viên mãn. Võ Vệ Sơn chống cằm. Sau đó liếc mắt nhìn toàn thể anh em một cái. Được rồi. Đột nhiên Dương Chấn Tử đập bàn. Ha ha ha, rồi mới hướng đầu thôi. Ai dám làm nhục phái Côn Lôn chúng ta. Diệt hắn không cần thương lượng. Võ Vệ Sơn điên cuồng cười lớn, ra vẻ dường như thiên hạ không có cao thủ. Buổi tối ngày hôm sau, Diệp Phàm mang theo Mỹ Nhân Cá đi thẳng đến Thông Thiên Hà. Tìm một nơi thật hẻo lánh rồi dừng lại. Bởi vì, hắn muốn cho Mỹ Nhân Cá vui vẻ. Thông Thiên Hà lớn như vậy, Mỹ Nhân Cá có thể thoải mái vẫy vùng trong sông. Quả nhiên, vừa nhìn thấy sông lớn Mỹ Nhân Cá đã vui mừng đến phát cuồng lên. Liền phi xuống, hiện ra là một Mỹ Nhân Cá. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Phàm dừng lại, nhìn cỏ lau ở bờ sông. Các hạ xuất hiện đi. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Đề phòng cao vậy. Có một giọng nói có vẻ thương ách truyền đến, Diệp Phàm phát hiện, có một người ở trong cỏ lau đứng lên. Trên đầu đội mũ rơm, trên người mặc một chiếc áo không hoàn toàn giống áo đạo sĩ. Quần áo trên người thật giống như là một người nông dân cổ đại. Người này lại có thể ngồi bên trong cỏ lau, nhẹ nhàng như không có gì. Thân thể còn có thể nhẹ nhàng cưa theo chiều gió. Khinh thân đề thuật túng này, đích xác đủ độ điêu luyện. Các hạ là... Diệp Phàm giữ bình tĩnh, nhìn đối phương, biết hôm nay gặp phải cao thủ, hơn nữa, người này đã theo dõi mình từ lâu. Nhất định là không hẹn mà đến. Võ Vệ Sơn của phái Côn Lôn, Hồng Đường Tử là con của tôi. Vũ Vệ Sơn nói, tuy nói phái Côn Lôn là đại phái võ học, nhưng không sống chết cấm kết hôn.
cho nên, bọn họ vẫn mặc quần áo đạo sĩ và luyện công bình thường. Lúc này Diệp Phàm mới nhớ tới việc này. Mà Hồng Đường Tử còn là đệ tử của trưởng môn Dương Chấn Tử, mà anh ta cũng là con trai ruột của Võ Vệ Sơn. Võ Vệ Sơn là đại sư huynh trong các trưởng lão, cũng là lão đại trong Côn Lôn Thập Tử, công lực cũng cực mạnh. Cho nên, Hồng Đường Tử ỷ vào mối quan hệ với hai người trong phái và thật sự rất kiêu ngạo. Vốn 20 anh em kia không muốn đến Hoành Không đập phá, tuy nhiên, có khi Hồng Đường Tử dùng thủ đoạn, cuối cùng, cũng phải đi theo anh ta. Hồng Đường Tử tự làm tự chịu, đã có pháp luật đứng ra trừng trị. Tuy nhiên, các hạ đi theo tôi rốt cuộc là muốn làm gì? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Ha ha ha. Đột nhiên Võ Vệ Sơn cười ha hả, khiến cho cỏ lau bị ép ngã xuống hàng loạt. Đây là khoe khoang sức mạnh của bản thân, Diệp Phàm cũng âm thầm cảnh giác. Bởi vì, nhìn loại khi này có thể phỏng đoán được, Võ Vệ Sơn có thực lực giống như của Thiên Hà Hoành Đoạn, là thuộc loại cao nhất của tiên thiên cường giả. Các hạ cười cái gì? Diệp Phàm vẫn thản nhiên hỏi. Tôi rất bái phục, một cán bộ trẻ tuổi như vậy đứng trước mặt lão phu mà không có sợ tới mức tè ra quần. Cậu đã học qua kỹ năng, tuy nhiên, trước mặt lão phu cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Người thanh niên, đừng tưởng rằng trên đầu có chiếc mũ ô sa mà quần chúng như chúng tôi sợ. Thật là đáng chê cười, trong võ thuật truyền thống Trung Quốc, quan chức là cái gì, đồ vô dụng không phải biểu diễn. Võ Vệ Sơn nói đến đây cố ý dò xét Diệp Phàm, hy vọng có thể phát hiện ra sắc mặt của Diệp Phàm. Tuy nhiên, thấy vẻ mặt của Diệp Phàm vẫn rất bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi. Lão già này không khỏi có chút buồn bực, di chuyển người đi. Chương 3252, đây là cao thủ đấy. Các người mỗi ngày cúi đầu không phải vì chiếc mũ quan của mình ngày càng cao hơn hay sao? Đâu được tự do tự tại như chúng tôi. Hơn nữa, muốn đánh thì đánh, muốn uống thì uống, muốn ngủ thì ngủ. Đừng có nói pháp luật gì gì đó trước mặt Võ Vệ Sơn tôi, đều vô ích thôi. Đơn giản mà nói, hôm nay tôi giết cậu là chuyện quá đơn giản, từ nay về sau Diệp Phàm cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Bởi vì, bọn họ sẽ không thể tìm được bất cứ bộ phận nào của cậu, như vậy thì liên quan quái gì đến Võ Vệ Sơn tôi. Đây là chuyện cao thủ có thể làm được, đây là cao thủ có biết không? Trong mắt Võ Vệ Sơn hiện lên vẻ khinh thường nói. Vậy ông đã giết bao nhiêu người? Diệp Phàm thản nhiên nói, khiến cho Võ Vệ Sơn rất tức giận. Cậu tưởng tôi là kẻ cuồng giết người có đúng không? Đây chỉ là một ví dụ, lão phu chỉ giết những kẻ đáng giết mà thôi. Người trẻ tuổi, lão phu hỏi cậu một câu cuối cùng, chuyện Hồng Đường Tử cậu có thể nhẹ tay không? Võ Vệ Sơn nói với giọng hạ mệnh lệnh. Các hạ đang uy hiếp tôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, đột nhiên cười lên một tiếng, nói tiếp. Ông là cao thủ tôi thừa nhận. Tuy nhiên ở đời núi này cao hơn núi khác. Các vị là cao nhân, không sai. Nhưng trên đời này còn có người quản lý những cao nhân này. Nếu không, các vị muốn giết ai là giết thì không phải thế giới này sẽ loạn sao? Cho nên, ông nói giết người các ông có thể làm được. Nhưng các ông có dám không? Không phải Diệp Phàm tôi khinh thường các ông, nhưng các ông cũng phải tuần hoàn theo cuộc sống quy tắc. Chỉ cần các ông làm chuyện gì, đều sẽ lộ ra vết tích. Những dấu vết này đối với công an mà nói đương nhiên là không điều tra ra được. Nhưng đối với cao thủ đặc biệt quản lý các ông thì chỉ là chuyện nhỏ. Cho nên, ông đừng có coi tôi là trẻ con lên ba. Tôi thấy cái miệng của cậu vừa thối lại vừa cứng, hãy vả vào miệng 10 cái để con ta hết tức giận trước rồi tính sau. Võ Vệ Sơn phẫn nộ rồi, tay đã vung lên. Tuy nhiên, Diệp Phàm nhẹ nhàng tránh qua, Võ Vệ Sơn sửng sốt, hừ nói. Không ngờ các hạ lại là một cao thủ quốc thuật TQ trà trộn trong quan trường, thảo nào mà mạnh miệng như vậy. Tôi cũng biết nguyên nhân Hồng Đường Tử bị bắt rồi. Tuy nhiên, hôm nay cậu đích thực là có tài, nhưng ở trước mặt Võ Vệ Sơn tôi, chẳng là cái gì cả. Võ Vệ Sơn nói xong, cả người đứng thẳng dậy, giống như một con chim lớn, bổ nhào về phía Diệp Phàm. Nhất thời, sóng khí chấn động, dãy cỏ lau cách xa Diệp Phàm vài trăm mét cũng nghiêng ngả, một đường đao sắc bén lao đến nhanh như chớp. Diệp Phàm vừa thấy, biết lão già này nội khí hùng hậu, không phải là sức mà mình có thể chống đỡ được. Cho nên bức công lại được thi triển ra. Tuy nhiên, Võ Vệ Sơn lần này lại không cho Diệp Phàm cơ hội. Trường đao từ trên không trung đi xuống không ngừng tấn công về phía Diệp Phàm, toàn thân Diệp Phàm đều bị khí sóng của trường đao phong tỏa. Bởi vì tốc độ của Võ Vệ Sơn thực sự rất nhanh. Diệp Phàm đã không còn đường lui nữa rồi. Tay hắn vung lên,
một lưỡi đao như lá liễu phi thẳng về phía Võ Vệ Sơn. Chính là cái này. Võ Vệ Sơn cười lạnh, tay lão chìa ra, những mũi đao như lá liễu kia cắm thẳng vào những thân cỏ lau, phát ra tiếng kêu tạch tạch. Diệp Phàm nhân cơ hội này, xoay vòng một cái, huyết trích từ từ không trung như những cánh sen lao lẳng vào Võ Vệ Sơn. Còn có cái này nữa. Đây không phải là thứ đồ chơi của Ung Chính hay sao? Cũng thật trùng hợp, Hồng đạo tử đặc biệt thích thứ này. Võ Vệ Sơn ngây người, hai tay như muốn kéo huyết trích tử qua. Huyết trích tử đúng là nghe lời ông ta. Khi tay Võ Vệ Sơn bắt được huyết trích tử, đột nhiên vang lên tiếng két. Võ Vệ Sơn cúi đầu nhìn, nhất thời sắc mặt trở nên xanh mét. Bởi vì lão phát hiện ngực như bị trúng vật gì đó, quần áo không ngờ bị cắt rách ra. Lão già này tức giận, tay chà sát, một vật hình chữ thập bay ra, xoay tròn nhằm thẳng hướng Diệp Phàm mà đi. Diệp Phàm muốn né ra, nhưng vật này có năng lượng như khóa hồng ngoại không thể né ra được. Nhìn thấy vật này ngay trước mắt, Diệp Phàm đành phải giơ tay lên xả về phía dòng sông, một đường lực lớn đi ra, một tiếng giòn tan vang lên. Nước từ dưới sông tạt lên không trung, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bức tường nước va chạm với vật hình chữ thập kia. Cái này ngươi cũng biết sao? Võ Vệ Sơn càng đánh càng chấn kinh, không thể tưởng tượng được người này lại khó chơi như vậy. Bộp một tiếng, bức tường nước bị vật hình chữ thập làm thủng một lỗ to như cái chậu rửa mặt, từ đó nhằm thẳng phía Diệp Phàm mà lao tới. Võ Vệ Sơn phải đòi được mặt mũi, lần này xuống tay không hề nể tình chút nào. Thái cực âm dương quyền đi ra, khí nước của sông bị đập chúng tách ra rồi ngưng tụ thành một vật hình cầu. Tuy nhiên đã quá muộn rồi. Thứ binh khí hình chữ thập kia vẫn cắt két một tiếng. Sắc mặt Diệp Phàm cũng khá khó coi, đùi cũng bị trượt qua, nhưng may mắn là chỉ rách một miếng quần. Tuy nhiên, vật chữ thập kia vẫn giống như một cỗ xe xoay tròn truy kích đến. Vật này thật sự là đáng ghét. Nhất Tiêu Hồng ra, loảng xoảng một tiếng đánh vào vật chữ thập, khiến nó bị bay lệch sang một bên. Tuy nhiên, Nhất Tiêu Hồng cũng bị đánh rơi vào trong nước. Diệp Phàm cũng không kịp tiếc rẻ Nhất Tiêu Hồng của mình. Nhanh chóng nhét một viên dung dưỡng hoàn vào miệng rồi lao mình xuông dòng sông. Ngư long thập bát biếm trong nước vân có thể phát huy tác dụng. Bởi vì bản thân nó được sinh ra từ nước. Ngươi có là con cá thì hôm nay Võ Vệ Sơn ta cũng phải nướng. Võ Vệ Sơn đạp lên mặt nước. Năng lực cảm giác của lão già này cũng rất độc đáo. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nơi trú thân của Diệp Phàm. Giá chữ thập xoay tròn trong nước, giống như chiếc quạt nhằm thẳng Diệp Phàm mà đi. Két vài tiếng. Diệp Phàm liên tiếp bị đâm mấy nhát. Tuy nhiên Võ Vệ Sơn hình như muốn trêu tức Diệp Phàm, trước tiên là nhẹ nhàng, lão muốn trêu tức chán rồi mới trừng trị. Diệp Phàm nhờ vào ngư long thập bát biến mà trốn tránh. Ha ha! Võ Vệ Sơn kiêu ngạo cười, một tay khống chế Diệp Phàm bị giá chữ thập truy kích. Lão già này sảng khoái vô cùng. Đúng lúc này, Nhất Tiêu Hồng bỗng bật lên không trung. Thứ đồ chơi này! Võ Vệ Sơn căn bản không thèm chấp. Còn tưởng rằng là Diệp Phàm đánh lén. Tuy nhiên, thật sự quỷ dị, hai thành công lực của Võ Vệ Sơn bổ về phía Nhất Tiêu Hồng. Vật này không ngờ lại có thể xuyên thấu trưởng lực của mình. Sát một tiếng, Võ Vệ Sơn mặt đỏ bừng, bởi vì xương sườn trái đột nhiên bị xuyên thấu, máu tươi chảy ra. Tuy nhiên, Võ Vệ Sơn dù sao cũng là cao thủ, trong nháy mắt dồn lực lớn đập lên Nhất Tiêu Hồng. Choàng một tiếng, điều khiến Võ Vệ Sơn khiếp sợ chính là lúc Nhất Tiêu Hồng rơi vào trong nước thì sóng nước bắn lên tung tóe như người nhảy xuống vậy. Võ Vệ Sơn thật sự không rõ, Nhất Tiêu Hồng nhỏ như vậy sao có thể tạo ra bọt sóng như vậy. Lão già này còn tưởng là do tác động của trưởng lực của mình. Nhưng thực tế không phải vậy, lúc Nhất Tiêu Hồng rơi vào nước đã bị Mỹ Nhân Ngư cuốn lấy. Vừa rồi trưởng lực của Võ Vệ Sơn khiến Mỹ Nhân Ngư bị thương, cả người bổ nhào xuống nước, Diệp Phàm rất rõ. Người này phẫn nộ đến cực điểm. Cả người giống như một con cá nhảy lên mặt nước. Hai chân đạp lên mặt nước, một quyền đập về phía trước. Bóng nước ở trước mặt bùng nổ. Được lắm. Võ Vệ Sơn cười lạnh, tứ quyền trên không trung tung ra. Ầm một tiếng, nhất thời, ép ra một cột nước cơ ơ đến hơn 10 thước. Mà Diệp Phàm thì phun máu tươi, cả người bị Võ Vệ Sơn đánh cho phải lui lại mấy chục bước. Diệp Phàm giống như điên cuồng, lại bùng nổ lên, một quyền đập về phía Võ Vệ Sơn. Lão già này cười lạnh một tiếng, rõ ràng không phải cần đến binh khí chữ thập. Phải dùng trưởng lực trực tiếp cho Diệp Phàm thừa sống thiếu chết đã rồi tính sau. Tứ quyền mang theo khí óng trong không trung hình thành một cơn gió lốc bằng hơi nước, hung hăng đánh lại.
Tuy nhiên đúng lúc này, Võ Vệ Sơn đột nhiên cảm thấy hai chân mình căng cứng, giống như bị vật gì đó kéo lấy vậy. Lão già này muốn lao mình lên trên, tuy nhiên giờ phút này lực kéo lại rất lớn. Bên này có 8 thành công lực đều đang đối phó Diệp Phàm, trong lúc chưa phòng bị đã bị lực phía dưới kéo xuống nước, đến chỗ đầu gối. Bởi vì hai chân bị khống chế, lúc này quyền cương của Diệp Phàm đến rồi. Võ Vệ Sơn vừa phải phòng vệ phía dưới, chống đỡ phía trên, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Mà cơ hội khó có được, dầm một tiếng nổ vang. Lần này Võ Vệ Sơn vì hai chân bị khống chế nên không làm gì được, cả người bị Diệp Phàm ép trên không trung, lúc này nước đã tới rốn. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng bị phản chấn phun huyết rồi bị ngã xuống nước cách đó chục mét. Đúng lúc này, Võ Vệ Sơn cảm giác hình như có một con dao đang cắt hai chân của mình, lão già này còn tưởng rằng đã gặp phải thủy quái. Nhanh chóng bước trưởng xuống nước, tuy nhiên, Diệp Phàm không hề nao núng từ không trung đạp lại. Đi chết đi! Võ Vệ Sơn phẫn nộ tới cực điểm, mặc kệ trong nước, hai tay nắm chặt, một đường quyền tỏa ra ánh sáng màu hồng nhắm thẳng vào người Diệp Phàm. Bịch! Cứng rắn chạm vào nhau, Diệp Phàm phun huyết, còn Võ Vệ Sơn được lợi, nhưng người vẫn bị nhấn chìm xuống. Đúng lúc này, một bóng đen hiện lên trên không trung, Võ Vệ Sơn chưa kịp phản ứng, cảm thấy bả vai mình bị nện một cái, nhất thời, cả người bị nhấn sâu vào trong nước. Mà vật trong nước và vật trong không trung lúc này vẫn phát lực, cùng với Võ Vệ Sơn đi vào trong nước. Chương 3253, đánh rắn dập đầu. Trong chốc lát thế Võ mất đi căn bản, nhất thời, cảm giác trên người rất đau đớn, giống như bị đánh từ nhiều chỗ. Mà Diệp Phàm vươn người, còn rơi chui vào trong nước, huyết cương và mỹ nhân ngư ôm Võ Vệ Sơn không muốn sống, Võ Vệ Sơn nhất thời không thể dùng tay chân. Bởi vì huyết cương dùng lực tương đối lớn, hơn nữa da dày thịt béo. Ngoài ra nó căn bản không cần thở, cho nên, căn bản là không sợ nước, mà mỹ nhân ngư lại càng không sợ nước, hai người kẹp lại, Võ Vệ Sơn thảm rồi. Mà lúc này đúng là cơ hội, con rơi của Diệp Phàm hóa thành một phen nội khí giống như đao trong nháy mắt đã đến trước mặt Võ Vệ Sơn. Két! A! À. Dưới sông truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Võ Vệ Sơn, trên vai đầy máu tươi, một dòng nước cũng đầy máu tươi, lão già này thiếu chút nữa tức nghẹn. Lão già này dùng chút sức lực cuối cùng bắn người lên cao, đá một cước vào huyết cương. Nhưng, huyết cương không ngờ không sợ chết cứ ôm chặt lấy phần eo của Võ Vệ Sơn. Mỹ nhân ngư bên cạnh dùng giống như một đôi kéo đâm về phía đùi Võ Vệ Sơn. Tuy nói chỉ là kéo, nhưng Mỹ nhân ngư có năng lực tiên thiên, uy ực vô cùng lớn. 3. Võ Vệ Sơn dùng lực đá huyết cương xuống sông, nhưng nắm tay Diệp Phàm cũng tới rồi. Một quyền sắc bén từ xa đập trên đầu Võ Vệ Sơn. Nhất thời giống như đánh trúng kim loại vậy, loảng xoảng một tiếng giòn tan vang lên. Võ Vệ Sơn cảm giác cổ bị xé rách, đau đớn truyền đến, đầu giống như đột nhiên bị người ta kéo dài vậy. Toàn bộ cổ đều là máu tươi, lão già này nghĩ đến cổ bị chặt đứt, sợ tới mức nhanh chóng liều mình lao xuống sông. Nhưng sau lưng đã lại trúng một cước đánh rắn dập đầu của Diệp Phàm. Lão già này giống như một viên đạn bay ra ngoài, cả người đầy máu tươi, mà chân đã bị kéo rách lộ ra một đoạn xương trắng, máu tươi phun ra. Diệp Phàm cũng không bỏ qua ông ta, cuối cùng bóng người hai tay ôm quyền tạo thành chữ thập đâm qua. Dầm một tiếng, Võ Vệ Sơn tốc độ lại nhanh hơn không ít. Bởi vì, bị Diệp Phàm đâm cho đau, sau đó bỏ thêm một hỏa tiễn, chỉ sợ bốc khói. Lúc này Võ Vệ Sơn chỉ lo chạy trối chết, một cái kính liều mình hướng về phía bờ biển, giống như một trận gió, tốc độ đó, tuyệt đối là hơn bay gấp 10 lần. Trong chớp mắt cũng chỉ còn lại một điểm nhỏ, đương nhiên, lúc này căn bản là Võ Vệ Sơn không giống như là một cao thủ, hoàn toàn là một kẻ trộm bị truy đuổi. Diệp Phàm cũng bị trọng thương, căn bản mất đi năng lực truy kích. Vì thế nhanh chóng lao xuống sông cứu huyết cương lên. Lên bờ kiểm tra thương thế. Không lâu Bao Nghị và Lam Tồn Quân cũng đã đến rồi. Huyết cương tạm thời ngất đi, Diệp Phàm khống chế nó để tránh làm cho hai người sợ hãi. Thấy Diệp Phàm cả người toàn là máu, Bao Nghị cũng sợ hãi, nhanh chóng cùng Khương Quân dìu hắn chạy. Các anh lui ra, tôi đến đây. MNN vội đến độ khóc lên, đẩy Bao Nghị ra cõng Diệp Phàm lên. Bởi vì Mộc Nguyệt Nhi công lực mạnh hơn Bao Nghị cho nên chạy nhanh hơn nhiều. Đại sư huynh sao lại có thể như vậy? La Hồ Sơn thấy Võ Vệ Sơn cả người đầy máu cũng sợ đến tái mặt. Hồ Sơn, nhanh rút thôi, nhanh lên. Võ Vệ Sơn hình như hết sức, nói xong liền hôn mê.
La Hồ Sơn nhanh chóng cùng Ngọc Hồng Đông có người bỏ chạy, không lâu sau lái xe chạy như điên. Ngay cả đại sư huynh cũng bị người ta làm thành ra như vậy, hai người căn bản là không đủ nhìn. 30 kế, chuồn là thượng sách. Điều này sao có thể? Ngọc Hồng Đông vừa kiểm tra vết thương vừa nói. Rốt cuộc sao lại thế? La Hồ Sơn cũng nghi ngờ khó hiểu, vừa rồi vốn là cùng đi. Nhưng Võ Vệ Sơn không cho đi theo, nói là một quan viên bình thường, ông ta nâng ngón tay cũng có thể giải quyết. Bình thường Võ Vệ Sơn cũng rất bá đạo, chín sư đệ khác ở Côn Lôn để sợ ông ta. Nhưng bọn họ cũng biết đi theo không có tác dụng gì, với thực lực tiên thiên đại viên mãn của đại sư huynh chẳng lẽ còn sợ một cán bộ quèn sao? Không thể tưởng tượng được, không ngờ lại thành thảm thiết. Diệp Phàm được đưa vào bệnh viện. Võ Vệ Sơn cũng phải đưa vào viện. Tổ đặc nhiệm A chấn động. Là ai làm vậy? Cung Khai Hà nửa đêm cau mày vội vàng đến trụ sở tổ. Không rõ lắm, lúc ấy đồng chí Diệp Phàm tự mình đến bờ sông Thông Thiên, nghe nói hắn chọn nửa đêm ra bờ sông luyện công. Lúc này không thể tưởng tượng được lại xảy ra việc lớn. Kế Viễn vẻ mặt ngưng trọng nói. Có thể là phái Côn Lôn không? Cung Khai Hà hỏi. Vừa rồi tôi đã hỏi qua đồng chí theo dõi phái Côn Lôn. Nói là không phát hiện người xuống núi. Kế Vĩnh Viễn nói. Phát hiện, có thể phát hiện cái gì? Cao thủ của phái Côn Lôn có thể đánh Diệp Phàm bị thương xuống núi, bọn họ còn có thể phát hiện sao? Cung Khai Hà hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi, Diệp Phàm bị thương như thế nào? Vết thương bên ngoài rất nhiều, nhưng nội thương nhất thời không thể kiểm tra. Kế Vĩnh Viễn nói. Anh lập tức đến Tổng quân y viện, mời họ cử chuyên gia xuống. Nếu thật sự không được sẽ chuyển viện về Bắc Kinh. Cung Khai Hà nói. Ôi, việc này lại thành tôi đi trước. Kế Vĩnh Viễn thở dài. Dù như thế nào, việc nãy cũng không thể không liên quan đến phái Côn Lôn. Sáng sớm mai cử người đến thử họ một chút. Nếu quả thật là phái Côn Lôn làm, tôi không tha cho họ được. Cung Khai Hà một quyền đập xuống bàn, sau đó nhìn Thôi Kim Đồng, nói. Việc này do anh đi truyền lời. Được, tôi sẽ đi ngay đêm nay. Bọn người kia cũng quá cản rỡ. Đây là bạo ngược điển hình. Thôi Kim Đồng cũng gật đầu nói. Đối với những phái lưới có lịch sử lâu đời này, có cáo thủ căn bản là coi pháp luật không tồn tại. Đất nước tuy lớn, nhưng đối với những cao thủ này quản lý họ cũng khá khó. Bọn họ công lực cao, đến mức đến không bóng, đi không dấu vết. Môn phái đương nhiên có thể tìm tới, nhưng không có chứng cứ cũng không làm gì được họ. Cho nên, để tổ A mạnh hơn, thì chuyện gia tăng cao thủ là chuyện chúng ta phải làm. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc. Ôi! Thôi Kim Đồng gật gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm trọng. Việc này trong vòng một tiếng đã đến tai bạn của Diệp Phàm. Vương Nhân Bàng, Phí Nhất Độ vội vàng đến Hoành Không. Mọi người nhất thời còn nói dối Kiều Viên Viên, tránh cô lo lắng. Hồng Tà cũng đến đó. Côn Lôn chấn động. Trương Môn Dương Chấn Tử vẻ mặt xa sầm ngồi trên ghế một lúc sau không nói nên lời. Đại sư huynh vẫn mê man bất tỉnh, đã chuyển đến bệnh viện số 1 Côn Đức. Theo bác sĩ chuẩn đoán bước đầu, có lẽ là não có vấn đề. Theo phim chụp chủ tịch có thể thấy, não của đại sư huynh có một khối máu tụ. Hơn nữa, khối máu này khá lớn, số lượng cũng không ít. Nếu trong vòng 24 giờ có thể tỉnh lại được, có lẽ còn được. Bác sĩ chuẩn đoán bị vật nặng đánh trúng. Lão ngũ của phái Côn Lôn Khổng Trường Sinh vẻ mặt lo lắng nói. Nói đều là như vậy. Không phải vật nặng mà thành như vậy. Nhưng thật sự không được thì chuyển đến Phổ Hải đi, nơi đó điều kiện tốt hơn. Dương Chấn Tử vẻ mặt lo lắng, vất vả lắm đại sư huynh mới đột phá đến tiên thiên đại viên mãn, không thể tưởng tượng được lại xảy ra việc này. Việc này chắc chắn không thể không liên quan đến Diệp Phàm. Với năng lực của đại sư huynh, Diệp Phàm sao có thể đánh ông ấy bị thương như vậy? Hơn nữa, bác sĩ đã kiểm tra qua, không phát hiện dấu vết của súng ống. Khổng Trường Sinh nói, có thể là Diệp Phàm mời đến cao thủ nào đó, nhưng hắn làm sao có thể biết chúng ta đến. Hơn nữa, có thể gây tổn thương cho cao thủ như đại sư huynh, trên đời này còn có mấy người. Dương Chấn Tử trong lòng loạn thật sự. Gần đây phái Côn Lôn xảy ra nhiều chuyện thật sự khiến trưởng môn như y hao tổn tâm trí. Có thể là kẻ thù của chúng ta đánh lén không? Khổng Trường Sinh hỏi, trước khi đại sư huynh tỉnh dậy, mọi việc đều có thể. Dương Chấn Tử gật đầu nói. Buổi chiều ngày hôm sau, Thôi Kim Đồng đến núi Côn Lôn. Mà Mễ Nhất phụ trách ngoại giao đã chạy về núi Côn Lôn, Võ Vệ Sơn đã phải chuyển đến bệnh viện ở Phổ Hải.
Thôi Kim Đồng lấy thân phận quân nhân gặp phái Côn Lôn. Tướng quân Thôi, chúng tôi hiện giờ rất nhiều việc, căn bản là không có thời gian tán gẫu với ông chuyện nhập ngũ. Dương Chấn Tử vẻ mặt âm trầm. Gần đây các anh xảy ra chuyện có phải liên quan đến Diệp Phàm của tập đoàn Hoành không? Thôi Kim Đồng hỏi, nhất thời Dương Chấn Tử sửng sốt, hóa ra người ta cũng biết. Tướng quân Thôi, anh nói vậy có ý gì? Chúng tôi không rõ ràng lắm, Côn Lôn là đại phái mấy ngàn năm, đệ tử cũng mấy trăm người. Hơn nữa những người của phái không dưới 1.000 người, nhiều người như vậy nhiều chuyện phiền toái phải lo. Giống như một công ty phải nuôi sống hơn 1.000 người vậy, việc nhiều có phải không? Dương Chấn Tử còn muốn nói dối. Trương Môn Dương, có một số việc mặc dù nói các anh là bí mật, nhưng, chúng tôi đang làm ngành gì? Tin tưởng anh cũng nghe nói một ít, có một số việc, không cần phải nói nhiều. Thôi Kim Đồng cũng thản nhiên hừ một tiếng. Làm chuyện gì, tướng quân Thôi, nói cái gì cũng phải chú trọng chứng cứ, hy vọng tướng quân Thôi vẫn phải cẩn thận một chút. Nếu không, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của phái Côn Lôn chúng tôi. Trên đời này còn có pháp luật có phải không? Pháp luật là tối coi trọng chứng cứ. Nếu không, các anh thành người tung tin đồn rồi. Mặc dù nói các anh là cán bộ nhà nước, nhưng cũng không thể tự dưng bắt chúng tôi. Hơn nữa, các môn phái của Trung Quốc đều có liên quan. La Hồ Sơn trong lòng tức giận, xông lên nói, hơn nữa mịt mờ có ý đe dọa. Các anh dám cam đoan không có xung đột với Diệp Phàm của tập đoàn Hoành không sao? Thôi Kim Đồng cũng có chút căm tức. Bọn người này hình như có chút kiêu căng, căn bản là không coi tướng quân như ông ta ra gì. Đây chính là bệnh chung của các môn phái lớn, đều có chút coi thường nhân viên nhà nước. Bọn người kia, đều nghiễm nhiên cho mình là phái lớn, còn giữ lại một số tập tục xấu thời xưa, giống như ông đây là đệ nhất thiên hạ. Chương 3254, chính mình phải cứng rắn đứng lên mới được. Đương nhiên, tổ đặc nhiệm A cũng là quá yếu cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho những môn phái này như vậy. Như vậy, chỉ có là mình phải tự cứng rắn lên mới là hiệu quả nhất. Có một số việc tôi không muốn nói rõ ra, nhưng các anh cũng có người bị trọng thương, hiện giờ đang nằm ở bệnh viện Phổ Hải. Hơn nữa, người bị thương này còn là một trong những trưởng lão của phái Côn Lôn, đại ca Võ Vệ Sơn. Ngày hôm qua Diệp Phàm bị thương, tổ đặc nhiệm A đã chú ý đến việc này, lập tức triển khai điều tra. Phái Côn Lôn có người bị thương, đây là điều tra từ bệnh viện ra. Sau đó theo dõi. Tất nhiên là điều tra ra chi tiết. Phải biết rằng, về năng lực điều tra thì tổ đặc nhiệm A rất mạnh. Bởi vì, có nhà nước, người của họ lại nhiều. Các nơi đều có nhân viên, điều tra là rõ ràng ngay. Lúc ấy Cung Khai Hà cũng hoảng sợ, bị thương không ngờ là trưởng lão phái Côn Lôn Võ Vệ Sơn. Người này theo truyền thuyết thì đã đạt đến tiên thiên đại viên mãn, không ngờ là ông ấy bị thương. Cung Khai Hà khá nghi ngờ. Diệp Phàm làm sao có thể làm cho ông ấy bị trọng thương như vậy? Diệp Phàm không thể nào có năng lực này, tất cả việc này hình như là một điều bí ẩn. Cung Khai Hà cho rằng thực có thể có người thứ ba nhúng tay. Đương nhiên, Diệp Phàm bị thương, cũng có thể loại trừ người này là do vị sư phụ thần bí kia của Diệp Phàm. Các anh đúng là mũi chó, chúng tôi có đánh giám các anh cũng có thể đoán được. Lợi hại thật, không hổ là đội ngũ thần bí của nhà nước, La Hồ Sơn tôi bội phục. Thiếu chút nữa bội phục sát đất. La Hồ Sơn trong lòng tức giận, châm chọc nói. La trưởng lão, xin nói chuyện khách khí một chút, chúng tôi là người, hơn nữa là nhân viên cơ quan nhà nước, không phải là chó. Thôi Kim Đồng vẻ mặt cũng khó coi. Lão thôi thật muốn xông lên cho lão già này mấy quyền. Nhưng ông ta không có thực lực Nahatep, có lẽ ra tay thì chính mình sẽ là người bị đánh. Lão thôi trong lòng hận. Sau này chỉ hy vọng tổ đặc nhiệm A có thể nhanh chóng lớn dần lên, không cần nhìn sắc mặt của các đại môn phái này để làm việc. Đánh cái khác mà thôi, tướng quân thôi cũng không cần phải quá mức tích cực có phải không? Dương Chấn Tử như cười như không. Lần này tôi đến đây là truyền cho các anh một chút ý kiến của lãnh đạo chúng tôi, thứ nhất là hy vọng chuyện của các anh và tập đoàn Hoành không có thể nhanh chóng giải quyết. Thứ hai chính là để cho Chu Phi trưởng lão nhập ngũ, thứ ba là đáp ứng điều kiện của tập đoàn Hoành không. Còn có một việc rất quan trọng là chúng tôi không hy vọng hai bên tiếp tục mâu thuẫn. Nếu tình thế như vậy tiếp tục phát triển đến mức không thể cứu vãn thì lãnh đạo chúng tôi nói, ông ấy tuyệt đối không đồng ý. Đồng chí Diệp Phàm tuy là nhân viên nhà nước, nhưng nếu các anh dùng vũ lực giải quyết vấn đề này, vậy là vượt qua khả năng của người thường. Việc này, một khi các anh vận dụng vũ lực, chúng ta không thể không ra mặt giải quyết việc này. Cho nên,
hy vọng các anh có thể tuân thủ pháp luật. Dùng pháp luật để giải quyết chuyện này. Hơn nữa, lần này chuyện xảy ra với các anh chắc chắn là có liên quan đến Diệp Phàm của tập đoàn Hoành Không. Bởi vì, hắn cũng bị trọng thương hiện giờ đang nằm viện. Việc này chúng tôi đã muốn tham gia, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng chú ý. Lãnh đạo chúng tôi có chỉ thị, không hy vọng có chuyện gì xảy ra với đồng chí Diệp Phàm, nếu không, nhà nước sẽ không đồng ý. Thôi Kim Đồng nói những lời này khí phách mười phần. Chẳng lẽ để cho tập đoàn Hoành Không tùy tiện bắt nạt phái Côn Lôn chúng tôi, chúng ta lại còn phải bị động đồng ý. Các anh mang pháp luật ra để hù dọa ai? Nhà nước mạnh cũng phải nói đạo lý có phải cô. La Hồ Sơn hừ lạnh nói. Bắt nạt, ai bắt nạt đều có pháp luật giải quyết. Các anh làm sai rồi không ngờ vẫn cãi, không cần khinh thường pháp luật, bất kỳ ai cũng không được khinh thường pháp luật. Bất luận kẻ nào cũng không thể giỏi hơn pháp luật. Chúng tôi là người đứng giữa giải quyết. Đây là đều vì tốt cho các anh. Nếu các anh nhất định khư khư cố chấp thì mọi hậu quả các anh tự phải chịu trách nhiệm. Các anh có thể mời chuyên gia pháp luật, việc mấy người Hồng Đường Tử làm sẽ bị xử phạt như thế nào. Việc này nếu không thể hòa giải, hai bên đều lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, 20 mấy đệ tử của các anh chỉ sợ không thể thoát khỏi đi tù. Chúng tôi cũng là muốn tốt cho các anh mới ra mặt giải quyết. Như Chu trưởng lão mà nói, vốn ông ấy là phạm tội. Mặc dù nhập ngũ cũng là lập công chuộc tội, lấy việc này để giảm bớt hình phạt của pháp luật đối với ông ấy. Đây là nhà nước phá lệ, các anh còn không biết phân biệt. Thôi Kim Đồng hừ lạnh nói. Chúng tôi cũng phải sợ, đừng há mồm ra là nói pháp luật, ngậm mồm là nói pháp luật. Không phải chỉ đập hỏng vài thứ sao? Một vụ việc chỉ ăn nhỏ, các anh nói thành cái gì, chết người rồi sao? Phóng hỏa, cướp bóc rồi sao? Các anh nói dễ nghe là đứng giữa điều đình, trên thực tế đã quyết định từ trước rồi. Đồng chí nói chuyện phải dùng cổ tay để giữ thăng bằng mới được, nếu không chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. La Hồ Sơn giọng mất bình tĩnh. Các anh phá hủy một dự án lớn đã vượt ra khỏi một vụ việc liên quan đến trị an đến một vụ án hình sự rồi. Mà đồng chí Ngọc Trấn cũng công tác trong hệ thống công an, anh ta chẳng lẽ không nói với các anh sao? Thôi Kim Đồng hừ lạnh nói. Vụ án hình sự, anh hù dọa ai? Thực sự nghĩ lũ dân đen chúng tôi thiếu kiến thức pháp luật có phải không? Có cái gì các anh cứ nói thẳng ra là được, chúng ta tiếp chiêu. La Hồ Sơn nói. Trưởng môn Dương, ý của anh là gì? Thôi Kim Đồng tức giận đến mức không lý luận với La Hồ Sơn, nói phải trái với người mang máu giang hồ này căn bản là không thể rõ. Ai đúng ai sai pháp luật không phải đều có công luận sao? Dương Chấn Tử tức giận, chủ yếu là vì việc Võ Vệ Sơn làm cho một trưởng môn như y cũng mất bình tĩnh. Các anh cố ý không nghe thì tôi cáo từ. Thôi Kim Đồng biết nói tiếp cũng không có tác dụng gì cuối cùng chọn cách xuống núi. 3 ngày sau, Diệp Phàm mở mặt ra. Phát hiện đôi mắt của Vương Nhân Bàng không ngờ đỏ lên. Khóc gì, ông không chết được. Diệp Phàm vừa thấy hiểu ngay cười nói. Anh đó, vừa rồi như chó chết, sao lại bảo không phải, hiện giờ đã sống lại, nếu không vừa rồi đã đến địa phủ báo tin rồi, miễn người ta nhìn thấy phiền lòng. Vương Nhân Bàng vừa thấy nét vui mừng lộ rõ trên mặt. Cậu không ngờ còn mong tôi chết, ý gì hả? Diệp Phàm cười mắng, hai người đang cười nói thì mấy người Phí Nhất Độ đã đến. Ôi, một chút việc nhỏ cũng làm mọi người vất vả, thật là ngại quá. Diệp Phàm thở dài, nhìn mọi người trong phòng. Đồng chí Diệp Phàm, cậu có thể tỉnh lại là một việc rất tốt. Đồng chí Cung Khai Hà giao cho tôi đến thăm cậu, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Giọng Kế Vĩnh Viễn không ngờ có chút nghẹn ngào. Cảm ơn. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, chuyện bên phái Côn Lôn giải quyết xong chưa? Cậu còn chưa nói hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thật sự liên quan đến phái Côn Lôn? Kế Vĩnh Viễn hỏi. Diệp Phàm thuật lại câu chuyện một lần, đương nhiên giản lược rất nhiều chi tiết trong việc đấu võ. Đúng rồi, lão già Võ Vệ Sơn tình hình thế nào? Diệp Phàm hỏi. Bây giờ vẫn đang hôn mê, đang nằm ở bệnh viện Phổ Hải. Nghe nói có thể thành người sống đời sống thực vật, bởi vì, não có một khối máu tụ lớn. Mà phái Côn Lôn cũng đi khắp nơi tìm cao thủ nghĩ cách chữa bệnh nhưng hiển nhiên không có hiệu quả. Kế Vĩnh Viễn nói. Anh Diệp, phái Côn Lôn lần này thủ đoạn cũng quá xấu xa, chuyện này này chờ sau khi anh hồi phục anh em chúng ta đến núi Côn Lôn tận diệt bọn họ. Mẹ kiếp, dám ra tay với chúng ta, phái Côn Lôn thì như thế nào? Vương Nhân Bàng mắng. Đồng chí Nhân Bàng, đừng quấy rối ở đây,
hiện giờ Diệp Phàm cần yên tĩnh nghỉ ngơi, thực sự nghĩ đây là thời xưa có phải không? Hơn nữa, Côn Lôn cũng không phải là quả hồng chín như trong tưởng tượng của cậu. Tốt nhất là ngồi lại cùng nhau nói chuyện, việc này tướng quân thôi đã đều đến đó. Kế Vĩnh Viễn nhanh chóng nhắc nhở. Đến đó rồi, có lẽ là nhìn mông người ta. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Vẻ mặt Kế Viễn có chút khó coi, không đáp. Diệp Phàm vừa thấy liền hiểu được, hỏi. Có lẽ những tên kia khá kiêu ngạo đi kế tướng quân, tôi thấy, khi cần cũng phải áp dụng biện pháp mạnh, không đánh đau họ không nhớ. Đồng chí Diệp Phàm, hiện giờ dưỡng thương tốt mới là quan trọng, những chuyện khác không cần quan tâm. Hơn nữa, việc này đúng là khó giải quyết. Tổ A cũng có chút phiền toái, không biết nên làm thế nào. Mà Võ Vệ Sơn nếu thật sự trở thành người sống đời sống thực vật, tôi lo là sẽ tạo thành một bước xấu trong quan hệ của hai bên. Cho đến lúc này, chỉ sợ cũng không dễ xong việc. Cho nên, tạm thời các anh đừng gây sức ép nữa. Việc này cuối cùng phải nghĩ cách giải quyết. Kế Vĩnh Viễn nói. Lần này bọn họ khơi mào trước, hơn nữa, chuyện lần trước cũng là bọn hắn gây sức ép. Diệp Phàm tôi làm cái gì, lúc trước Thiết Phiêu Môn là vì dân trừ hại, vì đất nước. Mà Hồng Đường cùng Điền Ly Thu là bạn tốt, hiện giờ Điền Ly Thu đã về chính đạo, Hồng Đường y còn muốn khơi mào mọi việc. Chẳng lẽ Diệp Phàm tôi phải chịu đựng như thế có phải không? Mà lần này không phải mạng tôi lớn may mắn làm bị thương Võ Vệ Sơn thì có lẽ đã bị người ta giết thành tro, ai có thể điều tra ra được. Phái Côn Lôn người ta làm chính là giết người. Diệp Phàm tôi nếu nén giận xuống, thì chẳng phải sau này mỗi ngày đều phải đề phòng họ sao? Cứ như vậy còn có thể làm thế nào? Tổ làm như vậy làm cho người ta thất vọng đau khổ. Các anh không lấy lại công bằng cho tôi, không ngờ còn tới đây bảo tôi bất giận. Kế tướng quân, ông nói xem, tại sao lại có thể hết giận? Bảo tôi và người giết tôi ngồi lại với nhau, không có cửa đâu. Diệp Phàm nghiêm mặt không ngờ ngồi dậy nói. Đúng vậy, chúng tôi phải giết chúng. Ngưu Bá kêu lên. Cậu đừng đứng bên cạnh thêm vào cho nhiễu, đừng loạn thúi lắm. Kế Viễn tức giận đến mức văng tục. Tôi nào có. Ngưu Bá cảm thấy oan ức, nhưng cũng biết người này không dễ chọc, nên chịu đựng. Cậu còn không có. Đồng chí Diệp Phàm, tôi thấy cậu phải để ý những người bạn này của cậu. Kế Viễn trừng mắt. Lão Kế, tôi có trêu chọc anh đâu. Kế Viễn nói làm nhiều người tức giận, vì trong phòng có nhiều bạn bè của Diệp Phàm. Vương Nhân Bàng không vui đầu tiên. Đúng rồi, chúng tôi cũng chưa nói, còn chưa lên tiếng. Phí Nhất Độ cũng lên tiếng. Ôi, trên đời này còn chưa lên tiếng, đều phải bị người ta mắng, tôi vẫn làm người câm rồi. Đường Thành cũng tới thêm phiền. Chương 3255, thảo phạt Côn Lôn. Kế Vĩnh Viễn nhất thời tức giận nói không nên lời, nếu nói tiếp có lẽ bị vây lại. Kế Vĩnh Viễn biết tính tình của mấy người kia, đến lúc bọn họ không coi tướng quân như ông ta là tướng quân. Hơn nữa ở đây có mấy người Phí Nhất Độ, Vương Nhân Bàng, Đường Thành. Tốt lắm, ít nói hai câu đi. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, ý của tổ không phải là trông nom mà là muốn cậu hoàn toàn khôi phục xong sẽ nghĩ cách khác giải quyết. Hơn nữa, Diệp Phàm phải biết tầm quan trọng thân phận của mình. Nếu bị thương thì tổ tổn hại không dậy nổi. Lần này, tổ đã bảo thôi tướng quân lên núi cũng đã cảnh báo họ. Bọn họ tuy nói mạnh miệng, tin tưởng mất đi quyền uy bọn họ cũng thu lại một ít. Hơn nữa, lực lượng uy hiếp của tổ vẫn còn đó. Phái Côn Lôn hẳn sẽ không phải là một đám người thiếu kiến thức pháp luật. Kế Vĩnh Viễn nói. Nói những thứ này còn có gì để dùng, ăn miếng trả miếng. Võ Vệ Sơn không ở đó rất tốt vừa lúc, tập hợp mấy anh em chúng ta đến đó mới đúng. Phái Côn Lôn thì sao, chẳng lẽ có thể làm sằng làm bậy? Phí Nhất Độ lạnh lùng hừ nói. Nhất Độ, không thể nói như vậy, lần này bọn họ thật sự cũng thảm có phải không? Kế Viễn nói. Thả cái rắm. Đó là bọn họ tự rước lấy. Anh Diệp, anh nói xem, muốn trừng phạt bọn họ không, tính nhà họ Phí chúng ta một người. Sư Bá Thanh Sơn nghe nói chuyện này sau cũng khá tức giận, bảo tôi nói với cậu, chỉ cần cậu cần thì nhà họ Phí sẽ dùng hết sức để triệu tập bạn bè trừng phạt phái Côn Lôn. Phí Nhất Độ nói rất khẳng khái. Nhất thời khiêu lên lửa giận trong lòng bạn bè của Diệp Phàm. Trương Ẩn Hào lạnh lùng hừ nói. Nhà họ Trương tôi không có cao thủ, tính Trương Ẩn Hào tôi một người. Cha tôi cũng đã nói qua, anh Diệp đi đến phái Côn Lôn tính thêm hai cha con tôi. Cha con cùng ra trận. Sa Thiên lên tiếng. Đánh cho vui vẻ, Ngưu Bá tôi không thể bớt.
ha ha ha, đánh a, quyết định đi anh Diệp. Ngưu Bá nói, nhất thời mọi người ồn ào ầm ĩ. Kế Vĩnh Viễn vừa thấy, hình như không khống chế được nguy hiểm, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Cung Khai Hà. Không lâu, Trương Hùng gọi điện thoại cho Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, tôi hiểu tâm trạng của cậu, cũng hiểu tâm trạng của những người bạn của cậu. Anh vẫn cần bình tĩnh một chút, việc này liên quan đến nhiều phương diện. Đã không phải chuyện riêng của anh và phái Côn Lôn. Hai bên đều phải ngồi xuống bình tĩnh nghĩ lại, tốt nhất là bàn bạc công việc. Đừng nói là đánh, thực đánh nhau thì cũng là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, bọn họ bên kia cũng không phải là bình thường. Nghe nói gần đây Côn Lôn đã thông báo rộng rãi, gọi toàn bộ cao thủ trở về. Hơn nữa, nghe nói còn có mấy người vẫn chưa từng xuất hiện. Thực lực của họ thế nào chúng ta cũng không hiểu được. Nếu thật muốn đánh, nếu anh em của anh bị thương, thì anh là người nhẫn tâm. Có một số việc đang nóng giận thì thiếu bình tĩnh. Cuộc sống không phải là đấu khí, giải quyết như thế mới là cần nhất. Anh nghĩ lại xem, tổ cần nhân tài. Nếu anh bị thương, bạn bè của anh bị thương, đây đều là tổn thất của tổ chúng ta. Mà Côn Lôn là người Trung Quốc, không phải là địch. Tổ cũng cần phải duy trì phái Côn Lôn. Anh cần phải đứng ở góc độ của tổ, mà không phải là hành động theo cảm tính. Cung Khai Hà nói. Hừ, nếu ngày đó tôi bị Võ Vệ Sơn ám toán chết, có lẽ các ông ngay cả lọ nước tiểu cũng không giữ được. Chuyện này quá rõ ràng là phái Côn Lôn không đúng, tổ làm gì? Chẳng những không ra sức vì đội viên của tổ, không ngờ còn làm như vậy, đòi các anh em sao chịu phục được. Chẳng lẽ bị người ta thiếu chút nữa giết chết còn phải thương lượng? Chuyện này không được. Tôi sẽ khôi phục nhanh chóng, tối đa là 2 tháng, rồi lên núi Côn Lôn. Đến lúc, tôi sẽ yêu cầu phái Vũ Đương ra mặt. Tôi cũng không tin là Côn Lôn làm bằng sắt. Diệp Phàm tức giận, giọng rất lớn, khẩu khí cứng cáp. Đồng chí Diệp Phàm, cậu phải bình tĩnh. Cung Khai Hà mới nói đến đây, mấy người anh em của Diệp Phàm đều kêu lên. Đánh Côn Lôn. Bọn họ làm loạn cái gì thêm đó, cậu bảo họ đừng giống lên, các cậu hiện giờ đang ở trong bệnh viện. Đừng dọa bác sĩ sợ. Hơn nữa, một đám đều là cán bộ nhà nước, còn giống gì không? Cung Khai Hà nghe thấy giọng nghiêm túc nói. Diệp Phàm khoát tay áo, tiếng gào mới ngừng lại được. Anh Diệp, Thứ trưởng Thiết đã có chỉ thị, yêu cầu Cục Công an Hoành Không lập tức giải quyết chuyện phái Côn Lôn. Đem tài liệu liên quan báo cáo lên trên, mà bộ cũng đã cử người xuống. Một khi thật sự có chứng cứ sẽ trình lên viện kiểm sát. Thứ trưởng Thiết nói. Lần này phải nghiêm trị, nên làm thế nào phải làm như thế có đúng không? Lúc này Vương Triều tiến vào nói, Kế Vĩnh Viễn vừa nghe mặt thiếu chút nữa tái, nhanh chóng nói. Đừng vội như vậy, việc này tổ cũng đang giải quyết, chờ tổ giải quyết xong có tài liệu cũng chưa muộn. Anh đương nhiên không vội, việc này không cần phải bàn bạc. Bao Nghị nhìn Kế Viễn lạnh lùng hừ nói. Kế Vĩnh Viễn vừa thấy, biết mấy anh em này đã phát sốt hết, khuyên chắc chắn không khuyên được. Lão Kế lại nhanh chóng vào nhà vệ sinh gọi điện thoại. Việc này rất khó giải quyết, mấy anh em của hắn đang nhiệt huyết phun trào. Nếu không ngăn cản thì sẽ xảy ra đại sự. Hơn nữa, tổ có khá nhiều đồng chí đều là anh em của Diệp Phàm. Đến lúc đó những đồng chí này chắc chắn sẽ đi theo lên núi Côn Lôn. Đến lúc đó, chẳng phải biến thành tổ thay mặt cho nhà nước trừng trị phái Côn Lôn sao? Việc này ảnh hưởng quá lớn. Đến lúc đó, các phái lớn biết thì thành cái gì? Hiện giờ Thiết Chiêm Hùng cũng đã đến góp vui, nếu giải quyết theo pháp luật, thì Hồng Đường Tử nhất định phải ngồi tù. Một khi pháp luật phán quyết, việc này có thể làm ầm ĩ rồi. Tổ phải nhanh chóng nghĩ cách ngăn cản việc này, nếu không xảy ra việc lớn. Kế Vĩnh Viễn nói, thằng nhóc này làm sao nghe chúng ta nói, dù tôi bảo đồng chí Thành Trạch ra mặt cũng có tác dụng sao. Có lẽ ngay cả Vương Nhân Bàng cũng không phục, mà bạn bè của Diệp Phàm nhiều lắm. Núi Võ Đang có lẽ thật đúng là sẽ ra tay tương trợ. Bởi vì Diệp Phàm là em trai của sư phụ Đại sư Trương Vô Trần. Còn nhà họ Tuyết nữa, Tuyết Gia Thôn cũng tham gia, hơn nữa nhà họ Phí Phí Thanh Sơn kêu gọi bạn bè, phái Côn Lôn thật đúng là bị vây trong hoàn cảnh khá bị động. Hiện giờ các phái cũng phức tạp, phái Côn Lôn nếu thực sự bị thương nặng, tin tưởng đối thủ của họ hoặc kẻ thù sẽ rất vui. Chỉ sợ đến lúc đó khiến cho phái Côn Lôn thành lịch sử. Việc này đối với tổ chúng ta là một bất lợi lớn. Tổ hy vọng các đại môn phái đều có thể phát triển. Bởi vì, mặc kệ bọn họ rất mạnh, nhưng bọn họ vẫn là người Trung Quốc. Khi quốc gia cần,
tin tưởng họ sẽ không bàng quan. Tùy tiện diệt một môn phái, đối với tổ chúng ta là việc không thể thực hiện. Đây là việc làm không sáng suốt. Cung Khai Hà cũng khá buồn rầu. Đúng vậy, nếu tổ cứ cứng nhắc muốn cản, lửa giận của Diệp Phàm không thể bình ổn. Đến lúc đó, kéo các anh em của hắn đều gây sức ép, tổ chúng ta đều để họ gây sức ép thì không thể. Việc này thoạt nhìn là một việc nhỏ, trên thực tế tính chất thay đổi, đã thành một việc lớn rồi. Kế Vĩnh Viễn nói, ôi, nếu Lý Tướng Quân ở đây thì tốt rồi, ông ấy nói Diệp Phàm chắc chắn nghe. Cung Khai Hà thở dài. Tôi thấy phải nhanh tìm kẻ thứ ba ra mặt giải quyết, tốt nhất là người mà Diệp Phàm chịu nghe. Kế Vĩnh Viễn nói, chỉ có thể là như thế, ôi. Cung Khai Hà thở dài. Tốt nhất là tìm nhiều người ra mặt là tốt nhất, ví dụ như đồng chí Chiêm Hùng thì nhờ lãnh đạo bộ ra mặt. Bên đó anh ta cử đến phái Côn Lôn cũng là đòn sát thủ. Một khi vụ án được trình lên thì không thể áp chế. Đến lúc đó, vừa phán xuống phái Côn Lôn chắc chắn không phục, việc này gây sức ép sẽ càng lớn. Kế Vĩnh Viễn nói. Hai tiếng sau, Thiết Chiêm Hùng bước vào văn phòng của Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Quách Bình Minh. Ngồi một chút đã lão Thiết. Quách Bình Minh vẻ mặt thân thiết cười. Quách Bình Minh cũng từng công tác ở tổ đặc nhiệm A, gốc gác của Thiết Chiêm Hùng anh ta cũng rõ ràng, tất nhiên hai người cũng cảm giác đặc biệt thân thiết. Lão Quách, nhìn vẻ mặt anh vui mừng, có phải là có chuyện vui không? Thiết Chiêm Hùng cười nói, ngồi xuống. Ôi, lão Thiết, lời này tôi không thể mở miệng được, làm sao có chuyện vui, chuyện phiền toái thôi. Thứ trưởng Quách thở dài. Chuyện phiền toái không cần phải nói, tôi nghe cũng phiền. Thiết Chiêm Hùng đã cảm giác được cái gì đó, cho nên, nhanh nhạy không tiếp chiêu. Việc này, lão Thiết, nghĩ rồi vẫn nên tâm sự với anh. Chính là chuyện xảy ra giữa Diệp Phàm và phái Côn Lôn. Quách Bình Minh nói, tôi vẫn làm việc theo pháp luật, Thứ trưởng Quách có phát hiện ra chút vi phạm quy định nào sao? Nếu có, xin lãnh đạo hãy phê bình một chút. Thiết Chiêm Hùng vừa nghe hơi tức giận ngay cả lão Quách cũng không nói. Lão Thiết, không cần làm như vậy, bộ cũng không nói anh vi phạm quy định cái gì. Chủ yếu là việc này liên quan quá lớn, ý của bên kia là không cần giải quyết như vậy. Bởi vì, bọn họ cũng có đặc biệt. Quách Bình Minh cũng khó khăn thật sự. Việc này Cung Khai Hà gọi điện thoại đến, không ra mặt thật đúng là không được. Ngay cả ra mặt thì cũng không được để ý cho nên, rất xấu hổ. Nếu ta có vi phạm quy định, vậy còn nói cái gì? Thiết Chiêm Hùng không vội, từ từ nói với Quách Bình Minh là được. Có một số việc cần biến báo, anh cũng đi ra từ bên đó, cũng biết có một số việc cần giải quyết đặc biệt, không thể giải quyết theo cách thông thường có phải không? Hơn nữa, ý của bọn họ cũng là hy vọng không cần làm lớn, như vậy đều không tốt cho hai bên. Mâu thuẫn quá mức, hậu quả ra sao cũng có thể đoán được. Người xưa nói, oan oan tương báo đến bao giờ? Đây Thiết chút nữa mỗi bên kéo bè kéo lũ đánh nhau. Quách Bình Minh nói, người ta đều ra tay muốn giết người, chẳng lẽ còn thật sự rửa cổ chờ đao? Cứ tiếp tục như vậy, thì anh em của Thiết Chiêm Hùng tôi bị người ta làm bị thương như thế, còn muốn Thiết Chiêm Hùng tôi nén giận, còn phải lau mông cho bọn họ, đây là vì cái gì? Điểm này tôi không làm được, việc này mặc kệ bọn họ muốn giải quyết đặc biệt thế nào, tôi không đồng ý đầu tiên. Nếu bộ cứ cứng rắn đàn áp chuyện này, chúng ta sẽ tố cáo là được. Thiết Chiêm Hùng muốn nói, việc này tuyệt đối không thỏa hiệp. Chương 3256, Thiết Chiêm Hùng bày tỏ thái độ cứng rắn. Lão Thiết, anh nói vậy là có ý gì? Bộ cũng không thể nói anh đúng không? Hiện giờ tôi không phải là đại diện cho bộ trao đổi với anh chuyện này. Xem có cách nào để vẹn toàn hai bên giải quyết tốt việc lớn này. Nếu anh cứng rắn làm như vậy, bộ chắc là không thể ngăn. Bởi vì pháp luật nên như thế, nhưng lo lắng hậu quả thôi. Đây đối với Diệp Phàm mà nói cũng không có lợi. Tôi biết, tình cảm của hai anh thân thiết, nhưng tình thân cũng phải suy nghĩ một chút cho hắn có phải không? Quách Thiên Minh thiếu chút nữa khuyên hết nước hết cái. Lão Quách, không phải Thiết Chiêm Hùng tôi không nể mặt anh, chuyện này không thể thương lượng. Ngay cả người anh em thân thiết nhất của Thiết Chiêm Hùng tôi thiếu chút nữa cũng bị người ta giết mà tôi lại không quan tâm thì tôi thành cái gì? Chuyện này có gì xảy ra tự tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lão Quách anh cũng đừng cản. Bên kia muốn hỏi anh cứ trả lời thẳng là tôi không đồng ý là được. Bảo đồng chí Cung Khai Hà tìm tôi là được. Cùng lắm thì ông đây mặc kệ, trở về làm lão nông dân câu cá. Mẹ kiếp, còn tự tại tiêu dao nhiều lắm. Thiết Chiêm Hùng kích động, đứng cả lên. Ôi,
Được rồi, việc này hôm nay nói đến đây thôi. Tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ nhiều hơn, cậu cũng không cần quá mức quan tâm, việc này bộ không có ý kiến. Quách Thiên Minh nói, chuyện này tôi không lo lắng, lão Quách, tôi và anh đều từng nhiệt huyết, nếu đổi lại tôi và anh bị như vậy thì sẽ như thế nào? Thiết Chiêm Hùng nói một câu xong xoay người đi rồi. Ôi, tôi cũng không chịu được. Sau lưng giọng Quách Thiên Minh vang lên. Tổ trưởng Cung, việc này tôi không giúp được các anh, nếu cứ áp xuống đây không phải là cách làm việc của Quách Thiên Minh tôi. Bởi vì, từ góc độ của Diệp Phàm, hắn cũng không sai, hơn nữa, hắn vẫn là người bị hại. Việc này tôi thấy các anh nên nghĩ cách khác tốt hơn. Đừng đắc tội với người thanh niên này, một khi làm cho hắn uất ức trong lòng, phái Côn Lôn sẽ thấy được năng lượng của hắn. Bởi vì, hắn đã không phải là một mình hắn mà hắn là trung tâm của một vòng tròn, mà năng lực của vòng tròn này không thể xem thường. Quách Thiên Minh nói, ôi, một cây cân chính là một cái cân không thể tưởng tượng được. Thiết Chiêm Hùng đã hơn 40 vẫn không thể bình tĩnh. Cung Khai Hà thiếu chút nữa cắn răng. Làm sao bây giờ, Thiết Chiêm Hùng cứng rắn không chịu. Diệp Phàm cũng bướng bỉnh, tuy nói hiện giờ đã sửa không ít, nhưng, liên quan đến lợi ích sát sưởng hắn vẫn không chịu. Thôi Kim Đồng sau khi nghe cũng lo lắng. Người ta không để ý, nói thật, hiện giờ chúng ta mới là không nói chuyện. Để Cung Khai Hà tôi không nói, toàn bộ đổ lên đầu tôi là được. Cung Khai Hà tôi trong chuyện này chính là không nói. Cung Khai Hà hừ nói, mặt thối thối. Anh thật sự là không nói, nhưng, anh là vì nhân dân và quốc gia mà không nói. Tin tưởng đồng chí Diệp Phàm sau đó cũng sẽ hiểu. Nhưng, việc này nếu cứ báo cáo lên trên có lãnh đạo cấp trên nói giúp thì có lẽ trong lòng Diệp Phàm càng cảm thấy uất ức. Cứ như vậy không được, có ổn thỏa không? Lão Quách nói cũng có lý, tổ chúng ta không thể vì phái Côn Lôn mà đánh mất Diệp Phàm. So sánh với phái Côn Lôn, Diệp Phàm quan trọng hơn. Thôi Kim Đồng cùng nói. Việc này tôi hiểu, đồng chí Diệp Phàm so với môn phái nào cũng quan trọng hơn. Nhưng, việc này là do bọn họ dính vào, chỉ sợ tình thế phát triển đến không thể vãn hồi. Cung Khai Hà nói. Hay là để người thân ra mặt. Thôi Kim Đồng nói. Có lý. Cung Khai Hà gật đầu nói. Hơn nữa, đối với phái Côn Lôn, chúng ta cũng phải tạo áp lực. Hai bút cùng vẽ, chỉ cần một bên buông lỏng, việc này sẽ dễ làm hơn. Thôi Kim Đồng nói. Ôi, cách này không tồi, Thiết Chiêm Hùng muốn làm việc thì để anh ta đi lo liệu. Cứ như vậy, việc này giao cho đồng chí Ngọc Trấn. Đến lúc đó, không giải quyết được việc này còn có hy vọng giải hòa. Cung Khai Hà vỗ đùi đứng lên. Đúng vậy, phái Côn Lôn nghĩ chúng ta không có cách nào trừng phạt họ. Nếu một khi chuyện của Hồng Đường giải quyết theo pháp luật, tin rằng Ngọc Trấn sẽ truyền tin tức cho bọn họ, đến lúc đó... Bọn họ thật đúng là kiêu ngạo vậy để Thiết Chiêm Hùng trừng trị họ một phen. Tôi tin phái Côn Lôn có thể trơ mắt nhìn hai đệ tử ngồi tù. Tổ trưởng Cung, chúng ta vội làm gì? Hơn nữa, vị Chu trưởng lão kia không chạy thoát có phải không? Thôi Kim Đồng cười nói. Lão thôi ôi lão thôi, cách của anh cũng mới mẻ độc đáo. Được, không tồi không tồi. Cung Khai Hà cười. Cái gì, giải quyết theo pháp luật, bọn họ thật đúng là cảm động. Không phải là nói nhầm chứ? Dương Chấn Tử ngạc nhiên hỏi. Anh có thể không biết, Bộ Công an có một thứ trưởng tên là Thiết Chiêm Hùng, người này thân thiết với Diệp Phàm. Là tự anh ta ra chỉ thị, việc này hiện giờ anh ta theo dõi, hơn nữa, người ta vật chứng khẩu cung cái gì đều đầy đủ. Nếu làm theo trình tự thì chúng ta sẽ bị động. Ngọc Trấn nói. Tình hình sẽ như thế nào? Tôi nói là nếu giải quyết theo trình tự, mấy người Hồng Đường sẽ bị giải quyết thế nào? Dương Chấn Tử hỏi. Ngồi tù, ít nhất là phán 5-6 năm. Bởi vì, lần này bọn họ nhiều người, tính chất tập thể, hành động có tính chất xấu, thêm nữa lại đùa giỡn phụ nữ nước ngoài. Mà tài sản phá hỏng tổn thất lớn, đã cấu thành hành vi phạm tội nghiêm trọng. Người dẫn đầu như Hồng Đường Tử, có lẽ phải phán 10 năm không ít. Hơn nữa, tôi lo lắng chính là Thiết Chiêm Hùng ra tay không biết có thể bày ra một ít gì đó không. Ngọc Trấn. Còn bày ra cái gì nữa? Dương Chấn Tử hừ lạnh nói. Ví dụ như chống khủng bố là một cách, nếu tính chất như vậy thì rất nghiêm trọng. Nếu xử nghiêm thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, nói về độ nghiêm trọng, hành vi của bọn họ chính là có tính chất xã hội đen. Bởi vì phá hỏng thiết bị của tập đoàn đúng không? Hơn nữa, ảnh hưởng của xã hội cực kỳ ác liệt. Một khi việc này được đưa ra thì tính chất hoàn toàn khác. Ngọc Trấn nói.
Bọn họ dám sao? Đây không phải là sằng bậy sao? Không phải là phá hủy một ít máy móc công trình sao? Nghiêm trọng như vậy sao? Dương Chấn Tử thiếu chút nữa giống lên. Một ít máy móc thiết bị, đây chính là mấy trăm đầu máy. Hơn nữa mỗi một thiết bị đều trên mấy trăm nghìn, thậm chí mấy triệu cũng có. Cho nên, bọn họ có cái gì không dám, huống chi, cũng không có một giới hạn nhất định nào. Hơn nữa, như phạm vi trước đây, hành vi của Hồng Đường Tử là được tính toán trước. Bởi vì, phá hư một quy mô lớn như vậy, ảnh hưởng xã hội cực kỳ lớn. Hơn nữa, tạo ra tổn thất nghiêm trọng cho tập đoàn Hoành Không. Quy hoạch Hoành Không là quy hoạch lớn liên quan đến hai tỉnh Thiên Vân và Điền Nam. Người tham gia nhiều, liên quan đến vài nghìn công nhân, liên quan đến việc di rời mấy chục nghìn dân. Phạm vi ảnh hưởng này, trưởng môn, anh nghĩ lại có phải là cực kỳ lớn không? Đây là không có cách nào gạt bỏ tình hình thực tế. Nếu không ai để ý có thể dùng tiền để giải quyết nhưng hiện giờ có người để ý, hơn nữa, không chỉ có một người. Như tổ A mà nói, chúng ta nếu không đồng ý điều kiện của bọn họ, người ta vẫn đồng ý với quyết định của bộ đi, thì mấy người Hồng Đường Tử sẽ phiền toái. Ngọc Trấn nói, tôi lo lắng một chút, ôi đại sư huynh vẫn nằm đó, cũng không biết đến khi nào thì tỉnh dậy. Việc này, nếu chúng ta chịu thua, thì không tốt cho sự phát triển của phái, nhưng nếu không thỏa hiệp, việc này, ôi. Dương Chấn Tử buồn rầu thật sự, ở vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Còn nữa, trưởng môn, tôi thấy lực lượng của Diệp Phàm nhìn bên ngoài, anh nghĩ, trưởng lão Vũ là cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Hắn cũng như vậy, mà Diệp Phàm cũng bị thương, đây kỳ thật chính là lưỡng bại câu thương. Mà tình hình lúc đó không ai rõ ràng là sao lại thế. Đợi Vũ trưởng lão tỉnh lại mới có thể biết rõ. Nhưng, dù như thế nào, người ta lại không dùng vũ khí hiện đại để tấn công Vũ trưởng lão. Việc này chứng minh cái gì, chứng minh Diệp Phàm có cao thủ tương trợ. Lưỡng bại câu thương có thể thấy lực lượng hai bên không chệch lệch lắm. Chúng ta nhiều ít cũng phải lo lắng. Hiện giờ trưởng lão vẫn nằm đó, việc này nếu cứ gây sức ép xuống đối với chúng ta mà nói cũng khá bất lợi. Huống chi, tôi nghe nói Diệp Phàm đã tỉnh dậy. Vậy cũng chứng tỏ hắn bị thương nhẹ hơn trưởng lão. Hơn nữa, tôi nghi ngờ cao thủ bí mật có quan hệ không tồi với hắn. Hơn nữa, có lẽ còn đang theo dõi tiến triển của việc này. Ngọc Trấn khuyên. Anh nói xem, việc này có thể là cao thủ tổ đặc nhiệm A bí mật ra tay không? Đơn giản là muốn ép Chu trưởng lão nhập ngũ. Dương Chấn Tử hỏi. Việc này cũng khó nói, nhưng, không có chứng cứ thì có thể làm gì họ. Dù là cao thủ của họ bí mật ra tay, chúng ta cũng không có cách trừng phạt họ. Hiện giờ đang bị vây ở thế bị động là chúng ta mà không phải là bọn họ. Ngọc Trấn nói. Cũng chưa chắc. Dương Chấn Tử hừ lạnh một tiếng, Ngọc Trấn đương nhiên không rõ. Buổi sáng ngày thứ ba Diệp Phàm chống gậy đi bộ trong phòng. Lúc này Kế Vĩnh Viễn vội vàng bước vào. Kế tướng quân, anh có việc bận cứ về, tổ cũng không thể thiếu người phụ trách hậu cần. Tôi hiện giờ đã khỏe, tuy nói cơ thể còn yếu, nhưng vết thương đã khống chế được. Cảm ơn ông mấy hôm nay xuống đây quan tâm, cảm ơn. Diệp Phàm nói. Ha ha, cậu mới là người quan trọng nhất trong tổ, đừng khuyên tôi thông báo với cậu một tin tức tốt. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Hả, tin tức tốt gì, có phải là Hồng Đường tuân thủ pháp luật? Diệp Phàm giọng có vẻ châm chọc. Hồng Đường Tử nói sau, là phái Côn Lôn đồng ý điều kiện của cậu, chính là điều kiện làm hòa bồi thường 300 triệu. Kế Vĩnh Viễn nói. Có lẽ tổ cũng nhận được Chu trưởng lão đi. Diệp Phàm cười lạnh nói. Ôi, Chu Phi gia nhập tổ, ngoài ra còn có một đệ tử lục đẳng. Đương nhiên, việc này không công bằng với cậu, nhưng... Việc đã vậy, bọn họ Võ Vệ Sơn vẫn nằm đó, nghe nói vẫn chưa tỉnh lại. Kế Vĩnh Viễn nói. Chương 3257, không chịu nhận lỗi là không được. Tôi đây chẳng phải là bị đánh, 3 triệu là điều kiện trước khi họ ra tay với tôi. Đó là bọn họ bồi thường. Mà ra tay với tôi, chẳng lẽ không có gì. Việc này Tiêu nói tổ không trực tiếp ra mặt, nhưng cũng đổi lại cho tôi một chút công bằng chứ. Nếu không, tổ làm như thế, chỉ biết nhận đội viên. Diệp Phàm tôi hiểu rõ. Hơn nữa, đây là giao dịch không công bằng. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Ôi, việc này thật đúng là khó nói. Cậu nói một chút, như thế nào cậu mới hết giận? Hơn nữa, việc này tổ không phải không muốn lấy công bằng cho cậu. Vấn đề quan trọng là không có cách nào để bắt tay vào làm. Chẳng lẽ thật sự bảo chúng tôi cử bộ đội diệt phái Côn Lôn?
đó là không thể làm. Tổ xử phạt phái Côn Lôn, người ta lấy chúng ta để bình luận. Đây là sự thật, lực lượng chúng ta quá yếu, người ta không thể là để trong mắt. Nếu thật sự muốn gây sức ép, chúng ta không vội được. Đây là hiện trạng của tổ chúng ta, cậu là người rõ ràng nhất. Ôi, nói 1.000, nói 1.000, liền là bởi vì tổ không có cao thủ. Nếu tổ có cao thủ tiên thiên đại viên mãn, không phải là có thể đến gõ phái Côn Lôn một chút sao? Không phải tổ không làm, thật sự là không có cách nào. Kế Vĩnh Viễn tìm ra manh mối. Bọn họ thiếu chút nữa giết chết tôi, ít nhất phải tỏ thái độ, chịu nhận lỗi với Diệp Phàm tôi, đây là bước đầu tiên. Mà gây ra thương tích lớn như vậy cho tôi, còn phải bồi thường tổn thất kinh tế nhất định. Mà bên này, đối với đệ tử bình thường của phái Côn Lôn, còn phải xử lý theo pháp luật. Nếu không, uy tín pháp luật ở đâu? Lần sau họ sẽ đối với họ thế nào? Uy tín của tổ đặc nhiệm A ở đâu? Uy tín của nhà nước ở đâu? Diệp Phàm hừ nói. Xử lý nhất định là phải xử lý, chẳng qua liên quan đến tình hình đặc biệt của tổ nên giảm bớt một chút. Ví dụ như Chu Phi vào đội, có thể dùng thành tích để đổi xử phạt. Hơn nữa chuyện cùng lần trước cũng là có chút thay đổi có phải không? Kế Vĩnh Viễn nói. Không chịu nhận lỗi, nếu trưởng môn phái Côn Lôn không tự mình đến đây, Diệp Phàm tôi không đồng ý, việc này cứ quyết định như vậy. Tôi ngay cả một lời xin lỗi cũng không nhận được thì thiên lý ở đâu. Diệp Phàm mặt tức giận. Đương nhiên, nếu tổ sợ thì cũng không cần ra mặt giải quyết. Ông không tin nếu có thể làm cho đại sư huynh của họ sống đời sống thực vật còn không thể trừng trị được các huynh đệ họ. Cậu đây là muốn làm gì? Đồng chí Diệp Phàm, xuất phát từ đại cục, cậu cũng phải lo lắng một chút cho tổ có phải không? Việc này thật đúng là làm đồng chí Kế Vĩnh Viễn lo lắng. Đại cục, các anh lúc nào cũng nói đến việc đó. Nếu mất đi Diệp Phàm tôi, xem các anh làm thế nào nói về đại cục. Diệp Phàm tức giận, giọng to lên không ít. Cậu tức giận, đừng tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe. Kế Vĩnh Viễn nhanh chóng nói. Tức thì tức, tức càng thêm khỏe. Tổ không thể cho thì tôi sẽ tức. Diệp Phàm hừ nói. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên. Phàm con có khỏe không? Diệp Phàm sửng sốt, nhất thời hai mắt có chút ươn ướt kêu lên. Đúng rồi, mẹ nuôi đến đây, mau mời vào. Con có thể đứng dậy thì tốt rồi. Mẹ yên tâm rồi. Nghe nói con bị thương mẹ lo lắng. Diệp Kim Liên cùng Diệp Hào đi vào phòng bệnh. Bên ngoài Thôi Kim Đồng nhìn Diệp Phàm một cái, có chút xấu hổ cười cười. Diệp Phàm quay về trừng mắt, biết lão cung dùng bài tình cảm. Nhưng Diệp Phàm đã lâu không gặp mẹ nuôi, tâm trạng tốt lên không ít. Ngồi xuống, con không khỏe phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều một chút. Lộn xộn sẽ không tốt cho vết thương. Diệp Kim Liên của trách. Nhanh chóng muốn ấn Diệp Phàm lên giường. Mẹ, con khỏe rồi, mẹ xem, con có thể đi rồi, không cần lo lắng. Diệp Phàm cười nói, kéo mẹ ngồi xuống giường. Anh Diệp. Lúc này một giọng nói vang lên, Diệp Phàm vừa thấy cười nói. Nhị nha, cậu hiện giờ cao như vậy, cao hơn anh rồi, không tồi, cũng là người lớn rồi. Nhị nha tử lợi hại, người ta đã tốt nghiệp đại học, hiện giờ là người nổi tiếng rồi. Cũng là người nổi tiếng ở đập nước trước đây. Diệp Hào cười cười nói, mà Kế Viễn cùng Thôi Kim Đồng nháy mắt hai người lặng lẽ lui ra. Không tồi, đồng chí cung khai hà có chiêu này rất lợi hại. Kế Vĩnh Viễn giơ ngón tay cái lên. Đó là đương nhiên, không nghĩ đây là chủ ý của ai sao. Vẻ mặt Thôi Kim Đồng cũng sầm lại. Anh nghĩ ra. Kế Viễn ngạc nhiên. Đó là đương nhiên, diệu kế này chỉ có tôi có thể nghĩ ra. Thấy không? Đây là tình thân có thể làm mềm hóa hết thảy. Đương nhiên, tổ cũng phải sắp xếp tốt một chút. Thôi Kim Đồng cười nói. Lão Kế, sắp xếp như vậy có phải là tốt hơn so với bảo lãnh đạo ra mặt không? Đó là đương nhiên áp chế mạnh thì mặc dù Diệp Phàm đồng ý ngoài mặt nhưng trong lòng không phục. Bảo mẹ nuôi hắn đến đây lúc này mới tâm phục khẩu phục. Nhưng chủ ý này của anh vừa ra, để Diệp Phàm biết, sau này hắn sẽ nghĩ đến. Kế Vĩnh Viễn không ngờ tỏ vẻ vui vẻ khi người khác gặp họa. Việc này đồng chí Khai Hà chịu là được, ông ta là tổ trưởng thôi, phải nhận trách nhiệm chứ. Cho nên có liên quan gì đến tôi? Thôi Kim Đồng cười gượng một tiếng. Anh đó, việc gì cũng đổ lên đầu ông ta, một cấp dưới như anh cũng không hay ho. Kế Viễn đấm Thôi Kim Đồng một cái, cười. Không có chủ ý của tôi thì giờ ông ấy còn đang rất lo. Quan trọng là chủ ý của tôi đáng giá.
việc này đồng chí Cung Khai Hà còn mời ta ăn cơm uống rượu mới đúng. Thôi Kim Đồng nhìn Kế Vĩnh Viễn cười. Anh thật là, đồng chí Cung Khai Hà cũng thật là. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Nhị nha tử, hiện giờ đi làm ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Nó vừa mới ra trường đã lên làm thư ký cho bí thư đoàn, hiện giờ có bí thư đoàn, sau này sẽ nhanh thăng chức. Diệp Phàm cười nói. Ôi, đồng chí Đoàn Hải không tồi, hiện giờ đã làm bí thư khu ủy, là ủy viên thường vụ thành ủy. Diệp Phàm cười nói, vuốt tóc nhị nha cười nói. Cứ đi theo bí thư đoàn làm việc, có chuyện gì cứ tới tìm anh. Mấy năm nay anh bận quá, ngoài gửi tiền cho em thì ít quan tâm chuyện khác. Anh Diệp, anh mãi mãi là anh trai của em. Nhị nha tử đỏ mắt. Không có anh Diệp không có em hôm nay, có lẽ đã sớm bị người ta đánh cho tàn phế. Không có gì, chúng ta là người hữu duyên có phải không? Diệp Phàm cười. Lúc này Kế Vĩnh Viễn cùng Thôi Kim Đồng lặng lẽ đi vào, ngồi bên cạnh nghe bốn người nói chuyện. Anh Diệp Hào thật lợi hại, thăng quan. Hả, thăng quan gì rồi? Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn Diệp Hào một cái. Đội trưởng rồi, còn là thượng tá nữa đúng không? Vừa mới thăng, nghe sư trưởng của họ nói thì chuyện này là anh Diệp giúp quan tâm đến cao thủ của họ. Sư trưởng còn nói muốn giao đội tinh anh của sư đoàn để Diệp Hào đưa đi. Đội tinh anh này chính là vương bài trong quân đội, không cần đến mấy năm nữa Diệp Hào sẽ là tướng quân rồi. Nhị nha tử cười nói. Em cũng cố lên, đến lúc đó thành phó chủ tịch thành phố là đương nhiên. Diệp Hào nhếch môi cười nói. Hai anh em mình một người ở trong quân đội một người. Ha ha, Kế tướng quân, Thôi tướng quân, hai người lo lắng rồi. Diệp Phàm đột nhiên quay sang nhìn hai người cười nói. Vừa nghe được liền hiểu, có lẽ đây là chuyện Cung Khai Hà muốn làm. Bên này muốn hạ cơn giận của mình, đánh bài tình thân không nói, không ngờ cho Diệp Hào thăng quan, viên đường này thật đúng là không nhỏ. Việc này không liên quan đến chúng tôi không rõ lắm. Kiến Vĩnh Viễn nhanh chóng lắc đầu, việc này hai vị đồng chí này cũng không muốn tiếp chiêu. Bởi vì rất phỏng tay. Đúng đúng. Đó là Diệp đội trưởng là tự mình làm được. Lãnh đạo thấy được, nói thăng chức cũng là bình thường thôi. So với đồng chí Diệp Phàm, cậu ta còn kém xa. Phải càng cố gắng mới đúng, việc này anh đúng là phải giúp đỡ. Sau này còn phải quan tâm nhiều hơn, làm cho Diệp đội trưởng thăng chức nhanh hơn một ít có phải không? Thôi Kim Đồng cười gượng một tiếng. Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn, chuyện tốt như vậy hai lão không muốn rơi xuống đầu mình, muốn đẩy cũng không xong. Đây là gì, không ngờ cũng không phải là dùng bài tình cảm, trên thế giới này chẳng lẽ còn có người cao thượng như vậy. Hai vị đồng chí thật sự là tài giỏi. Diệp Phàm tôi bội phục. Diệp Phàm châm chọc nói. Cũng như nhau thôi. Thôi Kim Đồng tiếp tục cười gượng một tiếng. Phàm con xem, con bí mật giúp Diệp Phàm không ngờ không nói một tiếng. Bảo mẹ nói con thế nào. Việc này không dễ giúp, chắc chắn còn phải tìm rất nhiều quan hệ. Nghe nói hiện giờ làm việc đều dựa vào quan hệ. Lúc này mẹ nuôi sẽ không so đo với con. Mẹ nuôi đã bảo Diệp Hào làm mấy món ăn quê để con bồi dưỡng. Diệp Kim Liên vẻ mặt vui mừng. Mẹ nuôi, ôi! Diệp Phàm mắt ươn ướt, gật đầu nói. Con uống là được. Mẹ nuôi đừng lo lắng, cơ thể con tốt. Còn Diệp Hào đó là việc phải làm. Chúng con là anh em, mẹ nuôi khách khí làm con ngại. Đúng rồi. Diệp Hào có phải đến sư dã chiến không? Đúng vậy, đến sư đoàn dã chiến số 1 ở thành phố Mạc Hương. Sư đoàn dã chiến số 1 cũng là một vương bài. Diệp Hào trước kia luôn ở căn cứ, cũng muốn đi xuống rèn luyện một chút. Nghe nói xuống dưới sẽ nhanh chóng thăng chức. Diệp Kim Liên cười nói, vẻ mặt hạnh phúc. Vậy là tốt rồi, vừa lúc. Diệp Phàm gật đầu nói, bữa trưa Diệp Phàm ăn cơm với mẹ nuôi, Kế Viễn và Thôi Kim Đồng cũng vẻ mặt vui vẻ tiếp khách. Nếu để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ rớt kính mắt, hai trung tướng không ngờ cùng một cô gái nông thôn như là cung phụng nữ hoàng vậy. Sáng ngày thứ hai ba người rời đi. Hai vị lãnh đạo, hiện giờ vừa lòng rồi chứ? Diệp Phàm hung hăng trừng mắt nhìn hai người. Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, đồng chí Diệp Phàm không vừa lòng. Thôi Kim Đồng cười gượng một tiếng. Ôi, việc này thật đúng là khó nói. Cậu nói một chút, như thế nào cậu mới hết giận? Hơn nữa, việc này tổ không phải không muốn lấy công bằng cho cậu. Vấn đề quan trọng là không có cách nào để bắt tay vào làm. Chẳng lẽ thật sự bảo chúng tôi cử bộ đội diệt phái Côn Lôn? Đó là không thể làm.
Tổ xử phạt phái Côn Lôn, người ta lấy chúng ta để bình luận. Đây là sự thật, lực lượng chúng ta quá yếu, người ta không thể là để trong mắt. Nếu thật sự muốn gây sức ép, chúng ta không vội được. Đây là hiện trạng của tổ chúng ta, cậu là người rõ ràng nhất. Ôi, nói 1000, nói 10000, liền là bởi vì tổ không có cao thủ. Nếu tổ có cao thủ tiên thiên đại viên mãn, không phải là có thể đến gõ phái Côn Lôn một chút sao? Không phải tổ không làm, thật sự là không có cách nào. Kế Vĩnh Viễn tìm ra manh mối. Bọn họ thiếu chút nữa giết chết tôi, ít nhất phải tỏ thái độ, chịu nhận lỗi với Diệp Phàm tôi, đây là bước đầu tiên. Mà gây ra thương tích lớn như vậy cho tôi, còn phải bồi thường tổn thất kinh tế nhất định. Mà bên này, đối với đệ tử bình thường của phái Côn Lôn, còn phải xử lý theo pháp luật. Nếu không, uy tín pháp luật ở đâu? Lần sau họ sẽ đối với họ thế nào? Uy tín của tổ đặc nhiệm A ở đâu? Uy tín của nhà nước ở đâu? Diệp Phàm hừ nói. Xử lý nhất định là phải xử lý, chẳng qua liên quan đến tình hình đặc biệt của tổ nên giảm bớt một chút. Ví dụ như Chu Phi vào đội, có thể dùng thành tích để đổi xử phạt. Hơn nữa chuyện cùng lần trước cũng là có chút thay đổi có phải không? Kế Vĩnh Viễn nói. Không chịu nhận lỗi, nếu trưởng môn phái Côn Lôn không tự mình đến đây. Diệp Phàm tôi không đồng ý, việc này cứ quyết định như vậy. Tôi ngay cả một lời xin lỗi cũng không nhận được thì thiên lý ở đâu. Diệp Phàm mặt tức giận. Đương nhiên, nếu tổ sợ thì cũng không cần ra mặt giải quyết. Ông không tin nếu có thể làm cho đại sư huynh của họ sống đời sống thực vật còn không thể trừng trị được các huynh đệ họ. Cậu đây là muốn làm gì? Đồng chí Diệp Phàm, xuất phát từ đại cục, cậu cũng phải lo lắng một chút cho tổ có phải không? Việc này thật đúng là làm đồng chí Kế Vĩnh Viễn lo lắng. Đại cục, các anh lúc nào cũng nói đến việc đó. Nếu mất đi Diệp Phàm tôi, xem các anh làm thế nào nói về đại cục. Diệp Phàm tức giận, giọng to lên không ít. Cậu tức giận, đừng tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe. Kế Vĩnh Viễn nhanh chóng nói. Tức thì tức, tức càng thêm khỏe. Tổ không thể cho thì tôi sẽ tức. Diệp Phàm hừ nói. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên. Phàm con có khỏe không? Diệp Phàm sửng sốt, nhất thời hai mắt có chút ươn ướt kêu lên. Đúng rồi, mẹ nuôi đến đây, mau mời vào. Con có thể đứng dậy thì tốt rồi, mẹ yên tâm rồi. Nghe nói con bị thương mẹ lo lắng. Diệp Kim Liên cùng Diệp Hào đi vào phòng bệnh. Bên ngoài Thôi Kim Đồng nhìn Diệp Phàm một cái, có chút xấu hổ cười cười. Diệp Phàm quay về trừng mắt, biết lão cung dùng bài tình cảm. Nhưng Diệp Phàm đã lâu không gặp mẹ nuôi, tâm trạng tốt lên không ít. Ngồi xuống, con không khỏe phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều một chút. Lộn xộn sẽ không tốt cho vết thương. Diệp Kim Liên quở trách, nhanh chóng muốn ấn Diệp Phàm lên giường. Mẹ, con khỏe rồi, mẹ xem, con có thể đi rồi, không cần lo lắng. Diệp Phàm cười nói, kéo mẹ ngồi xuống giường. Anh Diệp. Lúc này một giọng nói vang lên, Diệp Phàm vừa thấy cười nói. Nhị nha, cậu hiện giờ cao như vậy, cao hơn anh rồi, không tồi không tồi, cũng là người lớn rồi. Nhị nha tử lợi hại, người ta đã tốt nghiệp đại học, hiện giờ là người nổi tiếng rồi, cũng là người nổi tiếng ở đập nước trước đây. Diệp Hào cười cười nói, mà Kế Viễn cùng Thôi Kim Đồng nháy mắt hai người lặng lẽ lui ra. Không tồi, đồng chí Cung Khai Hà có chiêu này rất lợi hại. Kế Vĩnh Viễn giơ ngón tay cái lên. Đó là đương nhiên, không nghĩ đây là chủ ý của ai sao. Vẻ mặt Thôi Kim Đồng cũng sầm lại. Anh nghĩ ra. Kế Viễn ngạc nhiên. Đó là đương nhiên, diệu kế này chỉ có tôi có thể nghĩ ra. Thấy không, đây là tình thân có thể làm mềm hóa hết thảy. Đương nhiên, tổ cũng phải sắp xếp tốt một chút. Thôi Kim Đồng cười nói. Lão Kế, sắp xếp như vậy có phải là tốt hơn so với bảo lãnh đạo ra mặt không? Đó là đương nhiên, áp chế mạnh thì mặc dù Diệp Phàm đồng ý ngoài mặt nhưng trong lòng không phục. Bảo mẹ nuôi hắn đến đây lúc này mới tâm phục khẩu phục. Nhưng chủ ý này của anh vừa ra, để Diệp Phàm biết, sau này hắn sẽ nghĩ đến. Kế Vĩnh Viễn không ngờ tỏ vẻ vui vẻ khi người khác gặp họa. Việc này đồng chí Khai Hà chịu là được, ông ta là tổ trưởng thôi, phải nhận trách nhiệm chứ. Cho nên có liên quan gì đến tôi? Thôi Kim Đồng cười gượng một tiếng. Anh đó, việc gì cũng đổ lên đầu ông ta, một cấp dưới như anh cũng không hay ho. Kế Viễn đấm Thôi Kim Đồng một cái, cười. Không có chủ ý của tôi thì giờ ông ấy còn đang rất lo. Quan trọng là chủ ý của tôi đáng giá.
việc này đồng chí cung khai hà còn mời ta ăn cơm uống rượu mới đúng. Thôi Kim Đồng nhìn Kế Vĩnh Viễn cười. Anh thật là, đồng chí cung khai hà cũng thật là. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Nhị nha tử, hiện giờ đi làm ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Nó vừa mới ra trường đã lên làm thư ký cho bí thư đoàn, hiện giờ có bí thư đoàn, sau này sẽ nhanh thăng chức. Diệp Phàm cười nói. Ôi, đồng chí Đoàn Hải không tồi, hiện giờ đã làm bí thư khu ủy, là ủy viên thường vụ thành ủy. Diệp Phàm cười nói, vuốt tóc nhị nha cười nói. Cứ đi theo bí thư đoàn làm việc, có chuyện gì cứ tới tìm anh. Mấy năm nay anh bận quá, ngoài gửi tiền cho em thì ít quan tâm chuyện khác. Anh Diệp, anh mãi mãi là anh trai của em. Nhị nha tử đỏ mắt. Không có anh Diệp không có em hôm nay, có lẽ đã sớm bị người ta đánh cho tàn phế. Không có gì, chúng ta là người hữu duyên có phải không? Diệp Phàm cười. Lúc này Kế Vĩnh Viễn cùng Thôi Kim Đồng lặng lẽ đi vào, ngồi bên cạnh nghe bốn người nói chuyện. Anh Diệp Hào thật lợi hại, thăng quan. Hả, thăng quan gì rồi? Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn Diệp Hào một cái. Đội trưởng rồi, còn là thượng tá nữa đúng không? Vừa mới thăng, nghe sư trưởng của họ nói thì chuyện này là anh Diệp giúp quan tâm đến cao thủ của họ. Sư trưởng còn nói muốn giao đội tinh anh của sư đoàn để Diệp Hào đưa đi. Đội tinh anh này chính là vương bài trong quân đội, không cần đến mấy năm nữa Diệp Hào sẽ là tướng quân rồi. Nhị nha tử cười nói. Em cũng cố lên, đến lúc đó thành phó chủ tịch thành phố là đương nhiên. Diệp Hào nhếch môi cười nói. Hai anh em mình một người ở trong quân đội một người. Ha ha, Kế tướng quân, Thôi tướng quân, hai người lo lắng rồi. Diệp Phàm đột nhiên quay sang nhìn hai người cười nói. Vừa nghe được liền hiểu, có lẽ đây là chuyện cung khai hà muốn làm. Bên này muốn hạ cơn giận của mình, đánh bài tình thân không nói, không ngờ cho Diệp Hào thăng quan, viên đường này thật đúng là không nhỏ. Việc này không liên quan đến chúng tôi không rõ lắm. Kiến Vĩnh Viễn nhanh chóng lắc đầu, việc này hai vị đồng chí này cũng không muốn tiếp chiêu. Bởi vì rất phỏng tay. Đúng đúng, đó là Diệp đội trưởng là tự mình làm được. Lãnh đạo thấy được, nói thăng chức cũng là bình thường thôi. So với đồng chí Diệp Phàm, cậu ta còn kém xa. Phải càng cố gắng mới đúng, việc này anh đúng là phải giúp đỡ. Sau này còn phải quan tâm nhiều hơn, làm cho Diệp đội trưởng thăng chức nhanh hơn một ít có phải không? Thôi Kim Đồng cười gượng một tiếng. Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn, chuyện tốt như vậy hai lão không muốn rơi xuống đầu mình, muốn đẩy cũng không xong. Đây là gì, không ngờ cũng không phải là dùng bài tình cảm, trên thế giới này chẳng lẽ còn có người cao thượng như vậy? Hai vị đồng chí thật sự là tài giỏi. Diệp Phàm tôi bội phục. Diệp Phàm châm chọc nói. Cũng như nhau thôi. Thôi Kim Đồng tiếp tục cười gượng một tiếng. Phàm con xem. Con bí mật giúp Diệp Phàm không ngờ không nói một tiếng. Bảo mẹ nói con thế nào. Việc này không dễ giúp, chắc chắn còn phải tìm rất nhiều quan hệ. Nghe nói hiện giờ làm việc đều dựa vào quan hệ. Lúc này mẹ nuôi sẽ không so đo với con. Mẹ nuôi đã bảo Diệp Hào làm mấy món ăn quê để con bồi dưỡng. Diệp Kim Liên vẻ mặt vui mừng. Mẹ nuôi, ôi! Diệp Phàm mắt ươn ướt, gật đầu nói. Con uống là được. Mẹ nuôi đừng lo lắng. Cơ thể con tốt, còn Diệp Hào đó là việc phải làm. Chúng con là anh em, mẹ nuôi khách khí làm con ngại. Đúng rồi, Diệp Hào có phải đến sư dã chiến không? Đúng vậy, đến sư đoàn dã chiến số 1 ở thành phố Mạc Hương. Sư đoàn dã chiến số 1 cũng là một vương bài. Diệp Hào trước kia luôn ở căn cứ, cũng muốn đi xuống rèn luyện một chút. Nghe nói xuống dưới sẽ nhanh chóng thăng chức. Diệp Kim Liên cười nói, vẻ mặt hạnh phúc. Vậy là tốt rồi, vừa lúc. Diệp Phàm gật đầu nói, bữa trưa Diệp Phàm ăn cơm với mẹ nuôi, Kế Viễn và Thôi Kim Đồng cũng vẻ mặt vui vẻ tiếp khách. Nếu để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ rớt kính mắt, hai trung tướng không ngờ cùng một cô gái nông thôn như là cung phụng nữ hoàng vậy. Sáng ngày thứ hai ba người rời đi. Hai vị lãnh đạo, hiện giờ vừa lòng rồi chứ? Diệp Phàm hung hăng trừng mắt nhìn hai người. Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, đồng chí Diệp Phàm không vừa lòng. Thôi Kim Đồng cười gượng một tiếng. Chương 3258, vừa lòng, hết sức vừa lòng. Vừa lòng, 10 phần vừa lòng, tôi quá hài lòng. Được rồi, tôi biết người đứng sau màn bày ra việc này là Lão Cung. Nếu Lão Cung thích làm người đứng sau màn thì tôi phải cảm tạ ông ấy.
Hai vị lãnh đạo sau khi trở về nói với ông ấy rằng Diệp Phàm tôi cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Chuyện cùng phái Côn Lôn dừng lại như vậy, ba triệu bảo bọn họ đưa đến đây trong vòng 5 ngày. Chuyện lần này sau này không được nhắc lại nữa, nếu không tôi tuyệt đối không nương tay. Đương nhiên, đối với lòng tốt của đồng chí Cung Khai Hà đối với người thân của tôi rất cảm kích. Nếu đã chiếu cố đến chức đội trưởng của Diệp Hào, hy vọng có thể tiếp tục quan tâm. Lần tới nói phó sư trưởng có phải là đồng chí Cung Khai Hà tiếp tục ra mặt không? Nếu không, tôi cùng ông ta không dứt. Diệp Phàm nói, kế vĩnh viễn cùng Thôi Kim Đồng mặt toàn màu đen. Ha ha, việc này trở về tôi nhất định nói với đồng chí Cung Khai Hà. Về chuyện phó sư của Diệp Hào, ha ha, tin tưởng đồng chí Cung Khai Hà sẽ chú ý. Chỉ cần Diệp Hào làm tốt, vẫn có hy vọng. Kế vĩnh viễn nói, chuyện sư phó tôi giao cho ba người các anh, tôi thay họ cảm ơn lãnh đạo này. Diệp Phàm còn cung kính. Việc này, ha ha, hẳn là phải làm. Thôi Kim Đồng vẻ mặt cứng đờ, cười cười nói. Thằng nhóc này khẩu khí thật không nhỏ. Muốn đến ủy ban quân giới là của Cung Khai Hà tôi có phải không? Muốn cho ai một chức phó sư trưởng liền được sao? Làm bừa bãi thôi. Cung Khai Hà nghe xong hai vị đồng chí báo cáo xong, vừa bực mình vừa buồn cười. Ha ha, Cung tướng quân là nhân viên an ninh quốc gia quan trọng, lại là ủy viên quân ủy. Diệp Hào mới vừa thăng chức, còn phải vài năm nữa, lại lên chức sư phó cũng không phải khó. Việc này Diệp Phàm đã cảm ơn anh, sau này nhắc lại sư phó, Diệp Phàm chẳng phải càng cảm ơn anh quan tâm sao? Cảm ơn rồi sinh tình cảm. Thôi Kim Đồng cười gượng một tiếng. Cảm ơn này có lẽ là không tốt nhận. Cung Khai Hà hừ lạnh. Ha ha. Kế vĩnh viễn cùng Thôi Kim Đồng cùng cười, hai vị đồng chí vui khi người khác gặp họa. Hai vị đồng chí, việc này đồng chí Kim Đồng bài tình cảm là chủ ý của anh. Anh cũng không thể mặc kệ có phải không? Tôi bận qua, chuyện Diệp Hào liền giao cho anh. Dù sao còn vài năm có phải không? Cung Khai Hà nói. Ấy, liên quan đến tôi chỉ nói với anh, không phải anh ra lệnh sao? Tôi chỉ là người chấp hành, anh là chỉ huy, hơn nữa, đồng chí Diệp Phàm cảm ơn anh có phải không? E ngại gì hai chúng tôi? Thôi Kim Đồng lập tức phản bác. Đúng, đúng, việc này phải là đồng chí Cung Khai Hà chúng tôi không có lực để trợ giúp Diệp Phàm. Kế vĩnh viễn cười nói. Hai người các vị rất không đúng. Được rồi, dù sao đều là lo, không sợ một hay hai việc, cùng nhau lo đi. Cung Khai Hà khoát tay áo, sau đó nói. Đồng chí Kim Đồng, đồng chí Chu Phi gia nhập tổ anh đi sắp xếp đi. Nghĩ đến đây tôi thật vui vẻ, tổ đặc nhiệm A chúng ta có thêm một cao thủ 12 đẳng, 12 đẳng xong chính là tiến vào bán tiên thiên. Đồng chí xa nhất đao lên đến bán tiên thiên, bước tiếp theo chính là đồng chí Điền Ly Thu. Mà đồng chí Chu Phi chính là người thứ ba. Hiện giờ Diệp Phàm đã bước vào cảnh giới tiên thiên, thực lực tổ đặc nhiệm A chúng ta đã tiến thêm một bước. Nhưng nghe nói tình hình của bọn họ cũng không khác lắm, có lẽ đều có bước tiến nhất định. Nước lên thì thuyền lên, bộ đội cũng không dừng bước, cho nên, chúng ta vẫn không thể lơi lỏng. Ôi, thực lực của chúng ta tăng lên, có lẽ Hải Lăng cũng không giảm nhiều. Như Dạ Đương, người này đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên chưa cũng khó nói. Cho nên, chúng ta cũng không có nhiều chuyện vui vẻ, chỉ có thể tùy thời cảnh giác, tùy thời phải chạy đến trước mới được. Kế vĩnh viễn nói. Buổi sáng hôm sau, phái Côn Lôn cử viện trưởng ngoại viên đại diện cho phái mang chi phiếu đến với một bức thư do đích danh trưởng môn Dương viết lời xin lỗi. Đương nhiên nói đều là những lời nói khách sao. Diệp Phàm cũng không quan tâm. Mà Chu Phi bị người ta trực tiếp đón đi. Vụ án của mấy người Hồng Đường Tử được giảm xuống là vụ án trị an, mỗi người đều bị xử phạt vi phạm hành chính. Đương nhiên, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Máy móc công trình bị đập hư vốn làm cho người ta đau khổ. Nhưng đối với công ty máy móc Hoành Không mà nói thì lại là chuyện tốt. Bởi vì hôm nay họ nhận được đơn đặt hàng máy móc mấy trăm nghìn. Phân công quản lý công ty máy móc Trần Viên Kiều rất vui vẻ. Ha ha, Diệp Tổng, nhà mình bị đập hỏng còn có người thay chúng ta xử, sao có phải là nên làm nhiều một chút? Chúng ta đập, sau đó chúng ta sản xuất. Bao Nghị vẻ mặt vui mừng cười nói. Tên này, đâu là ra thì tôi chịu đau nhận được, cậu đi thử xem. 3 triệu tôi không cảm thấy lời đâu. Diệp Phàm cười mắng. Việc này, thân thể như tôi không đấu lại được cao thủ như Võ Vệ Sơn. Được tôi, không nghĩ đến việc này nữa, hơn nữa, 300 triệu mang đến chỉ là cho nhà nước, cũng không phải vào túi anh Diệp. Anh Hùng phía sau cũng thật sự buồn bực.
Bao Nghị nói. Chuyện này tạm thời là như vậy, nhưng còn phải chú ý phòng bị phái Côn Lôn gây chuyện. Tôi nghĩ lần này bọn họ nhận uất ức, sẽ nhớ ký. Lam Tồn Quân vẻ mặt lo lắng. Ôi, bọn họ không dễ dàng nuốt quả đắng này như thế. Nhưng bọn họ còn muốn làm chuyện này, lần này bọn họ sẽ không chỉ là 300 triệu. Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Đúng vậy, lần sau lại sằng bậy chúng ta tuyệt đối không nương tay. Bọn họ thì thế nào, Võ Vệ Sơn cũng như vậy, phái Côn Lôn có bao nhiêu tiền vốn thì lấy ra. Sa Thiên hừ lạnh một tiếng, trong khoảng thời gian này vẫn đảm nhiệm bảo vệ bên cạnh Diệp Phàm. Tạm thời hẳn là không có vấn đề gì lớn, ít nhất cũng phải Võ Vệ Sơn tỉnh lại. Nếu không bọn họ không có nhiều tiền vốn. Diệp Phàm nói. Sa Thiên các cậu hai ngày nữa các cậu lên đường đi, làm cho tôi một chuyện, chuyện Hàn Quốc chỉ có thể hoãn lại. Anh Diệp, tôi thấy vẫn từ từ hãy đến Duy Cơ. Bên kia Lạc Phi gọi điện thoại đến, nói tạm thời vẫn yên tĩnh. Cuối năm hẳn không có vấn đề gì lớn. Chúng ta muốn chờ hôn lễ của anh xong mới đi. Mọi anh em đều ngóng ngày này, đây là chuyện vui lớn. Sa Thiên nói. Cứ như vậy đi. Diệp Phàm gật gật đầu. Thương thế tốt hơn một chút qua đi Diệp Phàm trở về Chu Tước Sơn Trang để tĩnh dưỡng. Hai chị em Chu Na có việc đã đi trước rồi. Mỗi ngày chỉ có Mộc Nguyệt Nhi ở cùng Diệp Phàm khá khoái chí. Lúc này Mộc Nguyệt Nhi giống như một bảo mẫu, mỗi ngày trừ ăn cơm chính là cùng Diệp Phàm đến núi Thiên Thông để khôi phục cơ thể. Huyết cương bị thương, Diệp Phàm phát hiện, chính là dùng khống cương kinh làm cô tỉnh lại. Vì thế Diệp Phàm kiểm tra toàn diện huyết cương, nhưng bởi vì huyết cương không phải là người thường, dùng cách bình thường căn bản không kiểm tra ra. Huyết cương cứ không nhúc nhích suốt 7-8 ngày. Một buổi tối huyết cương cuối cùng tỉnh lại. Cô bị thương. Diệp Phàm hỏi. Ôi, lần này bị Võ Vệ Sơn đánh thật nghiêm trọng, hôn mê 7-8 ngày mới tỉnh lại, nhưng trong khoảng thời gian này tôi rất suy yếu, không có cách nào giúp cậu. Huyết cương nói. Tôi làm thế nào để giúp cô? Dùng nội khí được không? Diệp Phàm hỏi. Nội không của cậu căn bản không giúp được tôi, bởi vì, khí của chúng ta không giống nhau. Thật ra, tôi phát hiện hiện giờ trong cơ thể tôi tức giận nhưng, loại khí này tất cả đều dựa vào con run hấp thu ở con rết cửu u cho tôi, giống như là mượn luyện công, năng lực có chút tương tự giống như con rơi. Huyết cương nói. Ôi! Diệp Phàm nhất thời ngây dại. Cứ như vậy yên lặng đứng ở cạnh nửa ngày không lên tiếng, huyết cương không cũng dám quấy rầy hắn, liền lặng lặng yên lặng cùng hắn. Thật lâu sau Diệp Phàm hỏi. Cô nói cô có thể thông qua con rết cửu u hấp thu khí gì đó để luyện công có phải không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy. Huyết cương gật đầu nói. Trùng vương của cô hấp thu là khí gì, hấp thu như thế nào? Cô nói với tôi. Diệp Phàm hỏi. Nó không giống loại khí trong cơ thể các anh luyện ra. Trùng vương của tôi mỗi ngày lúc tôi hành công thông qua các lỗ thủng trên cơ thể tôi hấp thu khí. Ban đầu tôi nghĩ chính là hấp thu không khí để luyện công. Nhưng dần dần tôi phát hiện là mình nhầm. Trùng vương cũng không phải hấp thu không khí để luyện công. Mà là hấp thu khí ở một chỗ đặc biệt đó là âm khí ở mộ. Huyết cương nói. Âm khí, có phải là chỉ ở phần mộ không? Ví dụ như khí sinh ra ở tử thi chẳng hạn. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, bởi vì, tôi phát hiện vừa đến chỗ có nhiều mộ tôi liền rất vui vẻ. Mà trùng vương cũng sẽ hưng phấn lên. Sau đó tôi có thể cảm giác được có một khối khí truyền vào cơ thể tôi. Huyết cương nói. Nếu không ở chỗ có phần mộ có phải là không thể hấp thu không? Diệp Phàm hỏi. Hình như là, nhưng có nhiều chỗ nhìn qua không có phần mộ, nhưng cũng có âm khí. Ví dụ như, buổi tôi đi đường anh cảm thấy có chút lạnh gáy, đây là cảm giác này. Bảo tôi nói rõ, tôi cũng không thể nói rõ lắm. Huyết cương nói. Này thật đúng là có chút phiền phức. Muốn tìm chỗ này cũng khó tìm. Diệp Phàm nói. Hơn nữa, cho cốt hỏa táng xong có lẽ không thể sinh ra nhiều âm khí, còn phải tìm chỗ thổ táng mới được. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng anh Diệp, anh có thể cho tôi tự do đi ra ngoài luyện công là được. Nếu không anh không có thời gian dẫn tôi đi, sau này tôi tự mình đi ra ngoài tìm chỗ luyện công, luyện xong sẽ hoàn lại. Hơn nữa, tôi phát hiện năng lực hiện nay càng mạnh. Hình như cơ thể trời sinh cùng đất một chỗ. Chui vào trong đất rất thoải mái. Huyết cương nói. Chẳng lẽ cô có thể hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực? Diệp Phàm hỏi. Hình như là vậy. Huyết cương gật đầu nói. Cô nói xem, nếu tôi thông qua con rơi có thể hấp thu khí để chuyển hóa thành nội khí trong cơ thể. Diệp Phàm hỏi.